Đô thị mạnh nhất Hoàn Khố, Diệp Thần Phong. Chương 1441, lành ít giữ nhiều. Kỳ quái, thực sự là kỳ quái, tiến vào ngươi bên trong đan điền nhất định là thất sắc xin sen không thể nghi ngờ, hơn nữa một cái bôi thất sắc xin sen chả vô cùng đặc thù, bất quá, ta cùng lão hắc cũng không có cảm giác xuất ngươi bên trong đan điền dị thường. Theo lý tới nói thất sắc xin sen bên trong năng lượng hẳn là toàn bộ tiêu hao đang vì ngươi cải tạo trên thân thể rồi. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng không cần lo lắng gì gì đó, có ta cùng lão hắc thời khắc giúp ngươi cảm ứng bên trong đan điền nhất cử nhất động, một khi có bất kỳ tình huống gì phát sinh, chúng ta tuyệt đối sẽ trước tiên nói cho ngươi. Lại nói này thất sắc xin sen chính là đại địa huyết dịch, mà tinh không chi thạch lại là bầu trời trái tim. Tiểu gia hỏa, ta luôn có một loại cực kỳ dự cảm mãnh liệt. Ngươi nhất định là bên trong vùng thế giới này cái thứ nhất siêu thoát luân hồi, đến sống mãi người, bên trong cơ thể ngươi nhưng là nắm giữ vùng thế giới này trái tim cùng huyết dịch. Nói không chắc tương lai ngươi hội có biện pháp, để bầu trời trái tim thay thế trái tim của ngươi, để đại địa huyết dịch thay thế dòng máu của ngươi, e sợ đến lúc ấy, ngươi không muốn siêu thoát luân hồi cũng không khả năng rồi. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh nói ra bên trong lòng mình suy đoán lúc, trong giọng nói của hắn cũng là mang theo kích động. Này thất sắc xin sen hẳn là ngâm sau liền cơ bản sẽ mất đi tác dụng, mà bây giờ Diệp Thần Phong bên trong đan điền dĩ nhiên ra một vệt thất sắc xin sen, căn cứ bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh cảm ứng, này bôi thất sắc xin sen bên trong hàm chứa nhất cổ cực hạn sức mạnh, bất quá, này cổ cực hạn sức mạnh được vật gì đó hạn chế trụ rồi. Có thể nói từ viễn cổ thời đại cho tới bây giờ cái thời đại này, Diệp Thần Phong là cái thứ nhất vừa nắm giữ tinh không chi thạch, lại có thất sắc xin sen người. Tại bạch bóng người Ngô Phong dỗi rảnh xem ra, hay là Diệp Thần Phong sẽ là một cái thời đại mới người khai sáng. Được bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh vừa nói như thế, Diệp Thần Phong ngược lại là mơ hồ cũng hưng phấn lên. Bầu trời trái tim, đại địa huyết dịch, chỉ là nghe liền châu bò tới cực điểm. Nhưng bóng đen người Giang Vận Thiên từ trước đến giờ là ưa thích dội nước lã, lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ rồi, bóng đen người Giang Vận Thiên không vui nói, tiểu tử. Ngươi bây giờ đắc ý có phải là quá sớm hay không một ít? Lấy thực lực của ngươi bây giờ liền bị vây ở âm minh tông tiểu nữ oa kia cũng cứu không ra, siêu thoát luân hồi cách ngươi chả xa xôi, ngươi trước đem thực lực đột phá đến niết bàn cảnh rồi hãy nói. Diệp Thần Phong nhất thời hứng thú hoàn toàn không có, bất quá. Trong lòng của hắn nghĩ tới một chuyện khác, hỏi hắn, lão bạch, lão hắc, các ngươi nói thực cho ngươi biết ta. Tại niết bàn cảnh bên trên phải hay không còn có cao hơn thực lực đẳng cấp? Nếu như vượt qua niết bàn cảnh là có thể đến sống mãi, ta cho rằng cái này phải hay không quá dễ dàng một ít. Tiểu tử, cái gì gọi là mơ tưởng xa vời? Người bây giờ mục tiêu không chỉ là cứu ra âm minh tông cái kia gọi Lâm Hân Di tiểu nữ oa, còn có tìm tới người một người khác tên là Hạ Tử Ninh nữ nhân. Người bây giờ mục tiêu cuối cùng là muốn để bên người người thân siêu thoát luân hồi. Đến sống mãi. Như vậy ngươi chỉ cần từng bước làm đến nơi đến chốn tu luyện, có ta cùng lão bạch ở một bên chỉ đạo ngươi, có thể hay không siêu thoát luân hồi trước tiên không nói, ngươi thành tựu tương lai nhất định sẽ vượt qua ta cùng lão bạch. Bóng đen người Giang Vận Thiên nghiêm túc nói, từ bóng trắng nhân hòa bóng đen trên thân người cũng không hỏi ra nguyên cớ đến, còn nữ Diệp Thần Phong cũng cảm thấy bóng đen người ta nói thật có đạo lý, hắn bây giờ thực lực chả quá yếu, liền chính hắn cách siêu thoát luân hồi còn rất xa. Chớ nói chi là để người bên cạnh hắn rồi, thân ở thất sắc xin sen bên trong Diệp Thần Phong, hắn trong lỗ mũi hít một hơi thật sâu, hắn cảm ứng một thoáng đan điền của mình. Bây giờ hắn bên trong đan điền ngoại trừ có lão bạch cùng lão hắc sinh tồn đoàn kia khí thể ở ngoài, còn có thiên địa chi hỏa thanh viêm, vạn năm băng tuyết liên hoa cùng bất khuất kiếm ý hạt giống, bây giờ lại thêm một vệt thất sắc xin sen, trong truyền thuyết đại địa chi huyết. Này bất khuất kiếm ý hạt giống yếu lúc nào mới có thể kích phát? Diệp Thần Phong ở trong lòng không khỏi nói lầm bầm, ban đầu ở viễn cổ thần ma trong mộ địa, kiếm thần Hạ Vô Cực cũng đã có nói, chỉ cần Diệp Thần Phong có thể kích phát bất khuất kiếm ý hạt giống, như vậy Diệp Thần Phong là có thể trong nháy mắt nắm giữ thất giai bất khuất kiếm ý. Mà bây giờ Diệp Thần Phong hàn băng kiếm ý mới cấp 2 tầng thứ, chỉ là nghĩ muốn Diệp Thần Phong đó là có thể đủ đoán được thất giai bất khuất kiếm ý khẳng định phi thường châu bò tách ra. Diệp Thần Phong trong lòng lầm bầm một câu sau. Hắn lập tức lại tỉnh táo lại, hiện tại thực lực của hắn tăng lên tới thần niệm cảnh nhị trọng thiên trung kỳ rồi, mà hắn bên trong đan điền thanh viêm chỉ là có thể đốt cháy tử thần niệm cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong cao thủ,
Diệp Thần Phong cùng Thanh Viêm ở giữa chênh lệch lại rút nhỏ, hắn hiện tại lại có thể một lần nữa nắm giữ Thanh Viêm rồi. Ầm, một tiếng, Diệp Thần Phong trực tiếp từ thất sắc xin sen bên trong bật đi ra, trước đó trải qua thất sắc xin sen dần vặt sau đó Diệp Thần Phong quần áo trên người đã sớm hư hại, bất quá, khi hắn nhảy ra thất sắc xin sen nháy mắt, hắn chữ vật giới chỉ lóe lên, một bộ trường sam màu đen trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay hắn. Hắn nhanh chóng đem trường sam màu đen mặc vào người, đưa hắn cái kia tràn ngập sức bùng nổ thân thể che lại rồi. Trước đó tại cổ võ giới thời điểm, Diệp Thần Phong nhục thân cường độ đã là trải qua cải tạo rồi, bất quá, lần này cơ thể hắn là cải tạo càng thêm hoàn toàn, chỉ là thần niệm cảnh nhị trọng thiên trung kỳ thực lực, liền có thể có được tạo hóa cảnh nhị trọng thiên cường giả đỉnh cao nhục thân cường độ, tại đây địa huyền giới tuyệt đối có thể nói là số 1 số 2 rồi. Hơn nữa, Diệp Thần Phong nghi tâm màu trắng cùng màu đen thức hải cũng biến thành càng mênh mông rồi, trong óc sinh ra thần niệm lực lượng so với trước kia nhiều hơn khoảng 5 lần. Hiện tại Diệp Thần Phong cho dù thi triển cái 3 lần hổ gầm rồng gầm, trong óc thần niệm lực lượng cũng sẽ không bị lập tức tiêu hao sạch sẽ rồi. Lão đại, người vừa vặn thực sự là dọa giết chúng ta. Hà Bình ba người nhìn thấy Diệp Thần Phong bình an vô sự sau, bọn hắn trong miệng cuối cùng là nặng nề thở ra một hơi. Thiếu gia. Người quả nhiên là phúc lớn mạng lớn a hát. Thực lực của ngươi đột phá đến thần niệm cảnh nhị trọng thiên trung kỳ. Lương Tả Ý trong lòng thật đúng là có chút ước ao ghen tị, nhớ lúc đầu hắn và Diệp Thần Phong lần thứ nhất lúc gặp mặt, Diệp Thần Phong liền thần niệm cảnh đều không có đến, nhưng hôm nay Diệp Thần Phong tại về mặt thực lực đã siêu vượt qua hắn, nói đến sức chiến đấu lời nói, Lương Tả Ý càng thêm không có dũng khí cùng Diệp Thần Phong so sánh. Hắn nhưng là phi thường rõ ràng Diệp Thần Phong tại về mặt chiến lực căn bản không phải người, vượt cấp chiến thắng đối thủ quả thực cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Sư phụ, thực lực của ngài làm sao mới chỉ có tăng lên tới thần niệm cảnh nhị trọng thiên trung kỳ? Này bảy màu trong ôn tuyền năng lượng hẳn có thể để sư phụ ngài đem thực lực tăng lên càng cao hơn. Thiên hỏa lão nhân là vẻ mặt nghi hoặc, hắn cũng không biết bây giờ Diệp Thần Phong nhục thân cùng thức hải cũng đã cải tạo quá rồi. Dù sao sức mạnh của thân thể cùng thức hải sức mạnh cũng không phải có thể dựa vào cảm giác có thể cảm giác được. Diệp Thần Phong cũng lười giải thích nhiều như vậy, liền ở thiên hỏa lão người lúc nói chuyện, bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh lại nói cho hắn một chuyện, thất sắc xin sen bên trong phần lớn năng lượng tuy rằng tiêu hao hết, thế nhưng chỉ cần hàng năm đúng giờ hướng về thất sắc xin sen bên trong đưa lên một ít linh thạch, này thất sắc xin sen vẫn cứ có thể trợ giúp người tu luyện tăng cao thực lực. Hơn nữa so với đơn độc hấp thu linh thạch hiệu quả tốt thượng mười mấy lần đây. Cho nên, Diệp Thần Phong sẽ theo khẩu đối với thiên hỏa lão nhân, nói ra, thiên hỏa, này trong ôn tuyền năng lượng vẫn không có tiêu hao hết, chỉ là tạm thời thu liếm, ta chỉ là đem bộ phận thứ nhất mãnh liệt nhất năng lượng hấp thu, kế tiếp năng lượng đều so sánh ôn hòa, ai đều có thể đến ngâm cái này ôn tuyền rồi, hơn nữa cái này ôn tuyền vẫn có thể trợ giúp người tu luyện tăng cao thực lực. Thấy Diệp Thần Phong trả lời như vậy, thiên hỏa lão nhân trong lòng nghi ngờ cũng đã biến mất, hiện tại Diệp Thần Phong cũng về tới Diệp Môn, lấy thực lực bây giờ của hắn, còn chưa đủ tư cách đi Âm Minh Tông muốn người, trong lòng của hắn không khỏi nghĩ tới lúc trước cùng hắn đồng thời đến chỗ này huyền giới, hắn đại cứu cùng cậu hai tử nữ Tôn Hiểu Lệ cùng Tôn Hằng Phi, cùng với cổ võ giới Xích Viêm Cốc Cốc chủ Liệt Viêm cùng con trai của hắn Liệt Dương rồi. Bởi vì Diệp Thần Phong chiếm Bạch Tuyết núi trang thiếu chủ cơ duyên tinh không chi thạch, Diệp Thần Phong các loại Tôn Hiểu Lệ bọn hắn tại vẫn không có đi tới địa huyền giới cũng đã thất lạc. Sau đó Diệp Thần Phong tại đến tiêu diệt Bạch Tuyết Sơn Trang thời điểm, hắn từ Bạch Tuyết Sơn Trang nhân khẩu chúng phải biết, địa huyền giới Xích Viêm Tông một tên trưởng lão nhìn chúng Tôn Hiểu Lệ tư chất, đem Tôn Hiểu Lệ đám người mang về Xích Viêm Tông rồi, cho nên Diệp Thần Phong mới sẽ đối Tôn Hiểu Lệ cùng Tôn Hằng Phi đám người an toàn yên tâm lại. Này Xích Viêm Tông trên đất huyền giới chính là một cái tứ phẩm tông môn, hơn nữa còn là một cái lánh đời tông môn, này Xích Viêm Tông bình thường cũng sẽ không cùng những tông môn khác liên hệ, hơn nữa Xích Viêm Tông tông môn vị trí cũng cực kỳ bí mật, người bình thường căn bản là không tìm được. Diệp Thần Phong muốn một bên tu luyện, đi sang một bên Xích Viêm Tông nhìn xem Tôn Hiểu Lệ đám người qua thật tốt không tốt. Hắn đối với Thiên Hỏa lão nhân hỏi, Thiên Hỏa, người biết Xích Viêm Tông vị trí sao? Thiên hỏa lão nhân lắc lắc đầu, hồi đáp, sư phụ, Xích Viêm Tông chính là lánh đời tông môn, người bình thường căn bản không biết Xích Viêm Tông ở nơi nào. Một bên Lương Tả Ý ngược lại là mở miệng, thiếu gia, người muốn đi Xích Viêm Tông. Nói không chắc ta có thể giúp đỡ được việc đây.
Chúng ta Vạn Nguyệt các đại trưởng lão đã từng giống như là đi qua Xích Viêm Tông, chỉ cần chúng ta trở về hỏi một chút đại trưởng lão là được rồi. Diệp Thần Phong liếc mắt nhìn Lương Tả Ý, hắn nắm giữ Lương Tả Ý bản mệnh tinh huyết, hắn biết Lương Tả Ý sẽ không nói với hắn dối, thế là, hắn mở miệng nói, được, đợi ngày mai ta và các ngươi đồng thời về một chuyến Vạn Nguyệt Các, nếu như ngươi thật sự có thể để ta biết Xích Viêm Tông vị trí, như vậy bổn mệnh tinh huyết của ngươi ta liền trả lại cho ngươi. Nghe vậy, Lương Tả Ý nhất thời mở cờ trong bụng lên, hắn đợi lâu như vậy cuối cùng là đợi được cái ngày này, hắn lập tức nói ra cảm ơn thiếu gia, cảm ơn thiếu gia. Mà Diệp Thần Phong rồi hướng Thiên Hỏa lão nhân, nói ra, Thiên Hỏa, ngươi ngày mai sẽ đi đem Thiên Đao môn trước tiên hủy diệt rồi, sau đó ngươi liền ở lại Diệp môn tỏa trấn đi. Diệp môn yêu cầu một vị cường giả tỏa trấn. Thiên Hỏa lão nhân tuy rằng muốn đi theo sư phụ hắn Diệp Thần Phong bên cạnh, nhưng hắn vẫn là vô cùng nghe theo Diệp Thần Phong mệnh lệnh, hắn nói ra, Hà Út, sư phụ, có ta ở đây Diệp môn, ta bảo đảm Diệp môn hội bình an vô sự. Tại Diệp Thần Phong quyết định phải cùng Lương Tả Ý, Tô Băng Xoáy đồng thời về Vạn Nguyệt Các thời điểm, e sợ Vạn Nguyệt Các cũng đã chịu đến Luyện Khí Tông tạo áp lực đi nha. Nhưng Diệp Thần Phong bọn hắn nhưng vẫn là hồn nhiên không biết, bọn hắn lần này đi Vạn Nguyệt Các rất có thể là giữ nhiều lành ít. Chương 1442, trục xuất sư môn, không đúng lắm. Địa huyền giới, tứ phẩm tông môn Vạn Nguyệt Các trong đại điện. Tại Diệp Thần Phong dự định cùng Tô Băng Xoáy bọn hắn cùng đi một chuyến Vạn Nguyệt Các thời điểm. Toàn bộ Vạn Nguyệt Các trong đại điện là yên tĩnh không tiếng động. Tại đại điện phía trước nhất chính giữa để đó hai tấm kim bích huy hoàng cái ghế, tại hai người này trên ghế ngồi một tên vẻ mặt nghiêm túc đàn ông trung niên, cùng với một tên dáng dấp dung mạo xinh đẹp trung niên nữ nhân. Này Vạn Nguyệt Các chính là một cái cực kỳ đặc thù tông môn, bởi vì cái này trong tông môn có hai tên tông chủ. Bọn hắn vừa vặn là một đôi phu thê, nam tông chủ phụ trách trưởng quản Vạn Nguyệt Các nam đệ tử, nữ tông chủ phụ trách trưởng quản Vạn Nguyệt Các nữ đệ tử, hai vị này tông chủ phân công hết sức rõ ràng. Mà giờ khắc này ngồi ở hai tấm kim bích huy hoàng trên ghế chính là Vạn Nguyệt Các hai tên tông chủ rồi, đàn ông trung niên tên là Thạch Thiên Nhật, một thân thực lực tại luân hồi cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ, dáng dấp dung mạo xinh đẹp trung niên nữ danh gọi Phương Vũ Dung, một thân thực lực tại luân hồi cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ. Cái này hai tên Vạn Nguyệt Các tông chủ Thạch Thiên Nhận cùng Phương Vũ Dung, bọn hắn tâm tình bây giờ là cực kém cực kỳ, ngày hôm qua Luyện Khí Tông một tên nội môn trưởng lão tự mình đến đã đến Vạn Nguyệt Các, đem Tô Băng Xoáy cùng Lương Tả Ý sự tình nói một lần, một mực chắc chắn Tô Băng Xoáy cùng Lương Tả Ý chính là giết chết Luyện Khí Tông nội môn trưởng lão Chu Văn Thường đồng lõa, đồng thời đem Diệp Thần Phong cùng Thiên Hỏa lão nhân chân dung cũng cho Thạch Thiên Nhận cùng Phương Vũ Dung nhìn. Yêu cầu Thạch Thiên Nhận cùng Phương Vũ Dung trong thời gian ngắn nhất cho Luyện Khí Tông một câu trả lời, bằng không Luyện Khí Tông đem cũng sẽ không bao giờ cung cấp cho Vạn Nguyệt Các bất kỳ luyện chế vũ khí, đồng thời sẽ đem Vạn Nguyệt Các xếp vào Luyện Khí Tông danh sách của kẻ địch bên trong. Luyện Khí Tông trên đất huyền giới sức ảnh hưởng là cực kỳ to lớn, Vạn Nguyệt Các mặc dù nói là tứ phẩm tông môn, nhưng bọn họ căn bản vô pháp chịu đựng Luyện Khí Tông lửa giận, bây giờ Luyện Khí Tông đã đối Vạn Nguyệt Các tạo áp lực rồi. Điều này cũng thành Thạch Thiên Nhận cùng Phương Vũ Dung làm cho là một bụng hỏa khí không địa phương phát tiết. Tại Thạch Thiên Nhận cùng Phương Vũ Dung hai vị này tông chủ phía dưới. Đứng ở 10 tên Vạn Nguyệt Các nội môn trưởng lão, bọn hắn mỗi một người đều trầm mặc không nói, bọn hắn đang đợi Thạch Thiên Nhận cùng Phương Vũ Dung mở miệng. Khụ khụ. Thạch Thiên Nhận trong cổ họng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, hỏi, sự tình các ngươi cũng đã biết, các ngươi cho là chúng ta Vạn Nguyệt Các kế tiếp nên làm gì? Phương Vũ Dung cũng lập tức nói ra, lần này Luyện Khí Tông thái độ đã vô cùng rõ ràng, nếu như chúng ta không cho bọn họ một cái hài lòng trả lời, như vậy chỉ sợ bọn họ thật sự sẽ đem lửa giận xuất hiện ở chúng ta Vạn Nguyệt Các trên người. Thạch Tông Chủ, Phương Tông Chủ, Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy chậm chạp chưa có trở về Vạn Nguyệt Các, phụ trách đảm bảo hộ trưởng lão của bọn họ tin qua đời cũng đã truyền về rồi. Ta xem Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy tại Bắc Vực Hoang Mạc trong di tích khẳng định đã nhận được chí bảo. Bọn họ là không muốn về Vạn Nguyệt Các rồi, mà hai người bọn họ lại vẫn cùng Luyện Khí Tông nội môn trưởng lão chết có quan hệ, theo ta thấy hai người bọn họ đã không có tư cách làm chúng ta Vạn Nguyệt Các đệ tử. Thạch Tông Chủ, Phương Tông Chủ, ta xem này phen lời nói phải vô cùng có đạo lý. Luyện Khí Tông thực lực tổng hợp tuy rằng không mạnh, thế nhưng tại toàn bộ địa huyền giới chỉ có Luyện Khí Tông hội luyện khí, trên đất huyền giới có cái nào tông môn phải không cho Luyện Khí Tông mấy phần mặt mũi.
Nếu như chúng ta mạnh mẽ hơn Bao Che Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy lời nói, như vậy ta nghĩ địa huyền giới rất nhiều tông môn đều sẽ đối với chúng ta Vạn Nguyệt Các bất mãn, đến lúc đó chúng ta Vạn Nguyệt Các rất có thể sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Vạn Nguyệt Các 10 tên nội môn trưởng lão, bọn hắn dồn dập phát biểu ý kiến của mình, ở bề ngoài bọn hắn nói chính là đường hoàng, kỳ thực bọn hắn chính là sợ hãi luyện khí tông, trong lòng bọn họ chính là sợ chết. Ngồi ở chủ vị tông chủ Thạch Thiên Nhận cùng Phương Vũ Dung. Hai người bọn họ không hẹn mà cùng gật gật đầu, xem ra bọn hắn cũng phi thường tán thành dưới đáy 10 tên nội môn ý kiến của trưởng lão. Thạch Thiên Nhận cùng Phương Vũ Dung cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó Thạch Thiên Nhận mở miệng nói ra, đúng vậy, mặc dù nói Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy tại Vạn Nguyệt Các tính là đệ tử thiên tài rồi, nhưng là chúng ta Vạn Nguyệt Các không thể bởi vì bọn họ mà phá hủy, từ giờ khắc này. Tô Băng Xoáy cùng Lương Tả Ý chính thức bị trục xuất Vạn Nguyệt Các, các ngươi lập tức đem chuyện nào thông báo Vạn Nguyệt Các các đệ tử, đồng thời các ngươi lập tức đi truy tra Tô Băng Xoáy cùng Lương Tả Ý tung tích. Ngày thứ hai, Diệp Thần Phong, Tô Băng Xoáy cùng Lương Tả Ý ba người này, bọn hắn đương nhiên chả cũng không biết Vạn Nguyệt Các quyết định, bọn hắn sáng sớm liền hướng Vạn Nguyệt Các phương hướng chạy đi rồi, mà Thiên Hỏa lão nhân cũng một người một ngựa đánh tới Thiên Đao cửa. Từ Diệp Thần Phong chỗ ở Diệp Môn Yếu đến Vạn Nguyệt Các, trong này lộ trình ước chừng yêu cầu một ngày một đêm. Diệp Thần Phong, Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy đều là thần niệm cảnh cao thủ, bọn hắn bình thường mấy tháng không ngủ đều không có việc gì đâu, cho nên, ba người bọn hắn đang đuổi một ngày một đêm đường sau, bọn hắn cuối cùng là đã tới Vạn Nguyệt Các dưới chân núi. Diệp Thần Phong ngẩng đầu nhìn phía đỉnh núi, Vạn Nguyệt Các ở này cái trên đỉnh ngọn núi, này Vạn Nguyệt Các vật kiến trúc vô cùng đặc thù. Chính là từng tòa một chất gỗ to lớn lầu các, tên Vạn Nguyệt Các phải cùng nó này lối kiến trúc cũng có chút liên quan. Tại đi tới Vạn Nguyệt Các dưới chân núi sau đó Lương Tả Ý là trở nên càng ngày càng kích động, bởi vì Diệp Thần Phong lập tức liền có thể thanh bổn mạng của hắn tinh huyết trả lại cho hắn rồi. Lương Tả Ý tại loại này ngàn cân treo sợi tóc, hắn là tuyệt đối không thể để Diệp Thần Phong không vui, cho nên, hắn tại Diệp Thần Phong trước mặt trở nên càng thêm ân cần rồi, hắn làm một cái xin mời. Tư thế, nói ra, thiếu gia, chúng ta lên đi. Đi tới Vạn Nguyệt Các, thiếu gia ngươi liền đem nơi này cho rằng là của mình ra được rồi. Lời nói khoa trương điểm lời nói, có ta Lương Tả Ý tại, bảo đảm thiếu gia ngươi có thể trở thành Vạn Nguyệt Các quý khách. Yếu là thiếu gia ngươi nhìn chúng ta Vạn Nguyệt Các cái nào người nữ đệ tử, ta nhất định giúp thiếu gia ngươi giải quyết. Trên lưng treo hắc huyền kiếm Diệp Thần Phong, hắn có nhiều ý vị vỗ vỗ Lương Tả Ý vai, cười nói, tiểu lương tử. Ngươi không có trâu bò chứ? Mặt mũi của ngươi tại Vạn Nguyệt Các tốt như vậy khiến. Nghe được tiểu lương tử. Danh xưng này, Lương Tả Ý sắc mặt hơi hơi có chút khó coi, bởi vì cái này xưng hô làm sao nghe được chính là tên thái giám danh tự. Bất quá, hắn trên miệng vẫn là nói, thiếu gia, ta Lương Tả Ý tại đây mảnh đất nhỏ thượng vẫn còn có chút mặt mũi, dù sao ta nhưng là Vạn Nguyệt Các đệ tử thiên tài. Diệp Thần Phong ý định là muốn trêu chọc Lương Tả Ý rồi, hắn nói ra, tiểu lương tử, ta lại thật nhìn chúng các ngươi Vạn Nguyệt Các một tên nữ đệ tử. Tiếp lấy, Diệp Thần Phong chỉ một bên Tô Băng Xoáy, nói ra, ta xem Tô Băng Xoáy cũng không tệ, người có thể hay không giúp ta giải quyết người. Lương Tả Ý trên mặt biểu lộ hơi dừng lại một chút, mà nguyên bản sắc mặt lành lạnh Tô Băng Xoáy, trên mặt của nàng dĩ nhiên lần đầu tiên hiện lên một vệt đỏ ửng. Theo lý tới nói, lấy Tô Băng Xoáy tính cách, nếu là có người dám chiếm tiện nghi của nàng, đừng nói là hội đỏ mặt, e sợ người lập tức sẽ động thủ. Tô Băng Xoáy cắn môi một cái, người không có đi để ý tới Diệp Thần Phong cùng Lương Tả Ý, người bay thẳng đến đỉnh núi đi đến. Lương Tả Ý nhìn thấy Tô Băng Xoáy khác thường sau đó hắn lập tức nói ra, thiếu gia, vẫn đúng là đừng nói, ta xem ngươi có hy vọng. Diệp Thần Phong cũng chỉ là nói chuyện đùa mà thôi. Hắn không nghĩ tới Tô Băng Xoáy hội khác thường như vậy, hắn cũng lười cùng Lương Tả Ý làm ầm ĩ đi xuống, nói ra, đi thôi. Sớm một chút biết Xích Viêm Tông vị trí, ta cũng sớm một chút đem bản mệnh tinh huyết trả lại cho ngươi. Lấy Diệp Thần Phong, Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy tốc độ, ba người bọn họ rất nhanh sẽ đã tới đỉnh núi, đập vào mi mắt là một mảnh to lớn quảng trường, tại trên quảng trường có tụm 5 tụm 3 Vạn Nguyệt Các đệ tử. Những này Vạn Nguyệt Các đệ tử đang nhìn đến đột nhiên xuất hiện Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy sau, trên mặt bọn họ từng cái dồn dập lộ ra phi thường biểu tình cổ quái. Diệp Thần Phong quan sát năng lực là cực kỳ bén nhạy,
hắn lập tức cảm thấy những này Vạn Nguyệt Các đệ tử ánh mắt có phần không đúng lắm. Một tên trong đó Vạn Nguyệt Các đệ tử đi tới quảng trường chính giữa một cái to lớn chuông đồng trước, tung tung tung, tên này Vạn Nguyệt Các đệ tử không nói lời gì đem chuông đồng gõ vang, thanh âm điếc tai nhức óc nhất thời hướng về Vạn Nguyệt Các bốn phương tám hướng tản đi. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nói Vạn Nguyệt Các phát sinh đại sự sao? Làm sao chúng ta vừa về đến sẽ có cái đó đại chuyện phát sinh? Lương Tả Ý tự nhủ, Diệp Thần Phong hỏi, tiếng chuông này có hàm nghĩa gì sao? Tô Băng Xoáy hồi đáp, cái này trên quảng trường chuông đồng, chỉ có đang phát sinh đại sự thời điểm mới có thể vang lên, Vạn Nguyệt Các người khi nghe đến tiếng chuông sau, tất cả mọi người hội trong thời gian ngắn nhất tập trung đến trên quảng trường tới. Khi nghe đến Tô Băng Xoáy giải thích sau đó Diệp Thần Phong trong lòng càng thêm cảm thấy không được bình thường, hắn mơ hồ có loại dự cảm cực kỳ bất hảo. Chương 1443, nguy cơ hiện lên, chồng chất vây quanh. Đông, 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 đông. Vạn Nguyệt Các quảng trường chính giữa chiếc kia chuông đồng là càng gõ càng dồn dập rồi, từ Vạn Nguyệt Các bên trong bão tố dâng lên từng đạo thật khí thế, những khí thế này đang nhanh chóng hướng về trên quảng trường tới gần. Mà trên quảng trường tụm năm tụm ba Vạn Nguyệt Các đệ tử, bọn hắn nhìn về phía Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy ánh mắt hoàn toàn thay đổi, trong ánh mắt của bọn họ tràn đầy khinh thường cùng căm ghét. Tiểu Lương Tử, Tô Băng Xoáy, ta cho là chúng ta hiện tại hẳn là lập tức rời đi nơi này. Diệp Thần Phong phi thường tin tưởng chính mình trực giác, khi hắn muốn xoay người hướng về bên dưới ngọn núi sông đi thời điểm, đáng tiếc hết thảy đều đã quá muộn, hai đạo khí thế bàng bạc đem toàn bộ quảng trường đều bao phủ lại rồi. Diệp Thần Phong biết nếu như hắn bây giờ còn yếu liều lĩnh hướng về bên dưới ngọn núi sông lời nói, phát ra cái này hai đạo khí thế người tuyệt đối sẽ lập tức động thủ. Một tên vẻ mặt nghiêm túc đàn ông trung niên, một tên dáng dấp dung mạo xinh đẹp trung niên nữ nhân, hai người bọn họ thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại trong sân rộng ở giữa. Cái này hai đạo khí thế bàng bạc bắt đầu từ hai người bọn họ trên người vọng lại rồi, hai người bọn họ chính là Vạn Nguyệt Các hai tên tông chủ Thạch Thiên Nhận cùng Phương Vũ Dung rồi. Tại Thạch Thiên Nhận cùng Phương Vũ Dung đến quảng trường thời điểm, một tên ăn mặc màu nâu trường sam lão đầu cũng sát theo đó xuất hiện tại bên cạnh của bọn họ. Tên này lão đầu chính là Vạn Nguyệt Các lục trưởng lão Nguyên Thu Thạch, một thân thực lực tại tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong tầng thứ. Tại Thạch Thiên Nhận cùng Phương Vũ Dung tuyên bố đem Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy trục xuất sư môn, đồng thời yếu toàn lực lùng bắt Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy sau. Còn lại nội môn trưởng lão đều rời đi Vạn Nguyệt Các đi siêu tầm Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy tung tích, bây giờ tại Vạn Nguyệt Các chỉ còn dư lại Nguyên Thu Thạch một tên nội môn trưởng lão rồi. Tại hai tên tông chủ Thạch Thiên Nhận cùng Phương Vũ Dung, cùng với lục trưởng lão Nguyên Thu Thạch đô xuất hiện tại trên quảng trường sau. Sát theo đó, hơn ngàn tên Vạn Nguyệt Các đệ tử cũng một tên tiếp theo một tên xuất hiện tại trên quảng trường, những này Vạn Nguyệt Các đệ tử thực lực đều tại thông linh cảnh đến thần niệm cảnh trong lúc đó. Này hơn ngàn tên Vạn Nguyệt Các đệ tử trong nháy mắt đem Diệp Thần Phong, Tô Băng Xoáy cùng Lương Tả Ý cho chồng chất vây lại rồi. Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy nhìn thấy trận thế này giống như là lao về phía bọn họ, hai người bọn họ trong đầu trong nháy mắt trở nên trống rỗng rồi, bọn hắn hiện tại cũng rõ ràng cảm thấy, chu vi rất nhiều Vạn Nguyệt Các đệ tử đều đối với bọn họ tràn đầy sát ý. Trên lưng treo hắc huyền kiếm Diệp Thần Phong, hắn nhìn xem hơn ngàn tên Vạn Nguyệt Các đệ tử. Hắn cuối cùng ánh mắt chính là như ngừng lại Thạch Thiên Nhận, Phương Vũ Dung cùng Nguyên Thu Thạch trên người, hắn cảm giác được xuất Thạch Thiên Nhận chính là luân hồi cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ cường giả, Phương Vũ Dung chính là luân hồi cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ cường giả, Nguyên Thu Thạch chính là tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong cường giả. Diệp Thần Phong nhíu chặt hai hàng chân mày lại, hắn vỗ một cái Lương Tả Ý vai, nói ra, tiểu Lương Tử, lẽ nào mặt mũi của ngươi tại Vạn Nguyệt Các thật sự tốt như vậy khiến? Có nhiều người như vậy tới đón tiếp ngươi trở về. Được Diệp Thần Phong như thế vỗ một cái, Lương Tả Ý lập tức tỉnh táo lại, hắn nhìn đứng ở quảng trường chính giữa Thạch Thiên Nhận cùng Phương Vũ Dung, hắn mở miệng nói, Thạch Tông Chủ, Phương Tông Chủ, phải hay không Vạn Nguyệt Các chuyện gì xảy ra? Một bên Tô Băng Xoáy cũng lập tức hỏi, Thạch Tông Chủ, Phương Tông Chủ, có phải hay không chúng ta đã làm sai điều gì? Thạch Thiên Nhận cùng Phương Vũ Dung căn bản không có ý lên tiếng. Ngược lại là một bên lục trưởng lão Nguyên Thu Thạch, hắn lạnh giọng quát lên, Lương Tả Ý, Tô Băng Xoáy, hai người các ngươi cho tới bây giờ chả không biết mình phạm sai lầm gì. Các ngươi đã không phải là Vạn Nguyệt Các đệ tử,
các ngươi đã bị trục xuất Vạn Nguyệt Các rồi. Ồ, Nguyên Thu Thạch ánh mắt đột nhiên ngừng lưu tại Diệp Thần Phong trên người, Diệp Thần Phong cùng Thiên Hỏa lão nhân chân dung bọn họ đều là xem qua được rồi, hắn lập tức đối với Thạch Thiên Nhận cùng Phương Vũ Dung, nói ra, Thạch Tông Chủ, Phương Tông Chủ, hiện tại chúng ta có thể 100% xác định Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy khẳng định cùng Luyện Khí Tông nội môn trưởng lão chết có liên quan rồi. Cùng với bọn họ tiểu tử kia cũng là đồng lõa một trong, chân dung của hắn chúng ta cũng đều xem qua được rồi. Nghe vậy, Thạch Thiên Nhận cùng Phương Vũ dùng ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong, Thạch Thiên Nhận gật gật đầu, nói ra, Luyện Khí Tông đưa tới chân dung bên trong xác thực có tiểu tử này, thật không nghĩ tới bọn hắn sẽ chủ động đưa tới cửa. Phương Vũ Dung vẻ mặt lạnh lẽo nói ra, tiểu tử này tới thật đúng lúc, chúng ta đem ba người bọn hắn bắt sống đưa đến Luyện Khí Tông đi, ta xem Luyện Khí Tông tuyệt đối sẽ không truy cứu nữa chúng ta Vạn Nguyệt Các trách nhiệm. Thạch Thiên Nhận đám người đối thoại, Diệp Thần Phong bọn hắn cũng đều nghe được, nói đến đây Luyện Khí Tông, Diệp Thần Phong bọn hắn lập tức nghĩ tới khẳng định cùng trước đây không lâu chết ở Thông Thiên Thành bên trong Chu Văn Thường có quan. Lương Tả Ý nói ra, Thạch Tông Chủ, Phương Tông Chủ, Lục Trưởng Lão, trong này nhất định là có hiểu lầm gì đó, chúng ta đều có thể giải thích. Tô Băng Xoáy cũng nói, Luyện Khí Tông nội môn trưởng lão Chu Văn Thường là chết chưa hết tội, chúng ta thân là Vạn Nguyệt Các đệ tử, lẽ nào Tông Chủ các ngươi đối với chúng ta như thế vô tình sao? Phương Vũ Dung nhíu nhíu mày, quát lên, được, ta liền cho các ngươi một cái cơ hội giải thích. Tại Phương Vũ Dung xem ra dù sao Tô Băng Xoáy mấy người cũng tuyệt đối không trốn khỏi, người ngược lại muốn nghe một chút Tô Băng Xoáy bọn hắn yếu giải thích như thế nào. Vuông Vắn Mưa Dung cho bọn hắn cơ hội giải thích, Lương Tả Ý liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong sau, cướp lời nói, Thạch Tông Chủ, Phương Tông Chủ, lúc trước chúng ta cùng vị bằng hữu này đồng thời tiến vào Thông Thiên Thành, mà Luyện Khí Tông nội môn trưởng lão Chu Văn Thường cũng vừa hay tại Thông Thiên Thành bên trong. Chu Văn Thường thật giống cùng vị bằng hữu kia của chúng ta có phần mâu thuẫn, vừa thấy mặt đã yếu đối với chúng ta động thủ. Sau đó bởi vì Thông Thiên Thành bên trong quy tắc hạn chế, chúng ta vị bằng hữu này cùng Chu Văn Thường yếu tại Luyện Khí thượng phân cao thấp, người thua tùy tiện người thắng xử trí, Thiên Hỏa lão nhân chính là cái này chàng Luyện Khí giao đấu trọng tài. Vị bằng hữu kia của ta hắn chính là đường đường ngũ phẩm Luyện Khí sư, hắn cuối cùng thắng được chàng tỷ đấu này. Trên trời Hỏa lão nhân dưới sự giúp đỡ, Chu Văn Thường đã bị chết ở tại ta vị bằng hữu này trong tay. Đây là chánh quy giao đấu, tại trước khi tỷ đấu đều là nói rõ đâu, cho dù đến Luyện Khí Tông đi nói rõ lý lẽ, chúng ta cũng không sợ. Tô Băng Xoáy thấy Lương Tả Ý đem cả sự tình giải thích phi thường rõ ràng rồi, người gật đầu nói, Thạch Tông Chủ, Phương Tông Chủ, Lương Tả Ý nói một chút cũng không sai, nếu Chu Văn Thường đáp ứng rồi cùng chúng ta vị bằng hữu này giao đấu. Như vậy hắn nên làm tốt một chết chuẩn bị tâm tư. Khi nghe đến Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy lời nói sau, Lục Trưởng lão Nguyên Thu Thạch ánh mắt của hắn như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người, sát theo đó, trong cổ họng hắn phát ra cười đến phóng đãng âm thanh, ha ha ha, Lương Tả Ý, Tô Băng Xoáy, hai người các ngươi lại dám sắp xếp ra như vậy lời nói dối đến. Các ngươi nói tiểu tử này là ngũ phẩm luyện khí sư. Liền ngay cả Luyện Khí Tông Tông Chủ cũng mới lục phẩm luyện khí sư mà thôi, các ngươi đến lúc này lại vẫn dám ở chỗ này nói năng bậy bạ. Luyện Khí Tông người đã đem sự tình từng nói với chúng ta rồi, ba người các ngươi chỉ là Thiên Hỏa lão nhân đồng lõa mà thôi, Thiên Hỏa lão nhân đã sớm cùng Luyện Khí Tông có mâu thuẫn, bất quá, vẻn vẹn là lấy tư cách đồng lõa, các ngươi cũng đã là tội đáng muôn chết rồi. Thông Thiên Thành thành chủ Cổ Nam Hồng nhưng là đem Luyện Khí giao đấu sự tình triệt để ẩn giấu xuống, đừng nói là Vạn Nguyệt các người không biết, liền ngay cả Luyện Khí Tông người cũng căn bản không biết chút nào, cho nên theo Luyện Khí Tông cả sự tình chính là Thiên Hỏa lão nhân một tay thúc đẩy. Tô Băng Xoáy, ngươi nghĩ rằng chúng ta đều là ba tuổi hài đồng sao? Ngươi không cần giải thích nữa, ba người các ngươi là bó tay chịu trói đâu này? Hay là muốn để cho chúng ta động thủ? Phương Vũ Dung lạnh giọng quát lên. Lục Trưởng lão Nguyên Thu Thạch, nói ra, Thạch Tông Chủ, Phương Tông Chủ, ba người bọn hắn chỉ là thần niệm cảnh thực lực mà thôi, nếu như hai vị động thủ, chuyện này nếu như truyền đi, e sợ sẽ bị những tông môn khác chuyện cười, ta xem chuyện nơi đây liền giao cho ta xử lý đi. Thạch Thiên Nhận cùng Phương Vũ Dung cảm thấy Nguyên Thu Thạch nói phi thường có đạo lý, hai người bọn họ dù sao cũng là một tông chi chủ. Bọn hắn nếu như đối ba cái thần niệm cảnh người động thủ, khó tránh khỏi sẽ cho người cảm thấy có mất phong độ.
Nguyên Thu Thạch đang nhìn đến hai vị tông chủ đồng ý đề nghị của hắn sau, hắn ánh mắt nhìn Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy, quát lên, hai người các ngươi lập tức đem tại Bắc Vực hoang mạc trong di tích có được đồ vật gì đó giao ra đây, nếu như các ngươi nguyện ý nghe lời nói, như vậy chúng ta cũng sẽ không làm khó các ngươi, dù sao sinh tử của các ngươi để cho Luyện Khí Tông quyết định. Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy nhìn thấy hai vị tông chủ thái độ, nghe Nguyên Thu Thạch tiếng quát, lại nhìn xem chu vi hơn ngàn tên vạn nguyệt các đệ tử, hai người bọn họ trên mặt vẻ mặt trong nháy mắt bị tuyệt vọng cho bao phủ lại rồi. Mà Diệp Thần Phong trong con ngươi vẻ mặt cũng vô cùng nghiêm nghị, trước tiên không nói chu vi hơn ngàn tên vạn nguyệt các đệ tử, chính là Thạch Thiên Nhận, Phương Vũ Dung cùng Nguyên Thu Thạch ba người này bên trong bất luận một ai, bằng hắn hiện tại thần niệm cảnh nhị trọng thiên trung kỳ thực lực, hắn cũng không đối phó được bất luận một ai. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần Phong, Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy ba người này, bọn hắn lâm vào vô tận trong khốn cảnh, ba người bọn hắn chẳng ai nghĩ tới đi tới vạn nguyệt các sau sẽ xảy ra chuyện như thế. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1444, coi khinh Diệp Thần Phong hậu quả. Lục trưởng lão, chúng ta tại Bắc Vực hoang mạc trong di tích căn bản không có được đến bất kỳ vật gì, hơn nữa ta mới vừa nói đều là sự thực. Chúng ta vị bằng hữu này đích thật là một tên ngũ phẩm luyện khí sư. Lương Tả Ý nỗ lực còn muốn thuyết phục hai vị tông chủ và lục trưởng lão. Vạn nguyệt các lục trưởng lão Nguyên Thu Thạch, hắn cười lạnh nói, Lương Tả Ý, Tô Băng Xoáy, xem ra các ngươi không có ý định ngoan ngoãn nghe lời. Như vậy cũng đừng trách chúng ta không niệm tình đồng môn rồi. Nghiêm Tử Bình, Lý Băng Lam, hai người các ngươi đứng ra cho ta. Nguyên Thu Thạch hướng về phía chu vi vạn nguyệt các đệ tử đám người quát lên. Chư chư đảo tiểu thuyết. Một tên tuổi chừng 30 tuổi nam nhân và nữ nhân đi ra, người đàn ông này chính là vạn nguyệt các đại sư huynh Nghiêm Tử Bình, một thân thực lực tại thần niệm cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ, nữ nhân này chính là vạn nguyệt các đại sư tỷ Lý Băng Lam, một thân thực lực tại thần niệm cảnh tứ trọng thiên trung kỳ. Nghiêm Tử Bình, Lý Băng Lam. Này Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy liền giao cho các ngươi hai cái đối phó rồi, chỉ cần lưu bọn hắn một hơi tại là được rồi, đến ở có phải hay không các ngươi yếu để cho bọn họ biến thành tàn phế, này cũng không đáng kể. Nguyên Thu Thạch mặt không thay đổi đối với Nghiêm Tử Bình thản Lý Băng Lam nói ra. Nghiêm Tử Bình thản Lý Băng Lam khi nghe đến lục trưởng lão Nguyên Thu Thạch dặn dò sau, hai người bọn họ thân ảnh lập tức vọt đến Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy trước mặt. Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy là những năm gần đây nhất mới quật khởi thiên tài, tại cùng một cái trong tông môn thiên tài cùng thiên tài quan hệ trong đó chắc chắn sẽ không tốt hơn chỗ nào. Huống hồ Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy quật khởi, này cho Nghiêm Tử Bình thản Lý Băng Lam đai đi rồi cực kỳ nghiêm trọng cảm giác nguy hiểm, trong lòng bọn họ một mực lo lắng Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy một ngày nào đó hội thay thế bọn hắn tại vạn nguyệt các địa vị. Bây giờ có như thế hao ốt một cơ hội bày ở trước mắt. Nghiêm Tử Bình thản Lý Băng Lam đương nhiên sẽ không đối Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy khách khí. Nghiêm Tử Bình thản Lý Băng Lam trên ngón tay chữ vật giới chỉ lóe lên, Nghiêm Tử Bình trong tay xuất hiện một cái trường thương màu bạc, mà Lý Băng Lam trong tay nhưng là xuất hiện một cái trường kiếm màu xanh lam. Hai người bọn họ trong cơ thể khí thế không hẹn mà cùng lăn chuyển động. Mà lục trưởng lão Nguyên Thu Thạch thì là xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước mặt, hắn căn bản không có thanh Diệp Thần Phong để ở trong mắt. Miệng quát tiểu tử, ngươi cùng chúng ta vạn nguyệt các không có bất cứ quan hệ gì, ngươi ngay cả lựa chọn cơ hội cũng không có, tự coi như ngươi nguyện ý ngoan ngoãn nghe lời, ta cũng phải đem tay chân của ngươi đánh gãy. Ai cho ngươi đắc tội rồi Luyện Khí Tông đâu này? Luyện Khí Tông là loại người như ngươi có thể đắc tội sao? Một bên đối mặt Nghiêm Tử Bình thản Lý Băng Lam Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy, hai người bọn họ ánh mắt không khỏi nhìn xem đối đầu Nguyên Thu Thạch Diệp Thần Phong. Hai người bọn họ chưa rào sự tình căn bản là không hề đường lùi rồi. Vạn nguyệt các đây là muốn đem bọn họ hướng chỗ chết chỉnh. Nghiêm Tử Bình trong tay trường thương màu bạc chỉ vào Lương Tả Ý, khinh thường nói, Lương Tả Ý, người bây giờ còn có tâm tư lo lắng người khác. Các ngươi là vạn nguyệt các kẻ phản bội, hôm nay liền để ta Nghiêm Tử Bình đến thanh lý môn hộ. Cầm trong tay trường kiếm màu xanh lam Lý Băng Lam, người lạnh lẽo nhìn xem Tô Băng Xoáy. Nói ra, Tô sư muội, người đi đến một bước này, này hoàn toàn là ngươi gieo gió gặt bão, ngươi và Lương Tả Ý không những muốn nuốt một mình trong di tích lấy được chí bảo, các ngươi lại vẫn làm thiên hỏa lão nhân đồng lõa,
đem luyện khí tông nội môn trưởng lão giết đi, các ngươi coi như là có 10 cái mạng cũng không đủ sống được. Động thủ đi, Tô sư muội. Lý Băng Lam cầm trong tay trên trường kiếm lập lòe điểm một chút ánh sáng màu lam. Bên trong thân thể đang nhanh chóng kéo lên khởi sát khí đến. Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy bọn hắn trước sau cho là mình một chút cũng không sai, này Vạn Nguyệt Các hành vi. Để hai người bọn họ triệt để đối Vạn Nguyệt Các thất vọng rồi, bọn hắn liếc mắt nhìn đứng ở trong sân rộng ở giữa hai vị tông chủ Thạch Thiên Nhận cùng Phương Vũ Dung sau, hai người bọn họ trên ngón tay chữ vật giới chỉ đồng dạng là lóe lên, Lương Tả Ý trong tay xuất hiện một cái trường kiếm màu trắng, Tô Băng Xoáy trong tay xuất hiện một cái trường kiếm màu tím. Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy trong con ngươi nhiều chỗ một vệt kiên quyết vẻ, bọn hắn chưa rào hôm nay mình có thể an toàn rời đi Vạn Nguyệt Các tỷ lệ hầu như là số không rồi, bất quá, hai người bọn họ trong lòng là lo lắng hơn đối mặt Nguyên Thu Thạch Diệp Thần Phong. Trên lưng treo hắc huyền kiếm Diệp Thần Phong, hắn giờ khắc này tâm tình trầm trọng vô cùng, hắn nhìn xem phía trước mặt tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong Nguyên Thu Thạch, giờ khắc này, Nguyên Thu Thạch trong cơ thể chả không hề tăng lên khởi khí thế đến. Diệp Thần Phong tuyệt đối không thể để Nguyên Thu Thạch có tăng lên khí thế cơ hội, hắn nhất định muốn chủ động phát động tấn công, dù sao nếu như vẻn vẹn là so đấu sức mạnh của thân thể, Diệp Thần Phong trải qua thất sắc xin sen cải tạo sau. Cơ thể hắn cường độ đủ để so với tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong cường giả rồi, hắn tại trên thân thể sẽ không thua Nguyên Thu Thạch. Về phần đứng ở quảng trường chính giữa luân hồi cảnh cường giả Thạch Thiên Nhận cùng Phương Vũ Dung, Diệp Thần Phong hiện tại đã quản không được nhiều như vậy. Ta nguyện ý ngoan ngoãn nghe lời, các ngươi cứ việc đem ta giao cho luyện khí tông xử trí được rồi, chỉ muốn các ngươi không nên ở chỗ này động thủ với ta. Diệp Thần Phong khuôn mặt lộ ra một vệt vẻ mặt sợ hãi đến. Đứng ở Diệp Thần Phong trước mặt Nguyên Thu Thạch, trong lòng của hắn là càng thêm đối Diệp Thần Phong khinh thường rồi, quát lên ta vừa vặn lời nói lẽ nào ngươi nghe không hiểu sao? Ngươi không có lựa chọn tư cách. Ngươi tự đợi đến tay chân được ta vặn gãy đi. Ngươi, chính lúc Nguyên Thu Thạch cực kỳ tự kiêu đối Diệp Thần Phong tràn ngập khinh bỉ thời điểm, nguyên bản trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ Diệp Thần Phong, thân ảnh của hắn chuyển động, hắn trong nháy mắt thanh tự thân xù dù phát vung tới cực hạn, khi hắn bóng người động trong nháy mắt, trên mặt hắn sợ hãi vô ảnh vô tung biến mất rồi. Một bên Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy nguyên bản chính kỳ quái lắm. Bọn hắn biết Diệp Thần Phong không phải là một cái hội hướng về đối thủ cúi đầu người, hiện tại bọn hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng Diệp Thần Phong dụng ý, nhưng dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong coi như là đánh lén, Diệp Thần Phong cũng tuyệt đối không phải là Nguyên Thu Thạch đối thủ, dù sao Nguyên Thu Thạch thực lực cao hơn Diệp Thần Phong suất nhiều lắm, lần sau bọn hắn cũng không chưa rào Diệp Thần Phong bây giờ nhục thân cường độ đây. Lương Tả Ý, đồng bạn của ngươi phải hay không nước chảy vào đầu? Hắn cho rằng chỉ dựa vào đánh lén, hắn chỉ là thần niệm cảnh nhị trọng thiên trung kỳ thực lực, là hắn có thể đủ chiến thắng Lục trưởng lão. Nghiêm Tử Bình ngữ khí lãnh đạm nói. Mà đứng tại trong sân rộng ở giữa hai vị tông chủ Thạch Thiên Nhận cùng Phương Vũ Dung, hai người bọn họ khóe miệng cũng mang theo một vệt vẻ trào phúng, ở trong mắt bọn họ Diệp Thần Phong hành vi quả thực là làm điều thừa, quả thực là vô cùng ngu xuẩn. Diệp Thần Phong thừa dịp Nguyên Thu Thạch lúc nói chuyện, đột nhiên khởi xướng công kích, này làm cho Nguyên Thu Thạch trong miệng âm thanh im bặt đi, hắn căn bản không nghĩ tới Diệp Thần Phong dám chủ động phát động tấn công, đợi được hắn phản ứng đến đây thời điểm, Diệp Thần Phong đã là xuất hiện ở trước mặt hắn, Diệp Thần Phong nắm tay phải đang nhanh chóng hướng về ngực của hắn oanh đến. Nguyên Thu Thạch căn bản không kịp thôi thúc trong gân mạch linh khí dòng sông rồi, bất quá, trên mặt hắn biểu lộ nhưng vẫn là cực kỳ chấn định, hắn tức giận quát lên tiểu tử. Ngươi là cái thá gì? Chỉ là nhục thân cường độ ta là có thể nghiền ép ngươi rồi. Nói xong, Nguyên Thu Thạch nắm tay phải cũng đột nhiên vung ra ngoài, dưới cái nhìn của hắn chính mình quang chỉ dựa vào nhục thân cường độ, là hắn có thể đủ đem Diệp Thần Phong cho đánh bay ra ngoài rồi. Một tiếng. Nhưng mà, tại Nguyên Thu Thạch cùng Diệp Thần Phong quả đấm đụng vào nháy mắt, Nguyên Thu Thạch sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn cảm giác được Diệp Thần Phong nhục thân bên trong truyền đến nhất cổ sức bùng nổ sức mạnh, Diệp Thần Phong sức mạnh thân thể dĩ nhiên không kém chút nào hắn. Lại tăng thêm Diệp Thần Phong trả thúc dục trong gân mạch linh khí dòng sông, Diệp Thần Phong giờ khắc này về mặt sức mạnh so với Nguyên Thu Thạch mạnh hơn một bậc. Thịch thịch thịch, Nguyên Thu Thạch dưới chân bước chân trong nháy mắt lui về phía sau ba bước, ở đây những người còn lại thấy cảnh này sau,
trên mặt bọn họ biểu lộ trong nháy mắt đọng lại. Về phần Nguyên Thu Thạch chính mình cũng lâm vào ngắn ngủi ngây người bên trong. Mà Diệp Thần Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua như thế hao ốt cơ hội, hắn thừa dịp Nguyên Thu Thạch ngây người thời khắc, trong cơ thể hắn đã vận hành lên thần niệm chiến kỹ hổ gầm rồng gầm khẩu quyết, mi tâm của hắn tránh qua một đạo ánh sáng màu trắng, trong óc thần niệm lực lượng nhanh chóng tràn ra ngoài, hổ gầm rồng gầm. Tràn ra thần niệm lực lượng ở trong không khí ngưng tụ thành bốn con cự hổ cùng bốn cái cự long, này cự hổ cùng cự long hướng về Nguyên Thu Thạch nhanh chóng tịch quyển nhi đi. Đợi được Nguyên Thu Thạch phản ứng đến đây thời điểm, cự hổ cùng cự long đã xuất hiện tại Nguyên Thu Thạch trước mặt, Nguyên Thu Thạch muốn đánh tan này cự hổ cùng cự long, đáng tiếc là này chính là thần niệm lực lượng, cũng không phải dựa vào sức mạnh là có thể đánh tan, này cự hổ cùng cự long vẫn là thuận lợi tiến vào Nguyên Thu Thạch trong cơ thể, đang điên cuồng phá hư Nguyên Thu Thạch thức hải. Một chiêu này hổ gầm rồng gầm tuy rằng không cần Nguyên Thu Thạch mệnh, nhưng Nguyên Thu Thạch vẫn là cảm giác trong óc một trận căng đau. Trong cơ thể hắn vừa vặn muốn tăng lên thật khí thế lại biến mất rồi. Mà Diệp Thần Phong nhưng sẽ không chút nào cho Nguyên Thu Thạch thở dốc cơ hội, tay phải hắn nhanh chóng rút ra trên lưng Hắc Huyền kiếm, bên trong thân thể cấp 2 hàn băng kiếm ý hơi động, to lớn Hắc Huyền kiếm hướng về Nguyên Thu Thạch quất tới, Long Tường Cửu Thiên. Hai tiếng rồng gầm từ trên thân kiếm truyền ra, hai cái màu trắng cự long từ trong thân kiếm bật đi ra, nhanh chóng hướng về Nguyên Thu Thạch lao đi rồi. Oanh, một tiếng. Hai cái màu trắng cự long trong nháy mắt đem Nguyên Thu Thạch bao phủ lại rồi, trong đầu từng trận căng đau, Nguyên Thu Thạch căn bản không có cơ hội tránh né. Bất quá, này Nguyên Thu Thạch tốt xấu cũng là tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong cao thủ. Tại hai cái màu trắng cự long đưa hắn nhấn chìm sau, hắn cảm thụ màu trắng cự long bên trong lạnh lẽo kiếm ý, hắn chịu đựng trong đầu căng đau, nhanh chóng để dâng lên trong cơ thể khí thế. Một lát sau, màu trắng cự long biến mất rồi, Nguyên Thu Thạch mặc dù không có chết, nhưng hắn đã là đầu bù tóc rối bời được rồi, quần áo trên người cũng rách tả tơi, cả người nhìn qua cực kỳ chật vật. Mà ở hai cái màu trắng cự long biến mất trong nháy mắt, Diệp Thần Phong thân ảnh lại đã đi tới liễu Nguyên Thu Thạch trước mặt, trong cơ thể hắn linh khí đang nhanh chóng chuyển hóa thành Hắc Huyền kiếm mũi kiếm, to lớn Hắc Huyền kiếm hướng về Nguyên Thu Thạch vung tới, nhất kiếm phá thiên dưới. Diệp Thần Phong chỉ là lợi dụng Nguyên Thu Thạch ngây người một cơ hội, hắn liền lặp đi lặp lại nhiều lần đã phát động ra công kích, để Nguyên Thu Thạch không cách nào đem trong cơ thể khí thế triệt để tăng lên, để Nguyên Thu Thạch căn bản không có cơ hội phản kích, thậm chí là này Nguyên Thu Thạch có chút được Diệp Thần Phong cho đánh cho hồ đồ. Đây chính là Nguyên Thu Thạch coi khinh Diệp Thần Phong hậu quả. Chương 1445, không thể vượt qua chênh lệch. Địa huyền giới. Vạn Nguyệt Các trên quảng trường. Lục trưởng lão Nguyên Thu Thạch trong đầu hắn có phần hoảng hốt, bất quá, hắn đang nhìn đến lần thứ hai hướng chính mình vung tới Hắc Huyền kiếm sau, trong đầu hắn suy nghĩ lập tức tỉnh táo thêm một chút, trên mặt của hắn trong nháy mắt được phẫn nộ cho tràn ngập, hắn nhưng là đường đường tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong cao thủ, bây giờ lại bị một tên chỉ là thần niệm cảnh nhị trọng thiên trung kỳ tiểu tử biến thành bộ này đạo đức, này làm cho trong lòng của hắn uất ức tới cực điểm. Hắn chữ vật giới chỉ lóe lên. Một cái màu xanh đại đao nhất thời xuất hiện tại trong tay phải của hắn. Nguyên Thu Thạch nhìn xem cách mình càng ngày càng gần Hắc Huyền kiếm, hắn mới vừa vặn đem hổ gầm rồng gầm cùng Long Tường Cửu Thiên hóa giải, trong lúc nhất thời hắn lại không kịp đem trong cơ thể khí thế hoàn toàn tăng lên rồi, mắt thấy Hắc Huyền kiếm không ngừng đến gần cổ của hắn, hắn chỉ có thể đem trong cơ thể khí thế hơi chút tăng lên khởi một ít, hắn liền đem trong tay màu xanh đại đao vung ra ngoài. Hắn muốn trước đem Diệp Thần Phong chiêu kiếm này cho đỡ được. Cong, một tiếng. Tại Hắc Huyền kiếm cùng màu xanh đại đao đụng vào nháy mắt, mái tóc rối tung vô cùng Nguyên Thu Thạch. Hắn quát lạnh, tiểu tử, lẽ nào chiêu kiếm này sẽ là của ngươi lá bài tẩy sao? Ngươi bớt ở chỗ này nói giỡn, ngươi. Nguyên Thu Thạch trong cổ họng thanh âm đột nhiên im bặt đi, nguyên bản hắn cũng không có cảm giác đến chiêu kiếm này có bất kỳ đặc thù. Nhưng lại tại hắn đem lời mới vừa nói một nửa thời điểm, Hắc Huyền kiếm mũi kiếm thông qua màu xanh đại đao thân đao, một mạch toàn bộ trào vào Nguyên Thu Thạch cả cánh tay phải cánh tay bên trong. Bởi Nguyên Thu Thạch không có đem trong cơ thể linh khí toàn bộ tăng lên, hắn trong lúc nhất thời ngược lại cũng hóa giải không được này cỗ mũi kiếm rồi, sắc mặt kịch biến Nguyên Thu Thạch, thân ảnh của hắn cấp tốc lùi về sau, hắn nhưng lĩnh giáo qua Diệp Thần Phong liên tục công kích, cho nên thân ảnh của hắn lùi tới Thạch Thiên Nhận cùng Phương Vũ Dung bên cạnh.
Diệp Thần Phong đang nhìn đến Nguyên Thu Thạch lùi tới hai tên luân hồi cảnh cao thủ bên cạnh sau, hắn liền đứng tại chỗ không có tiếp tục công kích rồi, lấy hắn thực lực hôm nay đoán chừng liền luân hồi cảnh cao thủ một chiêu đều không tiếp được. Bóng người xuất hiện tại Thạch Thiên Nhận cùng Phương Vũ Dung bên cạnh Nguyên Thu Thạch, tại có hai vị tông chủ che chở sau đó hắn cuối cùng cũng coi như không có bất kỳ lo lắng. Hắn trong gân mạch nhanh chóng khởi động linh khí dòng sông. Để trong cơ thể linh khí không ngừng hướng về cánh tay phải hội tụ, nỗ lực muốn đem cánh tay phải bên trong hắc huyền kiếm mũi kiếm hóa giải mất. Có thể là trong cơ thể linh khí dòng sông thúc giục quá mức muộn một chút, Nguyên Thu Thạch cảm giác được của mình cả cánh tay phải cánh tay đang không ngừng bành trướng. Xé tan, xé tan, xé tan, hắn trên cánh tay phải ống tay áo trong nháy mắt xé nứt ra, hắn trên cánh tay phải là nổi gân xanh. Có thể thấy rõ ràng cánh tay hắn thượng tráng kiện gân mạch đang không ngừng nhảy lên. Nguyên Thu Thạch trên mặt da thịt nhăn thành một đoàn, trong cổ họng đột nhiên quát một tiếng. Trong cơ thể linh khí toàn bộ xông vào tay phải của hắn cánh tay trong, lúc này mới hiểm mà lại hiểm đem hắc huyền kiếm mũi kiếm hóa giải mất. Bất quá, tay phải của hắn cánh tay mặc dù không có nổ tung, nhưng là của hắn cả cánh tay phải trên cánh tay lại bị từng cái rậm rạp chằng chịt vết máu cho che kín. Mái tóc rối tung cực kỳ, quần áo phá loạn không thể tả, trên người chả bị chút thương Nguyên Thu Thạch. Một tiếng, hắn đem trong tay phải màu xanh đại đao cắm vào trong lòng đất, một đôi nhìn về phía Diệp Thần Phong trong con ngươi là sát ý ngập trời, ngực được cực hạn lửa giận cho lấp đầy, hắn hận không thể lập tức đem Diệp Thần Phong cho xé thành mảnh nhỏ. Trong miệng lớn tiếng quát lên, tiểu tử, ta Nguyên Thu Thạch yếu ngươi sống không bằng chết. Theo Nguyên Thu Thạch tiếng quát to này vang lên, tất cả mọi người tại chỗ đều từ từ hồi phục thần trí. Thạch Thiên Nhận cùng Phương Vũ Dung thân là Vạn Nguyệt Các tông chủ, hai người bọn họ cũng không nghĩ đến Nguyên Thu Thạch cùng Diệp Thần Phong đối chiến, này Nguyên Thu Thạch dĩ nhiên hội biến thành bộ dáng này. Mặc dù nói Diệp Thần Phong là đánh lén trước, thế nhưng điều này cũng đầy đủ để Thạch Thiên Nhận cùng Phương Vũ Dung nội tâm không an tĩnh rồi. Diệp Thần Phong cùng Nguyên Thu Thạch lần thứ nhất hoàn toàn là nhục thân cứng đối quyết, nhưng Diệp Thần Phong cái khu vực này khu thần niệm cảnh nhị trọng thiên trung kỳ tiểu tử, hắn tại nhục thân cường độ thượng dĩ nhiên hoàn toàn không thua với tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong Nguyên Thu Thạch. Tiếp lấy Diệp Thần Phong lại thi triển một chiêu hổ gầm rồng gầm, Thạch Thiên Nhận cùng Phương Vũ Dung rõ ràng cảm giác được, này hổ gầm rồng gầm chính là thần niệm chiến kỹ, liền ngay cả bọn hắn Vạn Nguyệt Các đều không có một quyển thần niệm chiến kỹ. Tiểu tử này trên người làm sao sẽ có được như thế hiếm thấy thần niệm chiến kỹ. Đang sử dụng xong hổ gầm rồng gầm sau, Diệp Thần Phong lại thi triển Long Tường Cửu Thiên, đây càng thêm để Thạch Thiên Nhận cùng Phương Vũ Dung khiếp sợ hợp bất long chủy, bọn hắn rõ ràng cảm giác được một chiêu này chính là băng thuộc tính kiếm ý diễn biến mà đến, hơn nữa bọn hắn hầu như có thể khẳng định Diệp Thần Phong nắm giữ băng thuộc tính kiếm ý đã đến cấp 2 tầng thứ, còn nhỏ tuổi liền lĩnh ngộ cấp 2 kiếm ý. Này đã nói lên Diệp Thần Phong thiên phú phi thường xuất chúng. Một chiêu cuối cùng nhất kiếm phá thiên dưới, tuy rằng Thạch Thiên Nhận cùng Phương Vũ Dung từ ở bề ngoài không nhìn ra bất kỳ đặc thù đến, nhưng là từ Nguyên Thu Thạch cánh tay phải bị thương trình độ đến xem, bọn hắn khẳng định này trong vòng nhất chiêu tuyệt đối tồn đang ẩn núp huyền bí. Đủ loại này tất cả mới đưa đến thân là tông chủ Thạch Thiên Nhận cùng Phương Vũ Dung cũng lâm vào ngắn ngủi trong khiếp sợ. Hai người bọn họ mới vừa rồi không có trước tiên động thủ trợ giúp Nguyên Thu Thạch. Cách đó không xa Nghiêm Tử Bình, Lý Băng Lam, Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy bốn người này, bọn hắn nguyên vốn cũng là yếu khai chiến được rồi, nhưng tại Diệp Thần Phong động thủ sau đó bọn hắn liền lại cũng không rời mắt nổi rồi. Đừng nói là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thần Phong Nghiêm Tử Bình thản Lý Băng Lam rồi, liền ngay cả Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy bọn hắn cũng không nghĩ đến Diệp Thần Phong có thể thanh Nguyên Thu Thạch làm cho chật vật như vậy không thể tả. Về phần chung quanh quảng trường hơn ngàn tên Vạn Nguyệt Các đệ tử, bọn hắn từng cái trong con ngươi đều tràn đầy không dám tin vẻ mặt, dưới chân bước chân xuất phát từ bản năng cách xa Diệp Thần Phong, dù sao những đệ tử này thực lực đều là tại thông linh cảnh đến thần niệm cảnh ở giữa, bọn hắn đã nghĩ ở trong lòng quá rồi. Nếu như vừa vặn là bọn hắn đối đầu Diệp Thần Phong những chiêu thức kia, như vậy bọn hắn cơ hồ là chắc chắn phải chết. Nguyên trưởng lão, vẫn để cho ta đến đem tiểu tử này bắt đi. Thạch Thiên Nhận lãnh đạm mở miệng nói. Nguyên Thu Thạch lập ngựa nói ra, Thạch Tông Chủ, Phương Tông Chủ, chả mời hai người các ngươi không nên nhúng tay, ta nhất định phải tự tay để tiểu tử này sống không bằng chết, vừa vặn chỉ là ta nhất thời bất cẩn rồi.
Thấy Nguyên Thu Thạch một mặt lửa giận biểu lộ, Thạch Thiên Nhận khoát tay áo một cái, nói ra, được, Nguyên trưởng lão, bất quá, tiểu tử này nhất định muốn lưu lại một khẩu khí tại. Thạch Thiên Nhận không riêng gì phải đem Diệp Thần Phong sống sót giao cho Luyện Khí Tông, hắn bây giờ là càng muốn có được Diệp Thần Phong trên người thần niệm chiến kỹ, cho nên, dưới cái nhìn của hắn Diệp Thần Phong hiện tại tuyệt đối có còn sống giá trị. Nguyên Thu Thạch đáp ứng một tiếng nói, Thạch Tông Chủ, người yên tâm, ta sẽ có chừng mực. Nói xong, Nguyên Thu Thạch ánh mắt lần thứ hai tập trung đến Diệp Thần Phong trên người, có lúc trước giáo huấn sau đó lúc này hắn cũng sẽ không tái phạm choáng váng. Hắn điên cuồng khởi động trong cơ thể linh khí dòng sông, rối tung tóc theo tràn ra linh khí bay múa, toàn bộ che kín vết máu trên cánh tay phải, vẫn cứ đang không ngừng tràn ra tiên huyết đến. Cầm trong tay Hắc Huyền kiếm Diệp Thần Phong, hắn cắn răng thật chặt răng, hắn vừa vặn hầu như đem chính mình ép đáy hòm toàn bộ thi triển một lần, nhưng kết quả Nguyên Thu Thạch mới bị ngần ấy thương. Này làm cho Diệp Thần Phong biết rồi tạo hóa cảnh cùng thần niệm cảnh ở giữa chênh lệch rồi. Bây giờ Nguyên Thu Thạch đem trong cơ thể khí thế toàn bộ để được đưa lên, như vậy Diệp Thần Phong biết mình cơ hồ không khả năng chiến thắng Nguyên Thu Thạch, bất quá, Diệp Thần Phong từ trước đến giờ là một cái vĩnh viễn người không chịu thua, hắn đem trong lòng tạp niệm toàn bộ ném đi sau đó hắn hiện tại trong lòng mặt duy nhất chỉ còn dư lại một chữ rồi, cái kia chính là chiến. Tiểu tử, hy vọng ngươi có thể ưỡn đến mức lâu một chút, bằng không liền thật sự không dễ chơi. Bên trong thân thể khí thế tăng lên tới cực điểm Nguyên Thu Thạch, dưới chân hắn bước chân khẽ động, cả người hắn liền biến mất ở nguyên chỗ, chỉ là trong chớp mắt công phu, hắn liền xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt. Trong quá trình này, Diệp Thần Phong căn bản không cảm giác được Nguyên Thu Thạch thân ảnh di động quỹ tích, cho nên, hắn cả cái gì tránh né động tác cũng làm không được, trong lòng khổ sở nói lầm bầm, đây chính là tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong cao thủ tốc độ sao. Một tiếng. Nguyên Thu Thạch một trường thuận lợi vỗ vào Diệp Thần Phong trên bụng, Diệp Thần Phong cả người nhanh chóng bay ngược ra ngoài. Thần niệm cảnh nhị trọng thiên trung kỳ, tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, này hai cấp bậc trong lúc đó cách biệt bao nhiêu cấp độ đâu này. Chỉ sợ là lại làm sao thiên tài người, hắn cũng không cách nào không nhìn nhiều như vậy đẳng cấp chênh lệch. Tại mỗi chút thời gian, chênh lệch lớn hơn, cho dù ngươi lại làm sao thiên tài, cái này cũng là không thể vượt qua được rồi. Chương 1446, thần bí mỹ nữ lên sàn. Một trưởng này, thủy ấn quảng cáo kiểm tra, thủy ấn quảng cáo kiểm tra. Nguyên Thu Thạch hoàn toàn không có hạ thủ lưu tình. Phốc, một tiếng. Thân thể bay ngược ra ngoài Diệp Thần Phong, trên bụng của hắn tuôn ra một đám mưa máu, hắn cảm giác trong cơ thể ngũ tạng lục phủ một trận lăn lộn, yết hầu khẩu ngòn ngọt, trong miệng liền phun ra một ngụm máu lớn đến. Nặng nề té lăn trên đất Diệp Thần Phong, hắn lợi dụng Hắc Huyền kiếm chống đỡ lấy đứng lên, tay hắn lưng lau lau khóe miệng vết máu, mỗi hô hấp một lần, hắn cũng cảm giác bên trong thân thể đau đớn cực kỳ, xem ra ngũ tạng lục phủ của hắn bị cực kỳ nghiêm trọng đả thương rồi. Cầm trong tay Hắc Huyền kiếm Diệp Thần Phong, trong cơ thể hắn cấp 2 hàn băng kiếm ý hơi động, nhẫn nhịn đau đớn trong thân thể, Hắc Huyền kiếm lần nữa hướng về Nguyên Thu Thạch quất tới, Long Tường Cửu Thiên. Hai cái màu trắng cự long từ Hắc Huyền kiếm trong thân kiếm bật đi ra, mãnh liệt hướng về Nguyên Thu Thạch tịch quyển nhi đi. Đem trong cơ thể khí thế tăng lên tới cao nhất Nguyên Thu Thạch, khóe miệng hắn xẹt qua một vệt nụ cười lạnh như băng, quát lên cấp 2 kiếm ý thì lại làm sao? Thực lực của ngươi quá yếu, căn bản không phát huy ra cấp 2 kiếm ý power đến. Chỉ thấy Nguyên Thu Thạch đem hai bàn tay khép lại ở trước ngực của mình, trong cơ thể hắn linh khí cuồng bạo bắt đầu lăn lộn. Khi hắn cái kia hai con khép lại trên bàn tay lượn lờ từng tia một hắc khí, những hắc khí này đang không ngừng tăng cường, trực tiếp đưa hắn hai con khép lại thủ trưởng cho hoàn toàn che đậy kín sau. Nguyên Thu Thạch mới đem hai con khép lại thủ trưởng phân tán ra, bàn tay phải của hắn hư không hướng về Diệp Thần Phong đập tới tịch diệt tam tuyệt trưởng. Nguyên Thu Thạch trước mặt không gian một trận vặn vẹo, ở trong không khí đột nhiên xuất hiện một con to lớn bàn tay màu đen ấn, bàn tay này ấn có tới cao hơn 2 mét. Nhanh chóng hướng về hai cái màu trắng cự long oanh kích tới. Một tiếng. Tại bàn tay màu đen ấn cùng hai cái màu trắng cự long đụng vào nháy mắt, hai cái màu trắng cự long vùng vẫy hai lần, rất nhanh liền ở trong không khí biến mất rồi, mà bàn tay màu đen ấn nhưng không có tiêu hao hết tất. Con này to lớn bàn tay màu đen ấn tiếp tục hướng về Diệp Thần Phong đánh tới rồi.
Ngũ tạng lục phủ đều bị chấn thương đâu Diệp Thần Phong, hắn nhìn xem hướng chính mình cấp tốc kéo tới bàn tay màu đen ấn, hắn không kịp lần nữa thi triển chiến kỹ rồi, hắn chỉ có thể đem trong cơ thể khí thế toàn bộ tăng lên. Trong tay Hắc Huyền kiếm hướng về bàn tay màu đen ấn quất tới. Chiêu kiếm này đem bàn tay màu đen ấn chém thành hai nửa. Nhưng này biến thành hai nửa đâu bàn tay màu đen ấn, nhưng vẫn là không chút nào dừng lại đánh vào Diệp Thần Phong trên người. Một tiếng, Diệp Thần Phong thân thể được bàn tay này ấn cho quăng bay ra ngoài, trong miệng hộc ra từng ngụm tiên huyết, ngực xương cũng bị một chưởng này nổ nát rất nhiều cái. Vừa vặn Nguyên Thu Thạch thi triển chính là địa cấp trung phẩm chiến kỹ Tịch Diệt Tam Tuyệt Trưởng. Trên đất huyền giới rất bao lớn trong tông môn địa cấp chiến kỹ đã coi như là cao đẳng chiến kỹ rồi, chỉ có môn phái bên trong trưởng lão cùng đệ tử thiên tài mới có thể tu luyện. Nếu như Diệp Thần Phong thực lực cũng đang tạo hóa cảnh, như vậy hắn dựa vào cấp 2 hàn băng kiếm ý, hắn là tuyệt đối sẽ không bại bởi Nguyên Thu Thạch. Ngũ tạng lục phủ bị chấn thương, ngực xương đứt gãy thật nhiều căn Diệp Thần Phong, hắn lần thứ hai lảo đảo từ trên mặt đất đứng lên, trong lòng của hắn sinh ra một tia lo lắng. Nếu như còn tiếp tục như vậy lời nói, chỉ sợ hắn hôm nay thật sẽ chết tại Vạn Nguyệt Các rồi. Tiểu gia hỏa, xem ra hôm nay chỉ có ta cùng lão Hắc ra tay, lúc này mới có thể cho ngươi tránh thoát nhất nan rồi. Bất quá, cho dù ta cùng lão Hắc động thủ, chúng ta cũng chỉ có thể làm cho ngươi chạy khỏi nơi này, hơn nữa một khi ta cùng lão Hắc động thủ, chuyện này với chúng ta tàn hồn tiêu hao phi thường to lớn, chúng ta rất có thể hội trong vòng một năm đều rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm đột nhiên tại Diệp Thần Phong trong đầu vang lên. Nghe vậy, Diệp Thần Phong chân mày nhíu càng gia tăng hơn rồi, lão Bạch cùng lão Hắc chính là hắn con đường tu luyện thượng dẫn đạo giả. Nếu như lão Bạch cùng lão Hắc rơi vào trạng thái ngủ say, đây đối với Diệp Thần Phong tu luyện tới nói tuyệt đối không là chuyện tốt, nhưng bây giờ cũng không có biện pháp nào khác rồi. Đứng ở quảng trường chính giữa Thạch Thiên Nhận, hắn nhìn xem thân thể lung la lung lay Diệp Thần Phong, hắn đường hoàng quát lên, tiểu tử, ngươi vừa vặn thi triển thần niệm chiến kỹ chứ? Thần của ngươi niệm chiến kỹ là từ đâu tới? Nhất định là Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy giao cho ngươi. Này thần niệm chiến kỹ nhất định là Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy tại trong di tích lấy được. Thạch Thiên Nhận thân là một tông chi chủ, hắn nhất định muốn có một cái lý do chính đáng, hắn nhìn không chớp mắt nhìn xem Diệp Thần Phong, tiếp tục nói, nếu như ngươi nguyện ý đem thần niệm chiến kỹ giao ra đây, như vậy ngươi có thể thiếu được một ít thống khổ. Một bên Tô Băng Xoáy cùng Lương Tả Ý hai người này, bọn hắn khi nghe đến Thạch Thiên Nhận lời nói sau, hai người bọn họ lập tức đứng dậy. Tô Băng Xoáy lạnh lạnh nói, chúng ta căn bản không có thanh cái gì thần niệm chiến kỹ giao cho hắn, ta xem là Thạch Tông chủ ngươi ham muốn trên người của hắn thần niệm chiến kỹ đi. Ngươi vốn là một cái ngụy quân tử, không nghĩ tới đường đường Vạn Nguyệt Các Tông chủ hội là như vậy tiểu nhân. Loại này tông môn ta Tô Băng Xoáy chả không thèm khát lưu lại đây. Vạn Nguyệt Các một người khác Tông chủ Phương Vũ Dung, người khi nghe đến Tô Băng Xoáy xem thường sau đó người lạnh giọng quát lên, Tô Băng Xoáy. Ngươi thật to gan, hai người các ngươi cùng tiểu tử này quan hệ không bình thường, chúng ta có lý do tin tưởng hắn thi triển thần niệm chiến kỹ, chính là các ngươi hai cái tại trong di tích lấy được, bằng không bằng cái này không môn không phái tiểu tử, hắn có tư cách gì nắm giữ thần niệm chiến kỹ. Tô Băng Xoáy cùng Lương Tả Ý muốn đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh đi, nhưng là được Nghiêm Tử Bình thản Lý Băng Lam cản lại. Lương Tả Ý, giữa chúng ta chiến đấu còn chưa có bắt đầu đây. Nghiêm Tử Bình ngữ khí lạnh lùng nói ra. Tô sư muội, người bây giờ hẳn là tốt thật lo lắng chính ngươi. Lý Băng Lam trường kiếm trong tay nhắm ngay Tô Băng Xoáy. Cách đó không xa Diệp Thần Phong, hắn nhìn thấy Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy một mực tại lo lắng hắn an ủi, mà cho dù hắn lợi dụng Lão Bạch cùng Lão Hắc sức mạnh, hắn cũng chỉ có thể làm cho chính mình chạy trốn, hắn căn bản không có năng lực mang theo Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy cùng rời đi. Nhưng Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy cử động, đây cũng để Diệp Thần Phong không thể ngoan tâm đến vứt bỏ bọn hắn. Diệp Thần Phong trong xương chính là cái trọng tình trọng nghĩa người, đối xử bằng hữu, hắn coi như là liều mạng một lần, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn phản bội cùng vứt bỏ. Tiểu gia hỏa, hiện tại không phải là hành động theo cảm tính thời điểm. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh cảm thấy Diệp Thần Phong ý nghĩ trong lòng. Thân thể lung la lung lay Diệp Thần Phong, hắn cắn răng răng. Ở trong lòng nói ra, Lão Bạch, Lão Hắc, ta không thể bỏ xuống Tô Băng Xoáy cùng Lương Tả Ý,
chí ít bọn hắn chả đang lo lắng an nguy của ta, ta một thân một mình rời đi tính là gì. Tiểu tử, ngươi, bóng đen người Giang Vận Thiên cũng là nhất thời chán nản. Mà cách đó không xa Lục trưởng lão Nguyên Thu Thạch, hắn đối với Thạch Thiên Nhận cùng Phương Vũ Dung, nói ra, hai vị tông chủ, để cho ta đi tới đem tiểu tử này tứ chi toàn bộ phế bỏ, ta xem hắn lập tức liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nguyên Thu Thạch bên trong thân thể thật khí thế bạo phát tới cực điểm, thân ảnh của hắn nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong lướt tới, mà Thạch Thiên Nhận cùng Phương Vũ Dung cũng không có ngăn cản ý tứ, xem ra hai người bọn họ là tán đồng Nguyên Thu Thạch cách làm rồi. Được Nghiêm Tử Bình thản Lý Băng Lam ngăn cản Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy, hai người bọn họ không khỏi đem trong tay kiếm cầm càng gia tăng hơn rồi, hai người bọn họ cũng không phải Nghiêm Tử Bình thản Lý Băng Lam đối thủ, bọn hắn căn bản vô pháp thoát khỏi Nghiêm Tử Bình thản Lý Băng Lam đi trợ giúp Diệp Thần Phong, lúc này tại hai người bọn họ trong lòng Diệp Thần Phong là cửu tử nhất sinh rồi. Dù sao cũng là một lần chết rồi, trước khi chết chẳng bằng nhiều kéo một điểm người làm chịu tội thay. Lương Tả Ý Tại đã nhận định Diệp Thần Phong tất sau khi chết, hắn trong nháy mắt hướng về chu vi vạn nguyệt các đệ tử đám người phóng đi, tính mạng của hắn nhưng là cùng Diệp Thần Phong móc nối. Tiểu tử, ta sẽ trước hết để cho ngươi nếm thử biến thành người côn tư vị. Bóng người xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt Nguyên Thu Thạch, trên mặt hắn được vô tận vẻ tàn nhẫn cho tràn ngập. Mà chính lúc bóng trắng nhân hòa bóng đen người muốn mạnh mẽ hơn giúp Diệp Thần Phong một mình thoát phây thời điểm. Hai người bọn họ đột nhiên cảm thấy nhất cổ khí thế cường hãn từ dưới chân núi đang nhanh chóng tiếp cận quảng trường, này làm cho bóng trắng nhân hòa bóng đen người hơi sững sờ, chính là cái này ngây người thời gian, một vệt bóng trắng trong nháy mắt chắn Diệp Thần Phong trước người, từ nơi này bôi bóng trắng trên người rõ ràng tản ra luân hồi cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ ngập trời khí thế. Nguyên bản sẽ đối Diệp Thần Phong động thủ Nguyên Thu Thạch, dưới chân hắn bước chân đột nhiên ngừng lại, ánh mắt của hắn nghi hoặc nhìn trước mặt này bôi bóng trắng. Chỉ thấy này bôi bóng trắng chính là một gã dáng dấp cực kỳ dung mạo xinh đẹp nữ nhân, tên này nữ nhân thân thể được thú bào cho che lại, bất quá, người cái kia thon dài hai đùi trắng nõn vẫn là lộ tại trong không khí, của nàng hai cái cánh tay màu da cũng như bạch tuyết, 10 ngón tay của nàng vô cùng hoàn mỹ, phảng phất là tinh tế điêu khắc ra tác phẩm nghệ thuật. Tên này nữ nhân ngũ quan cũng vô cùng tinh xảo, như là thác nước mái tóc dài màu đen rối tung ở bả vai. Ánh mắt của nàng lạnh lẽo nhìn chăm chú vào trước mặt Nguyên Thu Thạch, trắng nõn trên mặt tràn đầy cực hạn lửa giận. Nguyên Thu Thạch cảm giác được nữ nhân trước mặt là luân hồi cảnh cao thủ sau, hắn lập tức cung kính nói, vị tiền bối này. Nhưng là còn không có đợi Nguyên Thu Thạch nói hết lời, tên này thần bí mỹ nữ, thân ảnh của nàng cũng đã chuyển động, người một cước trực tiếp đá vào Nguyên Thu Thạch trên bụng, đem Nguyên Thu Thạch đột nhiên đá hướng về phía giữa không trung. Sau đó, tại tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, tên này thần bí mỹ nữ, tay phải của nàng bàn tay nhấc lên, đem lòng bàn tay nhắm ngay giữa không trung Nguyên Thu Thạch, từ lòng bàn tay của nàng bên trong tránh qua một tia sáng trắng, sát theo đó, vô số rậm rạp chằng chịt băng thứ liền từ trong bàn tay của nàng bắn ra, những này băng thứ trong nháy mắt đem giữa không trung Nguyên Thu Thạch nuốt mất rồi. Một tiếng. Nguyên Thu Thạch hiểu rõ thân thể trực tiếp tại giữa không trung nổ tung thành một đám mưa máu, cả cái gì một điểm xương vụn cũng không có còn lại. Tên này thần bí mỹ nữ đem Nguyên Thu Thạch tiện tay giải quyết xong sau đó người trắng nõn trên mặt không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, người lập tức xoay người qua, làm ánh mắt của nàng chạm tới Diệp Thần Phong thời điểm, trên mặt nàng phẫn nộ biến mất không còn chút nào, thay vào đó là vô hạn ôn nhu, khóe miệng phóng ra thiên chân vô tà nụ cười. Trong miệng núng nịu nói ra, chủ nhân, tiểu bạch về sau có thể một mực cùng với chủ nhân rồi. Chương 1447, Sư Vương một mạch, lấy một địch hai. Vạn Nguyệt Các trên quảng trường trong nháy mắt trở nên yên tĩnh không tiếng động. Thật sự là vị này thần bí mỹ nữ xuất hiện quá đột nhiên, hơn nữa liền chẳng hề nói một câu, người liền trực tiếp đem tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong Nguyên Thu Thạch thân thể bắn cho bạo, loại thủ đoạn này cực kỳ bá đạo. Tiểu Bạch, Cửu U Băng Sư Tiểu Bạch, không thể nào. Diệp Thần Phong nhìn xem vị này thần bí mỹ nữ thiên chân vô tà nụ cười, đối phương con ngươi dường như thanh tuyển giống như trong suốt, này làm cho Diệp Thần Phong trong lúc nhất thời cũng sửng sốt, hắn thực tại không cách nào đem trước mặt vị này thần bí mỹ nữ cùng Tiểu Bạch liên hệ với nhau. Tiểu tử, vận khí của ngươi cũng quá tốt rồi, ngươi không cần hoài nghi rồi, đây chính là Cửu U Băng Sư Tiểu Bạch.
phàm là đến luân hồi cảnh yêu thú đều có thể hóa thành hình người. Ngươi khi đó đem ngàn năm băng tuyết liên hoa đã đánh vào tiểu bạch giữa chân mày, này để giữa các ngươi sinh ra một tia liên hệ, tiểu bạch có thể dựa vào một cái tia liên hệ tìm tới ngươi. Bóng đen người Giang Vận Thiên nặng nề thở ra một hơi, này tiểu bạch xuất hiện thực sự là quá đúng lúc rồi. Bóng đen người Giang Vận Thiên thanh âm tại Diệp Thần Phong trong đầu vang lên sau, từ khi tiểu bạch rời khỏi Diệp Thần Phong, nàng là ngày đêm đều tại tư niệm Diệp Thần Phong vị chủ nhân này, người bóng người khẽ động. Thân thể không kịp chờ đợi nhào vào Diệp Thần Phong trong lồng ngực, nói ra, chủ nhân, tiểu bạch rất nhớ ngươi. Một trận đặc thù hương vị bay vào Diệp Thần Phong trong lỗ mũi, loại mùi thơm này vô cùng tinh khiết, Diệp Thần Phong nhìn xem nhào vào trong lồng ngực của mình tiểu bạch, hắn biết này cỗ hương vị hẳn là đến từ chính tiểu bạch trên người, hắn nhìn thấy tiểu bạch mi tâm loáng thoáng có một đóa màu trắng hoa sen đồ án, hắn lúc này mới tiếp nhận rồi trước mặt vị này thần bí mỹ nữ chính là tiểu bạch. Tiểu Bạch, người dĩ nhiên là nữ. Diệp Thần Phong nhìn xem chán tại trong lồng ngực của mình Tiểu Bạch hỏi. Tiểu Bạch kiểm thượng hiện lên ngây thơ nụ cười, nét cười của nàng vô cùng sạch sẽ, giống như là một cái ngây thơ hồ đồ tiểu hài lộ ra nụ cười bình thường người gật đầu hồi đáp, chủ nhân, Tiểu Bạch nguyên bản chính là nữ a hát. Lẽ nào chủ nhân không biết sao? Tiểu gia hỏa, người Tiểu Bạch không đơn giản a hát. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm cũng đang Diệp Thần Phong trong đầu vang lên. Nhưng mới vừa mới nói một câu, bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh liền đã trầm mặc, 3 giây đồng hồ sau đó hắn mới lại nói tiểu gia hỏa. Ngươi nhất định muốn thanh tiểu bạch danh xưng này sửa lại. Bằng không ngươi cho rằng cũng không nên gọi ta lão bạch rồi. Tiểu bạch, lão bạch, nguyên lai bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh tại xoắn suýt hai cái này xưng hô. Đang nhắc nhở một cái Diệp Thần Phong yếu bỏ cửu u băng sư tiểu bạch xưng hô sau. Hắn tiếp tục nói, tiểu gia hỏa, này cửu u băng sư rời đi ngươi thời điểm mới tạo hóa cảnh nhị trọng thiên tầng thứ, bây giờ người nhưng có luân hồi cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ thực lực, bực này tốc độ tăng lên nhưng không phải bình thường yêu thú có thể có được. Trong này khả năng có ngàn năm băng tuyết liên hoa trợ giúp. Cũng có khả năng là người gặp thuộc về mình một ít cơ duyên. Nhưng nàng tự thân huyết mạch cũng nhất định phải vô cùng cường hãn mới được, vậy cửu u băng sư căn bản không có loại này huyết mạch, cho nên, ta suy đoán người cũng không phải phổ thông cửu u băng sư, mà là cửu u băng sư bên trong sư vương một mạch. Cửu u băng sư bên trong sư vương một mạch nhưng là cực kỳ nhân vật cường hãn, ban đầu ở ta cùng lão hắc niên đại đó. Cửu u băng sư sư vương nhất mạch tộc trưởng chính là không kém gì chúng ta cường giả. Theo lý tới nói cửu u băng sư sư vương một mạch trên đất huyền giới tuyệt chủng. Nhưng nếu như nói nàng cũng không phải sư vương một mạch, đây cũng giải thích không thông thực lực của nàng vì sao lại tăng lên nhanh như vậy. Tại bạch bóng thanh âm của người vừa vặn tại Diệp Thần Phong trong đầu hạ xuống xong, đứng ở quảng trường chính giữa Vạn Nguyệt các hai vị tông chủ Thạch Thiên Nhận cùng Phương Vũ Dung. Bọn hắn cũng từ cực độ trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Hai người bọn họ không nghĩ tới trên đường dĩ nhiên sẽ xuất hiện một tên luân hồi cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ cường giả, hơn nữa lục trưởng lão Nguyên Thu Thạch trực tiếp được người cường giả này cho đánh nổ thân thể. Về phần một bên nguyên bản vốn đã có hẳn phải chết chuẩn bị Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy, bọn hắn nhìn xem cực kỳ thoải mái tựa ở Diệp Thần Phong trong lồng ngực thần bí mỹ nữ Tiểu Bạch, hai người bọn họ con mắt trợn lên giường như đèn lồng giống như lớn nhỏ, trong đầu suy nghĩ triệt để là không xoay chuyển được đến rồi. Mà ngăn trở Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy đường đi Nghiêm Tử Bình thản Lý Băng Lam, hai người bọn họ là hoàn toàn mắt choáng váng, miệng há đầy đủ nhét dưới một cái trứng gà rồi. Lại dám đến ta Vạn Nguyệt Các đến ngang ngược, ngươi rốt cuộc là ai? Lục trưởng lão Nguyên Thu Thạch ở ngay trước mặt hắn bị oanh bạo, Thạch Thiên Nhận lấy tư cách Vạn Nguyệt Các tông chủ, chuyện này quả thật là tại không chút lưu tình đánh mặt của hắn. Thạch Thiên Nhận được tay áo bào che kín thủ trưởng Vi Vi nắm chặt thành nắm đấm. Bên trong thân thể luân hồi cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ thật khí thế phóng lên trời, hắn trong tròng mắt dường như muốn phun ra lửa đến rồi, gương mặt âm trầm thật giống yếu tích thủy rồi. Chính thoải mái tựa ở Diệp Thần Phong trong lồng ngực Tiểu Bạch, người khi nghe đến Thạch Thiên Nhận chất vấn sau, của nàng mày liễu không khỏi hơi nhíu nhăn, người âm thanh nhu hòa đối với Diệp Thần Phong, nói ra, chủ nhân, chuyện nơi đây giao cho Tiểu Bạch ta đến xử lý đi. Tiểu trắng lưu luyến không rời từ Diệp Thần Phong trong lồng ngực đi ra, bởi vì có ngàn năm băng tuyết liên hoa một tia liên hệ, Tiểu Bạch bản năng đối Diệp Thần Phong có một loại người thân ở giữa ỉ lại. Bất quá, làm Tiểu Bạch từ Diệp Thần Phong ôm ấp bên trong đi ra đến,
ánh mắt nhìn về phía Thạch Thiên Nhận thời điểm, trên mặt nàng ôn nhu trong nháy mắt biến mất rồi, vô hạn lạnh lẽo cùng phẫn nộ tràn đầy người chỉnh trương trắng nõn tinh xảo gương mặt, người mấp máy thủy nhuận môi, bên trong thân thể luân hồi cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ thật khí thế cũng thấu thể mà ra, rối tung ở đầu vai tóc dài tung bay theo gió. Tiểu Bạch ngón tay thon dài chỉ hướng Thạch Thiên Nhận cùng Phương Vũ Dung, thanh âm của nàng lạnh lẽo bỏ đi rồi. Nói ra các ngươi vừa vặn quấy rầy ta cùng chủ nhân đoàn tụ, chả có trên thế giới này không ai có thể bắt nạt Tiểu Bạch chủ nhân. Thấy Tiểu Bạch trả lời như vậy, Thạch Thiên Nhận trong lòng lửa giận trong nháy mắt như núi lửa bạo phát, hắn quát lên, được, vậy hãy để cho ta đến lãnh giáo một chút thực lực của ngươi, dám giết ta Vạn Nguyệt các nội môn trưởng lão, hôm nay ngươi nhất định muốn đền mạng. Thạch Thiên Nhận tay áo bảo vung lên, hai bàn tay đột nhiên nhắm ngay Tiểu Bạch. Bên trong thân thể của hắn linh khí đang không ngừng tụ tập. Mà ở Thạch Thiên Nhận động thủ thời điểm, một bên luân hồi cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ Phương Vũ Dung, người cũng đem hai tay nhắm ngay Tiểu Bạch. Két, 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 két. Theo Thạch Thiên Nhận cùng Phương Vũ Dung trong cơ thể linh khí không ngừng tụ tập, toàn bộ quảng trường mặt đất đều rung động chuyển động, trên quảng trường dày nặng thanh thạch gạch từng khối vỡ nứt ra. Nguyên bản sáng sủa sắc trời đang nhanh chóng tối lại. Chỉ là chốc lát thời gian, giữa bầu trời liền không có một tia tia sáng rồi, bầu trời đen nhánh bên trong bị vô số tinh tinh cho che kín, những này tinh tinh bên trong năng lượng đang nhanh chóng hướng về Thạch Thiên Nhận cùng Phương Vũ Dung thủ trưởng hội tụ, tại hai người bọn họ trên bàn tay tạo thành một mảnh tia sáng chói mắt, từ hai người bọn họ trên bàn tay thả ra nhất cổ khiến người ta run sợ sóng năng lượng. Đột nhiên, Thạch Thiên Nhận cùng Phương Vũ Dung thủ trưởng nhanh chóng hướng về Tiểu Bạch đẩy một cái. Hai mảnh tia sáng chói mắt như là cỗ sao chổi hướng về Tiểu Bạch bay đi, tinh bảo. Tiểu Bạch đang nhìn đến hai mảnh tia sáng chói mắt hướng chính mình kéo tới, sau đó người hai con bàn tay trắng nõn ở trong không khí nhanh chóng kết ấn, trong cơ thể nàng bạo phát ra nhất cổ cực hạn hàn băng sức mạnh kính hoa thủy nguyệt. Tại Tiểu Bạch trước mặt nhanh chóng tạo thành một mặt nhìn như có phần hư huyễn băng kính, phía này băng kính đem Tiểu Bạch cho vững vàng chắn mặt sau. Oanh, một tiếng. Làm hai mảnh tia sáng chói mắt chạm vào băng kính thời điểm, cái này hai mảnh đã bao hàm năng lượng thật lớn ánh sáng, dĩ nhiên trực tiếp được hút vào băng trong gương, không có đối với Tiểu Bạch sản sinh bất kỳ một điểm tổn thương. Tại hai mảnh tia sáng chói mắt hoàn toàn bị băng kính hấp thu, sau đó giữa bầu trời màu đen cùng tinh tinh từ từ tản đi rồi, lần thứ hai khôi phục sáng sủa. Thạch Thiên Nhận cùng Phương Vũ Dung thấy cảnh này sau, hai người bọn họ thay đổi sắc mặt. Trong con ngươi tràn đầy thần sắc không dám tin, hai người bọn họ trong lòng được một vệt nghiêm nghị lập tức cho che kín. Nhưng tại Thạch Thiên Nhận cùng Phương Vũ Dung trả rơi vào trong khiếp sợ thời điểm, chỉ thấy Tiểu Bạch tay phải vỗ vào băng kính sau lưng, miệng quát trả lại cho các ngươi. Tại Tiểu Bạch tiếng nói vừa vặn hạ xuống xong, chỉ thấy băng kính kịch liệt bắt đầu run rẩy, tại băng kính chính diện lóe lên hai bôi tia sáng chói mắt, cái này hai bôi tia sáng chói mắt lao ra khỏi băng kính. Hướng về Thạch Thiên Nhận cùng Phương Vũ Dung lướt tới. Cái này hai bôi tia sáng chói mắt không phải là vừa vặn được băng kính hấp thu nha. Biến cố bất thình lình, để Thạch Thiên Nhận cùng Phương Vũ Dung căn bản phản ứng không kịp nữa rồi, hai người bọn họ trong nháy mắt được cái này hai bôi đã bao hàm năng lượng thật lớn tia sáng chói mắt nuốt mất rồi. Chương 1448, vì xé rách hư không làm chuẩn bị. Oanh! Ầm, ầm, ầm. Cái này hai bôi đã bao hàm năng lượng thật lớn tia sáng chói mắt, tại đêm Thạch Thiên Nhận cùng Phương Vũ Dung nuốt hết, sau đó cái này hai bôi ánh sáng trong nháy mắt chướng lớn lên, đêm Thạch Thiên Nhận cùng Phương Vũ Dung sau lưng Vạn Nguyệt các đại điện cũng bao phủ ở trong đó, trong lúc nhất thời là đất rung núi chuyển. Trọn vẹn quá rồi 10 giây đồng hồ sau, tia sáng chói mắt mới từ từ tản đi, chỉ thấy nguyên bản Vạn Nguyệt các khí thế hùng vĩ đại điện biến thành phế tích, mà Thạch Thiên Nhận cùng Phương Vũ Dung cũng biến mất không thấy. Đứng sau lưng Tiểu Bạch cách đó không xa Diệp Thần Phong, hắn hít một hơi thật sâu, này Tiểu Bạch sức chiến đấu không khỏi cũng quá cường hãn chứ. Diệp Thần Phong cũng không suy nghĩ kỹ một chút, nếu như hắn có luân hồi cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ thực lực lời nói, như vậy Thạch Thiên Nhận cùng Phương Vũ Dung vẫn đúng là không đủ cho hắn nhét kẻ răng, nói cách khác, tại cùng một đẳng cấp trong, Tiểu Bạch sức chiến đấu nhất định là không bằng Diệp Thần Phong. Lại là kính hoa thủy nguyệt, Tiểu Gia Hỏa. Ta hiện tại có thể 100% khẳng định nàng chính là cửu U băng sư bên trong sư vương nhất mạch rồi, này kính hoa thủy nguyệt là sư vương một mạch mới sẽ thi triển áo nghĩa,
chỉ cần sự công kích của kẻ địch lực không cao hơn kính hoa thủy nguyệt năng lực chịu đựng, như vậy kính hoa thủy nguyệt là có thể lấy gậy ông đập lưng ông. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh mở miệng nói ra. Tiểu tử, nguy hiểm còn chưa qua, này vạn nguyệt các hai tên tông chủ thực lực cũng không yếu, bọn hắn cũng sẽ không liền dễ dàng chết như vậy rồi. Bóng đen người Giang Vận Thiên cũng mở miệng nói. Hai tiếng nổ mạnh tại vạn nguyệt các trên quảng trường vang vọng ra, chỉ thấy Thạch Thiên Nhận cùng Phương Vũ Dung từ đại điện trong phế tích vọt ra, bọn hắn quần áo trên người trở nên rách tả tơi rồi, trên mặt cũng dính đầy cho bụi cùng bùn đất, trên người có phần vị trí chả đang chảy xuôi tiên huyết. Bất quá, Thạch Thiên Nhận cùng Phương Vũ Dung hai con mắt hoàn toàn biến đến đỏ bừng một mảnh, nhớ bọn hắn tốt xấu cũng là đường đường tứ phẩm tông môn tông chủ, bọn hắn khi nào chịu đến qua khuất nhục như vậy. Bọn hắn cảm giác ngực là một trận khó chịu, trong thân thể mỗi một tế bào đều bị lửa giận cho đốt lên rồi. Luân hồi cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ Thạch Thiên Nhận, hắn trên trán bạo khởi tráng kiện gân xanh, khóe miệng bắp thịt hơi hơi co quắp, trong lỗ mũi hô hấp có phần gấp gáp. Cuồn cuộn khí thế từ trong cơ thể hắn lan tràn đi ra. Chung quanh hắn cát đá lượn vòng đến trong không khí, hắn nổi giận nói tốt. Tốt vô cùng, ta không có ý định đem bọn ngươi giao cho luyện khí tông rồi. Hôm nay nơi này chính là các ngươi bốn người táng sinh chi địa. Nguyên bản vẫn tính có mấy phần sắc đẹp Phương Vũ Dung, người hiện tại mặt mày xám xịt dáng vẻ quả thực vô cùng thê thảm. Phải biết mặc kệ mới bao nhiêu tuổi nữ nhân, các nàng đều là đặc biệt để ý bề ngoài của mình, trong cơ thể nàng luân hồi cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ thật khí thế cũng bạo phát tới cực điểm, nàng và Thạch Thiên Nhận thân ảnh trong nháy mắt lăng không mà thôi, hai người là vững vàng đạp ở giữa không trung bên trong. Thực lực đã tới tạo hóa cảnh liền có thể tự do ở trên bầu trời chiến đấu, Tiểu Bạch đang nhìn đến Thạch Thiên Nhận cùng Phương Vũ Dung ngừng lưu ở giữa không trung bên trong, người linh khí chung quanh cũng rất có nóng nảy lên. Thân ảnh của nàng trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, các loại xuất hiện lần nữa thời điểm, người đã đi tới Thạch Thiên Nhận cùng Phương Vũ Dung 50 mét bên ngoài địa phương. Mắt thấy Tiểu Bạch liền muốn cùng Thạch Thiên Nhận phu thê hai ở trên bầu trời chiến đấu. Một bên Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy cuối cùng là tỉnh táo lại. Hai người bọn họ nhìn xem chả há hốc mồm Nghiêm Tử Bình thản Lý Băng Lam, bọn hắn thừa cơ hội này bóng người lập tức vọt đến Diệp Thần Phong bên cạnh. Lương Tả Ý hiện tại không lo được khiếp sợ Tiểu Bạch thực lực, trên mặt hắn vẻ lo âu trái lại càng thêm nồng nặc, nói ra, thiếu gia, chúng ta nhất định muốn lập tức rời đi nơi này, bằng không chúng ta tuyệt đối sẽ chôn thây tại Vạn Nguyệt Các. Tô Băng Xoáy cũng vội vàng nói. Diệp Thần Phong, Vạn Nguyệt Các lão tổ một mực nằm ở bế quan trạng thái, bây giờ nơi này làm ra động tĩnh lớn như vậy, vị kia Vạn Nguyệt Các lão tổ khẳng định đã cảm thấy, nói không chắc không được bao lâu thời gian vị lão tổ kia liền sẽ xuất hiện tại nơi này rồi, vị kia Vạn Nguyệt Các lão tổ thực lực tại niết bàn cảnh nhất trọng thiên. Nếu để cho hắn đi tới trên quảng trường, chúng ta căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Nguyên bản Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy cho là mình là tất chết rồi. Có nhỏ trắng xuất hiện sau đó này để hai người bọn họ lại thấy được hy vọng, dù sao ở trên thế giới này có thể sống, có ai nguyện ý đi chết. Tiểu tử, hai người bọn họ nói không sai, cho dù Vạn Nguyệt Các niết bàn cảnh lão tổ không xuất hiện, lấy Tiểu Bạch thực lực muốn chiến thắng Vạn Nguyệt Các hai tên tông chủ cũng phi thường mơ hồ, này Vạn Nguyệt Các hai tên tông chủ khẳng định chả có lá bài tẩy, huống hồ bọn hắn một cái tại luân hồi cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ, một cái tại luân hồi cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ. Hai người bọn họ gộp lại sức mạnh muốn so Tiểu Bạch cao hơn một bậc rồi. Bóng đen người Giang Vận Thiên nghiêm túc nói. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh cũng lập tức nói ra, có Cửu U Băng Sư giúp ngươi kéo dài thời gian, chúng ta ngược lại là có một cái biện pháp, bây giờ ngươi chỉ có thể xé rách hư không rời đi nơi này rồi. Muốn xé rách hư không chỉ có lĩnh ngộ pháp tắc không gian người tu luyện mới có thể làm được, một khi ngươi xé rách hư không. Coi như là niết bàn cảnh cao thủ cũng không cách nào ngăn cản ngươi rời khỏi, trừ phi đối phương cũng lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Bất quá, sức mạnh của ngươi bây giờ quá yếu, dựa vào ngươi sức mạnh của mình, ngươi căn bản vô pháp xé rách hư không, ngươi bây giờ chỉ có thể cho ta lấy lớn nhất mức độ hấp thu linh thạch thượng phẩm, chúng ta sẽ đem linh thạch thượng phẩm bên trong năng lượng đọng lại tại ngươi bên trong đan điền, đến lúc đó ngươi là có thể lấy nguồn năng lượng này xé rách hư không rồi, cho nên... Ngươi chỉ có thể là hấp thu càng nhiều càng tốt, bằng không không cách nào xé rách hư không, ta cùng lão hắc cũng chỉ có thể đủ mang theo một mình ngươi chạy khỏi nơi này. Đang nghe được Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy lời nói,
sau đó lại nghe thấy bóng trắng nhân hòa bóng đen nhân, Diệp Thần Phong hiện tại đã không có thời gian suy tư, nếu như Niết Bàn cảnh cường giả thật sự xuất hiện, nhỏ như vậy trắng, Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy đều sẽ chết ở nơi này, đây là Diệp Thần Phong tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Diệp Thần Phong trên ngón tay chữ vật giới chỉ không ngừng lập lòe, một khối lại một khối linh thạch thượng phẩm xuất hiện tại trong tay hắn, hắn điên cuồng hấp thu linh thạch thượng phẩm bên trong năng lượng, những này tiến vào hắn trong cơ thể năng lượng, tại Lão Bạch cùng Lão Hắc dưới sự dẫn đường tiến vào bên trong đan điền của hắn, hơn nữa Lão Bạch cùng Lão Hắc chả đang không ngừng đem năng lượng tiến hành áp xúc. Chu vi Vạn Nguyệt Các hơn ngàn tên đệ tử, bọn hắn đã sớm là hoang mang lo sợ được rồi. Liền ngay cả bọn hắn hai vị tông chủ cũng làm được chật vật như vậy không chịu nổi, bọn hắn càng thêm không có tâm tư đi ở ý Diệp Thần Phong rồi, từng đôi mắt đều ngưng mắt nhìn giữa không trung. Mà Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy lại là nhìn xem Diệp Thần Phong nhất cử nhất động, Lương Tả Ý lập tức nói ra, thiếu gia, ngươi đang làm gì? Thời điểm này ngươi như nào đây có tâm tư hấp thu linh thạch thượng phẩm? Chúng ta bây giờ nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Tiểu gia hỏa, Vạn Nguyệt Các tên kia Niết Bàn cảnh lão tổ hẳn là cảm thấy động tĩnh của nơi này, ta cùng Lão Hắc cảm ứng được Niết Bàn cảnh cường giả một tia khí thế, e sợ tại trong vòng 3 phút, Vạn Nguyệt Các tên kia lão tổ liền sẽ xuất hiện tại nơi này rồi, cho nên, ngươi nhất định muốn tăng nhanh hấp thu linh thạch tốc độ. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi dành nhắc nhở. Nghe vậy, Diệp Thần Phong ánh mắt phi vi ngưng lại, từng khối hấp thu linh thạch thượng phẩm quá chậm, hắn chữ vật giới chỉ lóe lên. Trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện 100 khối linh thạch thượng phẩm, Diệp Thần Phong ngồi xổm xuống thân thể, hai tay không ngừng đặt tại một khối lại một khối linh thạch thượng phẩm thượng, hắn đem linh thạch thượng phẩm bên trong năng lượng nhanh chóng rút khô. Mà Diệp Thần Phong trong cơ thể tích tụ năng lượng cũng càng ngày càng nhiều, theo năng lượng tăng nhanh, Diệp Thần Phong bắt đầu cảm giác bên trong đan điền có loại căng đau cảm, nhưng hắn cũng không có đình chỉ xuống ý tứ, hắn nhất định phải chỉ có thể là hấp thụ nhiều linh thạch thượng phẩm. Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy nhìn xem Diệp Thần Phong không muốn sống tựa như lấy ra linh thạch thượng phẩm bên trong năng lượng, Tô Băng Xoáy quát lên, Diệp Thần Phong, người đây là đang làm gì? Người lập tức dừng lại. Lương Tả Ý cũng lập tức nói ra, thiếu gia, thân thể của ngươi sẽ bị linh thạch thượng phẩm năng lượng căng nứt, ngươi không thể đủ hấp thu nữa. Diệp Thần Phong đan điền đã có loại yếu nổ tung cảm giác, hắn cố nén loại thống khổ này, tay của hắn cũng không có dừng lại đến. Hắn vẫn cứ tại không ngừng mà hấp thu linh thạch thượng phẩm, hắn biểu lộ dữ tợn liếc nhìn Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy, quát lên, muốn sống lời nói liền lập tức câm miệng cho ta. Hiện tại Diệp Thần Phong không có thời gian cùng Lương Tả Ý, Tô Băng Xoáy giải thích, hắn cũng không có dư thừa tinh lực đến phân tâm rồi, hắn nhất định muốn bảo đảm sau đó có thể 100% xé rách hư không rời đi nơi này. Chương 1449, Phần Thiên Chỉ, Băng Kính Nát Tan. Tại Diệp Thần Phong điên cuồng đem từng khối linh thạch thượng phẩm bên trong năng lượng áp xúc tiến bên trong đan điền thời điểm. Xa xa giữa không trung, Tiểu Bạch cùng Thạch Thiên Nhận phu thê hai đôi lập mà đứng, ba người bọn họ đều không có phát hiện dưới đáy Diệp Thần Phong điên cuồng hành vi. Thạch Thiên Nhận cùng Phương Vũ Dung đem trong cơ thể khí thế duy trì ở cao nhất, hai người bọn họ mục quang chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt Tiểu Bạch, một lát sau, vợ chồng bọn họ hai liếc mắt nhìn nhau. Sau đó, bọn hắn lại không hẹn mà cùng gật gật đầu. Trên bầu trời gió lớn vô cùng, Thạch Thiên Nhận trường sam không ngừng được gió lớn thổi nhấp nhô, chính mình trong tông môn lục trưởng lão bị giết, mà hắn và thê tử của hắn Phương Vũ Dung lại bị biến thành bộ này dáng dấp chật vật. Có thể nói đây là Thạch Thiên Nhận từ lúc sinh ra tới nay sống biệt khuất nhất một ngày. Hắn khóe mắt cơ bắp phi vi nhúc nhích, miệng quát, nếu như ngươi muốn đi tìm cái chết, như vậy chúng ta sẽ tác thành ngươi. Thạch Thiên Nhận vai đột nhiên run lên, trên mặt hắn biểu lộ cũng trong nháy mắt trở nên dữ tợn lên, trong cơ thể hắn duy trì tại cao nhất thật khí thế vẫn còn có đi lên leo lên xu thế, hắn không gian chung quanh trở nên cực kỳ không ổn định lên, hắn cả cánh tay phải cánh tay đột nhiên trở nên đỏ như máu cực kỳ, từ tay phải của hắn trên cánh tay chả đang không ngừng bốc lên nóng lên. Thạch Thiên Nhận trên cánh tay phải huyết hồng sắc, đang không ngừng hướng về trên ngón tay của hắn áp xúc. Cuối cùng trên cánh tay của hắn đỏ như màu máu hoàn toàn lui đi, chỉ có hắn một cái ngón trỏ đỏ làm người ta sợ hãi, tràn ngập khi hắn trên ngón trỏ màu đỏ tươi đẹp cực kỳ, hơn nữa từ Thạch Thiên Nhận trên người trả tản ra một trận lại một trận nhiệt khí. Thạch Thiên Nhận chu vi phảng phất biến thành một cái The Cauldron,
liền ngay cả không khí đều giống như được đốt sôi trào lên. Về phần Phương Vũ Dung động tác cùng Thạch Thiên Nhận giống nhau như đúc, tại Thạch Thiên Nhận tay phải ngón trỏ trở nên tràn ngập đỏ như màu máu lúc, tay phải của nàng ngón trỏ cũng bị đỏ như màu máu cho tràn ngập rồi. Sự biến hóa này phát sinh ở ngăn ngắn 2 giây đồng hồ bên trong, Tiểu Bạch cảm thụ Thạch Thiên Nhận cùng Phương Vũ Dung chung quanh nhiệt khí sau, người khuôn mặt lộ ra một vệt vẻ chán ghét. Người thân là Cửu U Băng Sư, người đương nhiên là khá là yêu thích lạnh lẽo hoàn cảnh. Tiểu Bạch trong cơ thể khí thế khẽ động, hai tay của nàng bàn tay nhắm ngay vào Thạch Thiên Nhận cùng Phương Vũ Dung, từ của nàng hai bàn tay trung lập mã phi bắn ra vô số rậm rạp chằng chịt băng thứ, nhưng những này băng thứ khi tiến vào Thạch Thiên Nhận cùng Phương Vũ Dung 5 mét bên trong phạm vi sau. Những này nguyên bản khí thế hung hăng băng thứ trong nháy mắt hòa tan tại trong không khí. Lúc này ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao đỡ lấy chúng ta một chiêu này. Thạch Thiên Nhận trong miệng là liên tục cười lạnh, hắn cái kia căn được đỏ như màu máu tràn ngập ngón trỏ, hướng phía trên đỉnh đầu hắn đột nhiên một điểm, điểm này, khí thế mãnh liệt tới cực điểm, từ hắn ngón trỏ bên trong tốc biến một đạo màu lửa đỏ cột sáng. Đạo này màu lửa đỏ cột sáng dường như muốn đem bầu trời đều đâm xuyên bình thường. Thạch Thiên Nhận bên cạnh Phương Vũ Dung, người cũng theo sát điểm ra đỏ như máu của chính mình sát ngón trỏ, từ của nàng ngón trỏ bên trong đồng dạng là tốc biến một đạo màu lửa đỏ cột sáng, của nàng đạo này màu lửa đỏ cột sáng trong nháy mắt cùng Thạch Thiên Nhận cột sáng dung hợp lại cùng nhau. Nguyên bản xanh thẳm thiên không đột nhiên bị màu đỏ cho nhuộm đẫm rồi, chỉnh phiến thiên không phảng phất là được bôi lên một tầng tiên huyết. Thạch Thiên Nhận cùng Phương Vũ Dung điểm hướng đỉnh đầu ngón trỏ. Đột nhiên không hẹn mà cùng chỉ hướng 50 mét bên ngoài Tiểu Bạch phần thiên chỉ. Giữa bầu trời được nhuộm đẫm màu đỏ tầng mây nhanh chóng tuôn ra chuyển động, một mảnh to lớn hỏa diễm bỗng nhiên ở trên bầu trời bắt đầu cháy rừng rực, từ nơi này mảnh to lớn trong ngọn lửa ẩn hàm nhất cổ cực hạn sức mạnh. Giữa bầu trời mảnh này to lớn hỏa diễm không ngừng rung động, ồ! Một tiếng! Mảnh này to lớn trong ngọn lửa đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng, một cái lớn vô cùng hỏa ngón tay màu đỏ từ lỗ hổng bên trong xông ra, cây này to lớn hỏa ngón tay màu đỏ hướng về Tiểu Bạch đè ép xuống. Thật giống như là muốn đem Tiểu Bạch cho trực tiếp ép chết. Tiểu Bạch nhìn thấy nhanh chóng hướng về đỉnh đầu của mình đè xuống màu đỏ rực cự ngón tay lớn, trên mặt nàng vẻ mặt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng lên, bàn tay trắng nõn ở trong không khí nhanh chóng kết ấn. Trong cơ thể nàng cuồn cuộn khí thế cũng không ngừng tăng lên điên cuồng, kính hoa thủy nguyệt. Tại Tiểu Bạch trên đỉnh đầu tạo thành một mặt to lớn băng kính, tại đây băng kính hình thành trong nháy mắt, oanh. Một tiếng, cái kia to lớn hỏa ngón tay màu đỏ đột nhiên đặt ở băng kính kính trên mặt. Tuy rằng cây này ngón tay màu đỏ rực đang chậm rãi được băng kính nuốt mất, nhưng băng kính bên trên cũng không ngừng phát ra kẹt kẹt. Kẹt kẹt, âm thanh, chỉnh mặt băng kính thượng không ngừng có thủy châu bốc lên. Phía này băng kính thật giống đang nhanh chóng hòa tan vào. Mà ở băng kính sau lưng Tiểu Bạch, trên trán nàng toát ra đầy mồ hôi hột, hàm răng cắn chặt môi. Tại to lớn hỏa ngón tay màu đỏ được băng kính toàn bộ nuốt hết trong nháy mắt, ầm. Một tiếng, chỉnh mặt to lớn băng kính cũng ở trong không khí lập tức hóa thành nát tan. Phốc, một tiếng, Tiểu Bạch miệng bên trong không tự chủ được phun ra một ngụm máu tươi đến. Trước đó Thạch Thiên Nhận cùng Phương Vũ Dung thi triển tinh bạo, này chính là địa cấp thượng phẩm chiến kỹ, tại Vạn Nguyệt Các bên trong đẳng cấp cao nhất chiến kỹ cũng chỉ có địa cấp thượng phẩm, mà này vừa vặn thi triển phần thiên chỉ đồng dạng là địa cấp thượng phẩm chiến kỹ. Bất quá, phần thiên chỉ cái môn này địa cấp thượng phẩm chiến kỹ có phần đặc thù, nếu như một người thi triển phần thiên chỉ lời nói, như vậy phần thiên chỉ cũng chỉ có địa cấp thượng phẩm chiến kỹ power, thế nhưng, nếu như hai người đồng thời thi triển phần thiên chỉ, đồng thời đem phần thiên chỉ cho dung hợp, như vậy phần thiên chỉ power đem tăng lên trên diện rộng, đủ để so với thiên cấp hạ phẩm chiến kỹ rồi. Lần sau này phần thiên chỉ chính là mãnh liệt hỏa thuộc tính chiến kỹ, Tiểu Bạch kính hoa thủy nguyệt chính là băng thuộc tính, hai người tương sinh tương khắc, do kính hoa thủy nguyệt hình thành băng kính là không thể chịu đựng phần thiên chỉ cực độ nhiệt độ, cuối cùng lúc này mới biến thành nát bấy. Này kính hoa thủy nguyệt chính là cửu U băng sư sư vương nhất mạch truyền thừa chiến kỹ, sư vương nhất mạch người sinh ra liền sẽ thi triển kính hoa thủy nguyệt, cho nên, kính hoa thủy nguyệt cùng Tiểu Bạch trong lúc đó có liên hệ nào đó, bây giờ kính hoa thủy nguyệt bị phá đi, Tiểu Bạch thân thể nhận lấy phản phệ, người giờ khắc này bên trong thân thể là bị phi thường nội thương nghiêm trọng. Thạch Thiên Nhận cùng Phương Vũ Dung nhìn thấy Tiểu Bạch miệng phun tiên huyết dáng dấp,
hai người bọn họ trên mặt cuối cùng là hiện lên nụ cười thỏa mãn. Thạch Thiên Nhận nói ra, người đi đem dưới đáy lương tả ý ba người bọn họ giải quyết, hiện tại ta một người là có thể ứng phó rồi. Thạch Thiên Nhận cũng cảm giác được Tiểu Bạch tuy rằng ở bề ngoài không có trở ngại, thế nhưng người thương thế bên trong cơ thể đã vô cùng nghiêm trọng rồi, bây giờ Thạch Thiên Nhận chắc chắn một người đối phó Tiểu Bạch rồi. Khóe miệng nhiễm tiên huyết Tiểu Bạch, người đang nghe được Thạch Thiên Nhận lời nói sau, người dưới chân bước chân khẽ động, thân ảnh của nàng biến mất ở giữa không trung bên trong. Người trong nháy mắt đi tới Diệp Thần Phong, Tô Băng Xoáy cùng Lương Tả Ý bên cạnh. Diệp Thần Phong nhưng vẫn là đang điên cuồng hấp thu linh thạch thượng phẩm, hắn đã một hơi hấp thu hơn 100 khối linh thạch thượng phẩm rồi, đan điền của hắn là đâm nhói cực kỳ, liền ngay cả Tiểu Bạch về tới bên cạnh hắn cũng không có phát hiện, hắn tiếp tục nhanh chóng hấp thu linh thạch thượng phẩm. Xem ra bốn người các ngươi muốn chết cùng một chỗ, được, ta sẽ tác thành các ngươi nguyện vọng này. Thạch Thiên Nhận cùng Phương Vũ Dung cũng về tới trên mặt đất, hai người bọn họ đứng ở Diệp Thần Phong đám người trước mặt. Thạch Thiên Nhận nhìn xem chính đang điên cuồng hấp thu linh thạch thượng phẩm Diệp Thần Phong, hắn khuôn mặt lộ ra trào phúng biểu lộ, dưới cái nhìn của hắn Diệp Thần Phong loại hành vi này căn bản không có chút ý nghĩa nào có thể nói, nhiều lắm cuối cùng là được linh thạch thượng phẩm năng lượng cho căng nứt thân thể. Làm sao, muốn dùng linh thạch căng nứt thân thể đến tự sát? Thạch Thiên Nhận khóe miệng hiện lên một vệt tàn nhẫn cười. Mà Tiểu Bạch cũng không minh bạch Diệp Thần Phong dụng ý, bất quá, người lại cũng không có lựa chọn đi quấy rầy Diệp Thần Phong, người biết chủ nhân của nàng Diệp Thần Phong làm như vậy nhất định là có dụng ý của mình. Diệp Thần Phong đối với Thạch Thiên Nhận trào phúng là hờ hững, tình cảnh này rơi vào Thạch Thiên Nhận mắt về sau, trong lòng của hắn tức giận lần thứ hai trưng vọt lên. Dưới cái nhìn của hắn Diệp Thần Phong chẳng qua là một cái chỉ là thần niệm cảnh tiểu tử mà thôi, người như thế căn bản không có tư cách ở trước mặt hắn sĩ diện. Chính lúc Thạch Thiên Nhận đều muốn động thủ trước tiên giải quyết Diệp Thần Phong thời điểm, nhất cổ để thân thể người phát run khí thế trong nháy mắt bao trùm lên toàn bộ Vạn Nguyệt Các quảng trường, ở đây Vạn Nguyệt Các đệ tử, bao quát tông chủ Thạch Thiên Nhận cùng Phương Vũ Dung ở bên trong, bọn hắn tại cảm thấy luồng khí thế này sau. Trên mặt bọn họ lập tức lộ ra cung kính biểu lộ đến, nguyên bản sẽ đối Diệp Thần Phong động thủ Thạch Thiên Nhận, hắn cũng tạm thời thu hồi cái ý niệm này. Động tĩnh của nơi này cũng không nhỏ ma, là ai dám quấy rầy ta bế quan tu luyện, là ai dám đến Vạn Nguyệt Các tới quấy rối. Lão phu ta nhưng là có hơn 200 năm không hề động thủ rồi, xem ra hôm nay có thể hoạt động một chút gân cốt. Một đạo già nua bên trong mang theo một chút thanh âm phẫn nộ tại Vạn Nguyệt Các toàn bộ trên quảng trường vang vọng ra. Chương 1450, ta muốn đi, ai có thể lưu? Vạn Nguyệt Các trên quảng trường bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngột ngạt lên. Một vệt bóng người đột nhiên xuất hiện ở Thạch Thiên Nhận cùng Phương Vũ Dung bên cạnh, ở đây ai cũng không có thấy này lao người bóng là như thế nào xuất hiện. Có thể thấy được thực lực của người này so với ở đây bất cứ người nào đều phải cường. Này lao người bóng chính là một gã trên người mặc trường sam màu xám lão đầu, vừa vặn đạo kia vang vọng tại trên quảng trường thanh âm liền xuất thân từ hắn. Lão đầu này chính là Vạn Nguyệt Các lão tổ Thạch Thiên Hồng, hắn đồng dạng cũng là Thạch Thiên Nhận thái gia gia, một thân thực lực tại niết bàn cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong tầng thứ. Nguyên bản Thạch Thiên Hồng một mực tại Vạn Nguyệt Các trong mật thất bế quan. Nhưng vừa vặn Tiểu Bạch cùng Thạch Thiên Nhận phu thê hai tranh đấu động tĩnh, này làm cho Thạch Thiên Hồng là rõ ràng cảm giác được, hắn này mới rời khỏi mật thất đi tới trên quảng trường vừa nhìn đến tột cùng. Thạch Thiên Hồng ánh mắt lần lượt tại Diệp Thần Phong bọn người trên thân đảo qua, hắn không nhìn thẳng Diệp Thần Phong, Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy, ánh mắt như ngừng lại Tiểu Bạch trên người, dù sao Tiểu Bạch thực lực là trong bốn người cao nhất, Diệp Thần Phong đám người chỉ có thần niệm cảnh thực lực. Này tại niết bàn cảnh nhất trọng thiên Thạch Thiên Hồng trong mắt quả thực nhỏ yếu dường như con kiến. Thạch Thiên Hồng tại cảm giác được Tiểu Bạch cũng mới luân hồi cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ thực lực, hơn nữa hắn chả cảm giác được Tiểu Bạch bị phi thường nội thương nghiêm trọng, hắn liền đem bao trùm lên toàn bộ quảng trường thật khí thế thu hồi trong cơ thể, bầu không khí ngột ngạt trong nháy mắt biến mất rồi, dưới cái nhìn của hắn Tiểu Bạch đám người căn bản không lật nổi bất kỳ bọt nước tới. Thạch Thiên Hồng nhìn xem bên cạnh Thạch Thiên Nhận cùng Phương Vũ Dung, hỏi, nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thạch Thiên Nhận đối với mình vị này thái gia gia là phi thường tôn kính, hắn từng chút đem cả sự tình nói một lần, này làm cho Thạch Thiên Hồng vẫn đục con mắt hơi hơi ngưng lại. Mà đứng tại Diệp Thần Phong bên cạnh Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy,
Bọn hắn đang nhìn đến vạn nguyệt các niết bàn cảnh lão tổ sau khi xuất hiện, trên mặt bọn họ lần thứ hai bị tuyệt vọng cho lấp đầy. Bây giờ Tiểu Bạch đã bị thương, cho dù Tiểu Bạch không có thụ thương, tại Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy xem ra, Tiểu Bạch ứng phó Thạch Thiên Nhận cùng Phương Vũ Dung đã có chút miễn cưỡng rồi, càng đừng nói bây giờ lại tăng thêm một tên niết bàn cảnh nhất trọng thiên cao thủ Thạch Thiên Hồng rồi. Tại đem cả sự tình đều hiểu một lần Thạch Thiên Hồng. Hắn liếc nhìn phía sau biến thành phế tích vạn nguyệt các đại điện, trên mặt hắn cũng mơ hồ hiện lên lửa giận, hắn nói ra, luyện khí tông mặt mũi không thể không cho, bốn người này vẫn là toàn bộ bắt sống giao cho luyện khí tông. Lão tổ, tiểu tử kia nắm giữ thần niệm chiến kỹ, chúng ta nhất định muốn khiến hắn đem thần niệm chiến kỹ giao ra đây. Thạch Thiên Nhận ngón tay chỉ vào Diệp Thần Phong nói ra. Hả, thần niệm chiến kỹ? Lão phu đời này vẫn không có tu luyện qua thần niệm chiến kỹ đây. Tới thật đúng lúc, Thạch Thiên Hồng ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong, nhất cổ uy thế hướng về Diệp Thần Phong tập kích tới, lại quát lên, tiểu tử, cho ta thành thành thật thật đem thần niệm chiến kỹ giao ra đây, bằng không ta không ngại siêu một cái trí nhớ của ngươi. Siêu lấy người khác ký ức, này trên đất huyền giới là một loại cực kỳ độc ác thủ đoạn, một khi người tu luyện được siêu lấy qua ký ức sau. Khinh thì biến thành ngớ ngẩn, nặng thì tại chỗ bỏ mình, xem ra thần niệm chiến kỹ đối niết bàn cảnh cường giả cũng là phi thường có lực hấp dẫn. Cảm thụ Thạch Thiên Hồng kéo tới uy thế, Diệp Thần Phong thân thể là đột nhiên chìm xuống, trong cơ thể trong nháy mắt huyết khí dâng lên, khóe miệng không ngừng tràn ra tiên huyết đến, nhưng Diệp Thần Phong liền đầu đều không có nhấc một cái. Hắn chữ vật giới chỉ lóe lên, trên mặt đất lại xuất hiện 20 khối linh thạch thượng phẩm. Diệp Thần Phong trong đầu vang lên bóng đen người Giang Vận Thiên thanh âm, tiểu tử, người đã hấp thu 150 khối linh thạch thượng phẩm rồi, nguyên bản bằng vào chúng ta đoán chừng hấp thu 150 khối linh thạch thượng phẩm, người là có thể xé rách hư không rồi, bất quá, vì lý do an toàn, người nhất định muốn lại hấp thụ nhiều 20 khối linh thạch thượng phẩm. Thân là niết bàn cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong cường giả Thạch Thiên Hồng, hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong không nhìn thẳng hắn, thậm chí ngay cả đầu đều không có nhấc một cái. Này làm cho trên mặt hắn mặt mũi nhất thời nhìn không được rồi, sắc mặt hơi có chút đỏ lên, trong miệng lớn tiếng quát lên, được lắm vô tri tiểu tử, xem ra ngươi là thật sự dự định muốn chết tại vạn nguyệt các. Lão tổ bớt giận, tiểu tử này cũng không biết là cái nào dây thần kinh đáp sai rồi. Hắn thời điểm như thế này chả đang hấp thu linh thạch thượng phẩm. Ta xem thân thể hắn không tốn thời gian dài liền sẽ no bể bụng, hắn nhất định là sợ sệt chịu đến dằn vặt. Hắn mới sẽ chọn loại này tự sát phương thức. Thạch Thiên Nhận mở miệng nói ra. Chu vi hơn ngàn tên vạn nguyệt các đệ tử, bọn hắn đang nhìn đến vạn nguyệt các lão tổ sau khi xuất hiện, bọn hắn từng cái trên mặt vẻ lo âu toàn bộ biến mất rồi, mà vừa vặn ngăn cản Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy đường đi Nghiêm Tử Bình thản Lý Băng Lam hai người này, bọn hắn cũng từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Nghiêm Tử Bình hướng về phía Lương Tả Ý quát lên, Lương Tả Ý, vị bằng hữu kia của các ngươi cho tới bây giờ còn muốn cố làm ra vẻ bí ẩn. Ta xem ngươi vẫn là thật tốt khuyên hắn một chút, nếu để cho lão tổ thật sự tức giận rồi, các ngươi nhưng không riêng là chết đơn giản như vậy. Lý Băng Lam cũng lập tức nói ra, Tô sư muội, các ngươi phản bội vạn nguyệt các, đây là các ngươi đời này phạm ngu xuẩn nhất sai lầm. Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy là trầm mặc không nói, bây giờ vạn nguyệt các lão tổ xuất hiện. Bọn hắn bây giờ căn bản cả cái gì năng lực chống cự cũng không có, bọn hắn chỉ là không hiểu Diệp Thần Phong đến cùng đang làm cái gì. Lẽ nào Diệp Thần Phong cứ như vậy dạng điên cuồng hấp thu linh thạch thượng phẩm liền có thể cứu bọn hắn sao? Tiểu Bạch thân thể đứng ở Diệp Thần Phong trước mặt, người cắn răng giúp Diệp Thần Phong đem Thạch Thiên Hồng uy thế cho cản lại, này làm cho Thạch Thiên Hồng càng có loại hơn uy nghiêm của mình được xâm phạm cảm giác, đứng ở hắn bên cạnh Thạch Thiên Nhận lập tức nói ra, lão tổ. Những người này đều phải là cung dương hết đà rồi, lão tổ ngươi liền ở một bên nhìn xem được rồi, nơi này giao cho ta xử lý. Nghe vậy, Thạch Thiên Hồng hơi hơi gật gật đầu, hắn thân là niết bàn cảnh cường giả, dưới cái nhìn của hắn trước mặt Diệp Thần Phong đám người còn thật sự không đủ tư cách khiến hắn động thủ, thế là, hắn đem thả ra bên ngoài cơ thể uy thế cũng thu lại rồi. Thạch Thiên Nhận nhìn xem đem Diệp Thần Phong ngăn ở phía sau Tiểu Bạch. Nói ra, ngươi không để cho mở cũng chính hợp ý ta sẽ đích thân đem ngươi đưa lên đường. Tiểu Bạch bên khóe miệng cũng đang tràn ra tiên huyết, lấy tình huống nàng bây giờ, người hoàn toàn không phải là đối thủ của Thạch Thiên Nhận rồi,
tại người không biết nên làm sao bảo hộ nàng chủ nhân Diệp Thần Phong an toàn lúc. Một tiếng. Diệp Thần Phong đem trên mặt đất cuối cùng một khối linh thạch thượng phẩm cho bóp nát rồi, cuối cùng này một khối linh thạch thượng phẩm dòng năng lượng vào đan điền của hắn bên trong sau, hắn trực tiếp từ trên mặt đất đứng lên, hắn giờ phút này bên trong đan điền là một đoàn loạn, cường hãn năng lượng tại tùy ý đụng nhau đan điền của hắn. Diệp Thần Phong trên mặt biểu lộ dữ tợn tới cực điểm, khóe miệng vẫn cứ chảy xuôi từng tia tiên huyết, hắn bên trong đan điền đã tích tụ 170 khối linh thạch thượng phẩm năng lượng. Lấy thần niệm cảnh nhị trọng thiên trung kỳ thực lực, một hơi hấp thu 170 khối linh thạch thượng phẩm, thân thể nhất định sẽ được linh thạch năng lượng cho căng nứt. Bất quá, cũng may Diệp Thần Phong trong cơ thể có Lão Bạch cùng Lão Hắc trợ giúp, này mới khiến hắn không đến nỗi thân thể nổ tung mà chết. Tiểu tử, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi xé rách hư không đồng thời tiến vào trong đó trong không gian, coi như là niết bàn cảnh cao thủ cũng bắt ngươi không có cách nào, tại xé rách hư không hình thành trong không gian. Chỉ có lĩnh ngộ pháp tắc không gian người, hắn linh khí mới có thể tại không gian công chính thường sử dụng, bằng không coi như là niết bàn cảnh cao thủ linh khí tiến vào trong không gian cũng sẽ lập tức bị mẫn diệt. Hơn nữa, không có lĩnh ngộ pháp tắc không gian người, tiến vào xé rách hư không hình thành trong không gian sau, đối phương khẳng định cả đời chạy không thoát tới, chỉ có lĩnh ngộ pháp tắc không gian người mới có thể lần nữa đi ra. Còn có... Xé rách hư không hình thành trong không gian thường thường sẽ sinh ra không gian bạo động, bất quá, ngươi chỉ cần dùng lĩnh ngộ pháp tắc không gian đi cảm ứng, ngươi là có thể tránh đi những kia không gian bạo động rồi. Bóng đen người Giang Vận Thiên cẩn thận dặn dò Diệp Thần Phong. Từ mặt đất đứng lên Diệp Thần Phong, hắn đem Tiểu Bạch lôi trở lại phía sau mình, bên trong đan điền đau đớn là càng ngày càng kịch liệt, hắn nhất định muốn lập tức xé rách hư không rồi. Ánh mắt của hắn trừng lên Thạch Thiên Hồng cùng Thạch Thiên Nhận đám người, khí thế ngập trời quát lên, ta muốn đi, các ngươi nơi này ai có thể giữ lại được ta? Ngông cuồng tự đại tiểu tử, ngươi biết không biết mình đang nói chuyện với ai? Thạch Thiên Nhận khinh thường nói. Mà Vạn Nguyệt các lão tổ Thạch Thiên Hồng thái độ đối với Diệp Thần Phong là cực kỳ không sảng khoái, hắn dự định tự mình ra tay rồi, hắn quát lên, Thiên Nhận, ngươi cho ta đi sang một bên. Hôm nay ta liền muốn đích thân đối này tiểu tử không biết trời cao đất rộng siêu lấy ký ức. Nhưng tại Thạch Thiên Hồng tiếng nói vừa vặn hạ xuống xong, Diệp Thần Phong trong đầu cẩn thận nhớ lại pháp tắc không gian vận chuyển, Lão Bạch cùng Lão Hắc cũng trong nháy mắt buông ra đối Diệp Thần Phong bên trong đan điền năng lượng áp chế. Diệp Thần Phong hai tay của ở trước mặt mình đột nhiên xé một cái, trước mặt hắn không gian rất có vặn vẹo lên, một cái cự đại màu đen vết xước trong nháy mắt xuất hiện. Có thể là Diệp Thần Phong quá mức dùng sức xuyên cớ, này đạo hắc sắc vết xước dĩ nhiên trưởng có tới 3 mét, rộng cũng đầy đủ có 2 mét, hơn nữa từ nơi này to lớn màu đen vết xước bên trong có cỗ cực hạn sức hút. Diệp Thần Phong một tay lôi kéo Tiểu Bạch, một tay lôi kéo Tô Băng Xoáy, một cước đá vào Lương Tả Ý trên cái mông, bốn người bọn họ trong nháy mắt tiến vào màu đen vết xước trong không gian. Mà ở Diệp Thần Phong đám người tiến vào màu đen vết xước về sau. Cách màu đen vết xước gần nhất Nghiêm Tử Bình, Lý Băng Lam hòa Vạn Nguyệt các tông chủ Thạch Thiên Nhận, bởi màu đen vết xước xuất hiện quá đột nhiên, ba người bọn họ cũng bị hút vào trong đó. Chương 1451, đem hung hăng tiến hành tới cùng. Vạn Nguyệt các trên quảng trường, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào đạo kia được Diệp Thần Phong xé ra to lớn màu đen vết xước lên. Này đạo hắc sắc vết xước trong sản sinh sức hút tại càng ngày càng cự đại rồi. Cảnh này khiến ở đây Vạn Nguyệt các đệ tử đều dồn dập cách xa to lớn màu đen vết xước. Vạn Nguyệt các một người khác tông chủ Phương Vũ Dung, người đang nhìn đến chồng mình cùng với hai tên Vạn Nguyệt các đệ tử thiên tài được hút vào màu đen vết xước về sau, trên mặt nàng vẻ mặt đột nhiên biến đổi, nói ra, lão tổ, này, tiểu tử này dĩ nhiên xé rách hư không? Lẽ nào hắn chả lĩnh ngộ pháp tắc không gian sao? Đứng ở Phương Vũ Dung bên cạnh Vạn Nguyệt các lão tổ Thạch Thiên Hồng, trên mặt hắn biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên, trong lòng của hắn nhưng phi thường rõ ràng, xé rách hư không hình thành không gian, cho dù là niết bàn cảnh cao thủ, chỉ cần là không lĩnh ngộ pháp tắc không gian, nếu như tùy tiện xông vào lời nói, như vậy chỉ sợ cả đời đều sẽ bị lạc ở trong đó. Mà tiến vào xé rách hư không hình thành trong không gian Diệp Thần Phong cùng Tiểu Bạch đám người, khi tiến vào chỗ này trong không gian sau, Tiểu Bạch, Tô Băng Xoáy cùng Lương Tả Ý ba người này. Bọn hắn lập tức cảm giác được trong gân mạch linh khí dòng sông vận chuyển lên bắt đầu trở nên không trôi chảy lên, chỉ có lĩnh ngộ pháp tắc không gian Diệp Thần Phong mới không có bị ảnh hưởng đến.
bị xé nứt ra cự miệng lớn không có lập tức khép lại, Diệp Thần Phong vẫn có thể xem đi ra bên ngoài trên quảng trường Thạch Thiên Hồng đám người, mà Thạch Thiên Hồng mấy người cũng có thể nhìn thấy Diệp Thần Phong bọn hắn. Tiểu tử, bởi vì ngươi là mượn ngoại lực mới xé rách hư không, cho nên ngươi không cách nào khống chế cái này không gian vết nứt khép lại. Bất quá, ngươi cũng không cần có bất kỳ lo lắng, không gian này vết nứt nhiều nhất thời gian một nén nhang. Nó liền sẽ chủ động khép lại. Mà ngươi bây giờ là vô cùng an toàn, bên ngoài cái kia niết bàn cảnh lão già, hắn khẳng định không dám tiến vào chỗ này trong không gian tới. Ngươi bây giờ chỉ phải từ từ chờ đợi là được rồi. Diệp Thần Phong khi nghe đến bóng đen người Giang Vận Thiên lời nói sau, hắn nhấc theo tâm tư cuối cùng là để xuống, được Diệp Thần Phong lôi kéo tay Tiểu Bạch cùng Tô Băng Xoáy, cùng với bị hắn một cước đạp tiến vào Lương Tả Ý, ba người bọn họ trong lúc nhất thời chả chưa có lấy lại tinh thần đến. Một lát sau, Lương Tả Ý mới nói lắp bắp xé rách hư không. Dĩ nhiên là xé rách hư không, thiếu gia ngài trả lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Tiểu Bạch cùng Tô Băng Xoáy trong con ngươi xinh đẹp cũng là dị thải liên tục. Diệp Thần Phong buông lỏng ra hai người bọn họ thủ, nói ra, ba người các ngươi đều đứng ở sau lưng ta. Được to lớn màu đen vết xước bên trong sức hút hấp tiến vào Thạch Thiên Nhật, Nghiêm Tử Bình thản Lý Băng Lam ba người này, bọn hắn liền đứng cách Diệp Thần Phong 10 mét địa phương xa. Thạch Thiên Nhật ba người bọn họ trên mặt là tràn đầy khiếp sợ, thế nhưng, sau khi khiếp sợ, Thạch Thiên Nhật trong lòng lửa giận là càng thêm thịnh vượng. Hắn điên cuồng khởi động trong cơ thể linh khí. Nhưng chỉ cần là từ trong thân thể hắn tràn ra linh khí, tại đây nơi trong không gian đều sẽ được trong nháy mắt phai mờ, Thạch Thiên Nhận căn bản vô pháp phát huy ra thực lực đến. Tại Thạch Thiên Nhận không ngừng khởi động trong gân mạch linh khí dòng sông lúc, chỗ này không gian đột nhiên rung động chuyển động, hơn 10 cái vòng xoáy màu đen xuất hiện tại chỗ này trong không gian, hơn nữa này hơn 10 cái vòng xoáy màu đen bên trong bao hàm nhất cổ hủy thiên diệt địa năng lượng. Khiến người ta có một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ được cuốn vào quấy thành mảnh vỡ cảm giác nguy hiểm. Tiểu tử, đây chính là không gian bạo động rồi. Trên căn bản mỗi lần xé rách hư không đều sẽ hình thành không giống trình độ không gian bạo động, bất quá. Tiểu tử ngươi vận khí thật là không phản đối, loại trình độ này không gian bạo động đối với ngươi mà nói căn bản không tạo thành được nguy hiểm. Chỉ cần ngươi đem pháp tắc không gian áo nghĩa cùng chỗ này không gian sản sinh một tia liên hệ. Tại vòng xoáy màu đen tới gần ngươi thời điểm, ngươi liền có thể đem vòng xoáy màu đen bài xích đi ra. Tại bóng đen người nói chuyện giữa, cái kia hơn 10 cái đã bao hàm hủy thiên diệt địa năng lượng vòng xoáy màu đen, chúng nó dĩ nhiên một mạch hướng về Diệp Thần Phong đám người bao phủ tới rồi, có thể là Diệp Thần Phong đám người cách đây chút vòng xoáy màu đen tương đối gần nguyên nhân đi. Thạch Thiên Nhận, Nghiêm Tử Bình thản Lý Băng Lam ba người này, bọn hắn đương nhiên cũng có thể cảm nhận được vòng xoáy màu đen kinh khủng. Bây giờ vòng xoáy màu đen toàn bộ đánh úp về phía Diệp Thần Phong bọn hắn, Thạch Thiên Nhận lập tức cười lạnh nói tiểu tử, ngươi cho rằng xé rách hư không là có thể trốn. Lúc này ta xem ngươi chết như thế nào. Nghiêm Tử Bình cũng lập tức nói ra, Lương Tả Ý, Tô Băng Xoáy, các ngươi hai cái này vạn nguyệt các kẻ phản bội, các ngươi quả thực là tội đáng muôn chết. Lý Băng Lam cũng quát lên, Tô Băng Xoáy, các ngươi cấu kết người ngoài đến đại náo vạn nguyệt các, để cho các ngươi cứ thế mà chết đi. Này đã coi như là tiện nghi các ngươi. Tiểu Bạch, Tô Băng Xoáy cùng Lương Tả Ý nhìn thấy không ngừng tới gần vòng xoáy màu đen, ba người bọn hắn trên mặt vẻ mặt cũng vi vi căng thẳng, mà Diệp Thần Phong ngược lại là cực kỳ trấn định tự nhiên, hắn đang nghe bóng đen nhân sau, hắn lập tức dùng lĩnh ngộ pháp tắc không gian cùng chỗ này không gian sinh ra một tia liên hệ. Tại hơn 10 cái màu đen vòng xoáy sắp tiếp cận Diệp Thần Phong thời điểm, khóe miệng của hắn hiện lên một vệt độ cong. Bàn tay hướng phía trước nhẹ nhàng đẩy một cái, trong không gian lập tức sinh ra một tia gợn sóng, trong miệng cười nói hẳn là ta xem các ngươi sau đó phải chết như thế nào chứ. Tại Diệp Thần Phong thủ trưởng đẩy ra ngoài trong nháy mắt, chỉ thấy cái kia hơn 10 cái vòng xoáy màu đen đột nhiên thay đổi phương hướng, từ từ hướng về Thạch Thiên Nhận, Nghiêm Tử Bình thản Lý Băng Lam Tịch Quyển Nhi đi. Điều này không khỏi làm Thạch Thiên Nhận ba người là sắc mặt kịch biến, nhưng này nơi không gian lại lớn như vậy. Hơn nữa ngoại trừ Diệp Thần Phong bên ngoài, những người khác ở nơi này đều không thể sử dụng linh khí, Thạch Thiên Nhận ba người nhìn xem bao phủ tới vòng xoáy màu đen, bọn hắn căn bản là muốn tránh cũng không được. Nguyên bản Thạch Thiên Nhận là đứng ở phía trước nhất, hắn đang nhìn đến hướng bên này kéo tới vòng xoáy màu đen sau, thân thể hắn lập tức lùi về sau, làm cho Lý Băng Lam đứng ở phía trước nhất,
mà Lý Băng Lam chả rơi vào ngây người bên trong đây. Kết quả, tại vòng xoáy màu đen chạm vào Lý Băng Lam thời điểm, Lý Băng Lam liền một tiếng hét thảm cũng chưa kịp phát ra, thân thể của nàng đã bị vòng xoáy màu đen lập tức cho cắn nát rồi. Hơi chút đứng sau một chút Nghiêm Tử Bình, hắn đang nhìn đến Lý Băng Lam trong nháy mắt được cắn nát sau đó hắn cũng gấp bận bịu lùi về sau, nhưng này hơn 10 cái vòng xoáy màu đen thành vây quanh hình dáng, đem Thạch Thiên Nhận cùng Nghiêm Tử Bình vây rồi. Đứng ở bên ngoài trên quảng trường Vạn Nguyệt các lão tổ Thạch Thiên Hồng cùng Thạch Thiên Nhận thê tử Phương Vũ Dung, bọn hắn nhìn xem to lớn màu đen vết xước đang chậm rãi một chút xíu rút nhỏ, đồng dạng bọn hắn cũng nhìn thấy Lý Băng Lam được trong nháy mắt cắn nát hình ảnh rồi. Tại tiếp tục như vậy Thạch Thiên Nhận cùng Nghiêm Tử Bình cũng là chắc chắn phải chết. Thạch Thiên Hồng trong cơ thể niết bàn cảnh nhất trọng thiên thật khí thế bão táp, hắn liên tiếp hướng về màu đen vết xước bên trong thi triển uy lực mạnh mẽ chiến kỹ, hắn muốn cách không đem Diệp Thần Phong cho đánh gục, đáng tiếc hắn linh khí vừa tiến vào trong không gian liền trong nháy mắt bị mẫn diệt rồi. Thạch Thiên Hồng cũng không dám tiến vào trong không gian, hắn biết nếu như mình tùy tiện tiến vào lời nói không chắc liền hắn cũng sẽ chết ở bên trong. Tiểu tử, sự tình chúng ta có thể chậm rãi thương lượng, chúng ta Vạn Nguyệt Các cùng ngươi không thù không oán, chỉ cần ngươi chịu trước tiên từ xé rách hư không hình thành trong không gian đi ra, lão phu ta có thể đối ngươi chuyện lúc trước chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thạch Thiên Hồng cố nén tức giận trong lòng nói ra, thân ở trong không gian Diệp Thần Phong, hắn đối với Thạch Thiên Hồng lời nói là xì mũi coi thường, hắn một mặt khinh thường nói, lão già, người hiện tại muốn cùng ta giảng đạo lý. Mới vừa ngươi không phải là chả làm trâu bò muốn siêu lấy trí nhớ của ta sao? Ngươi ngược lại là đến à? Ngươi lão già này tốt xấu cũng là đường đường niết bàn cảnh cao thủ chứ? Lẽ nào ngươi chính mình đã nói liền là đánh rắm? Hôm nay ngươi nếu như không đến siêu lấy trí nhớ của ta, ngươi chính là cháu của ta. Không, không, không được. Tại Diệp Thần Phong không có gì lo sợ lúc nói chuyện. Nghiêm Tử Bình cũng bị vòng xoáy màu đen cho quấy thành nát tan, bây giờ chỉ còn dư lại Thạch Thiên Nhận một người được hơn 10 cái vòng xoáy màu đen cho bao quanh rồi. Thạch Thiên Nhận đang nhìn đến Nghiêm Tử Bình cũng sau khi chết, hắn tông chủ phái đoàn biến mất rồi, trên mặt cuối cùng là lộ ra thất kinh biểu lộ rồi, hắn hướng về không gian bên ngoài quát, lão tổ, cứu ta. Thạch Thiên Hồng sắc mặt là lúc xanh lúc đỏ, hắn bàn tay gầy guộc thật chặt nắm thành quyền đầu, lớn tiếng quát lên, tiểu tử. Làm vẫn là người lưu một đường tốt. A, Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, nói ra các ngươi vừa vặn lưu cho ta một đường sao? Câu nói này hẳn là ta đối với các ngươi nói, các ngươi này hoàn toàn là tự thực ác quả. Lão già, không muốn phí lời rồi, muốn cứu người liền lập tức lăn tới đây, bằng không ta không muốn cùng ngươi nhiều tốn nước miếng rồi. Đứng sau lưng Diệp Thần Phong Lương Tả Ý. Hắn nhìn thấy Thạch Thiên Hồng căn bản không dám tiến vào chỗ này trong không gian đến, hắn cũng lập tức có tinh thần, quát lên, trả đường đường Vạn Nguyệt các lão tổ đây. Ta xem ngươi liền cái rắm cũng không bằng, ngươi lão đầu này lỗ tai điếc sao? Không nghe thiếu gia nhà ta lời nói, ngươi có dám hay không lăn tới đây? Thạch Thiên Hồng tức giận cả người run rẩy, hắn tốt xấu cũng là đường đường niết bàn cảnh cao thủ, lại bị thần niệm cảnh người không ngừng nhục mạ. Nhưng Thạch Thiên Hồng biết mình nhất định muốn nhẫn, nếu như bởi vì nhất thời kích động tiến vào trong không gian, hắn nhưng là đối pháp tắc không gian một chữ cũng không biết, nói không chắc có cực lớn có thể sẽ vẫn lạc trong đó. Trong không gian, hơn 10 cái vòng xoáy màu đen đã vô hạn tiếp cận Thạch Thiên Nhận rồi, Thạch Thiên Nhận thấy chính mình lão tổ cũng không dám đi vào, trong lòng của hắn là hoàn toàn tuyệt vọng, ánh mắt của hắn cầu khẩn nhìn xem Diệp Thần Phong, nói ra chỉ muốn các ngươi nguyện ý buông tha ta. Ta cái gì đều có thể đáp ứng các ngươi. Diệp Thần Phong đối với Thạch Thiên Nhận cầu xin tha thứ thở ơ không động lòng, hắn lạnh lẽo nói ra, Thạch Tông Chủ, ngươi vừa vặn không phải làm có khí thế sao? A, à, tứ phẩm Tông Môn Tông Chủ, trước khi chết còn không phải như con chó như thế. Tiếng nói rơi, thân thể nát tan, Thạch Thiên Nhận thân thể tại hơn 10 cái vòng xoáy màu đen giáp công dưới, liền một giây đều không có chịu đựng được. Tại đây nơi trong không gian cũng trong nháy mắt được quấy thành mảnh vỡ. Chương 1452, mới ra miệng sói, lại vào hang hổ. A hát, tiểu tử, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thạch Thiên Hồng chính là Thạch Thiên Nhận thái gia gia. Thạch Thiên Hồng nhìn thấy Thạch Thiên Nhận được trong nháy mắt quấy thành mảnh vỡ. Tâm tình của hắn là hoàn toàn không kiểm soát. Bên trong thân thể khí thế bàng bạc không ngừng tản ra.
Trên mặt đất dày nặng gạch xanh là một khối tiếp lấy một khối bạo liệt ra. Nhưng Thạch Thiên Hồng hay là không dám tiến vào màu đen vết xước trong không gian, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn màu đen vết xước từng điểm hoàn toàn khép lại, cuối cùng Diệp Thần Phong các loại người thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Thạch Thiên Hồng vị này niết bàn cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong cường giả, hắn lúc này là ở lật thuyền trong mương, hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Thần Phong thậm chí có xé rách hư không bản lĩnh. Trên mặt của hắn hiện lên một vẻ đau đớn, sát theo đó, trên mặt của hắn lại bị vô tận phẫn nộ cho lấp đầy. Nếu như biết Thạch Thiên Nhận không chỉ có là Thạch Thiên Hồng tầng tôn tử, vẫn là Vạn Nguyệt các hai đại tông chủ một trong, bản thân vừa có luân hồi cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ thực lực. Lại có thêm Nghiêm Tử Bình Thản Lý Băng Lam chính là Vạn Nguyệt các trẻ tuổi một đời bên trong thiên tài, mắt nhìn bọn họ hai cái tại gần 10 năm bên trong có thể đột phá đến tạo hóa cảnh rồi. Đột phá đến tạo hóa cảnh sau đó Nghiêm Tử Bình Thản Lý Băng Lam cũng coi như là có thể một mình chống đỡ một phương cường giả. Nhưng lần này không chỉ có Thạch Thiên Nhận chết rồi, liền ngay cả Nghiêm Tử Bình Thản Lý Băng Lam cũng đều chết hết. Đây đối với Vạn Nguyệt Các đả kích là phi thường to lớn. Sau này bằng vào Phương Vũ Dung một người tỏa trấn Vạn Nguyệt Các là không được, Thạch Thiên Hồng chỉ có thể tái xuất giang hồ rồi. Mưa Dung, người cho ta toàn lực siêu tìm hành tung của bọn họ, ta tuyệt đối không thể để Thiên Nhận chết vô ích. Thạch Thiên Hồng thanh âm âm trầm đối với bên cạnh Phương Vũ Dung nói ra. Phương Vũ Dung tuy rằng trong lời nói không có biểu hiện ra buồn phiền đến. Nhưng trên mặt nàng biểu lộ là tĩnh mịch một mảnh, cả người nhìn qua giống như một có không có cảm tình xác chết di động, xem ra chồng của nàng Thạch Thiên Nhận chết đi. Đối với của nàng đả kích là phi thường to lớn. Bất quá, nói cách khác, nếu không phải Thạch Thiên Nhận cùng Phương Vũ Dung đám người hùng hổ dọa người, cuối cùng cũng không phải là kết cục này thu tràng, Phương Vũ Dung đám người không có chút nào giá trị đến đáng thương, nếu như Diệp Thần Phong không cách nào xé rách hư không, e sợ Diệp Thần Phong cùng Tiểu Bạch bọn hắn đem đối mặt vô tận dằn vặt. Tại to lớn màu đen vết xước hoàn toàn khép lại sau. Diệp Thần Phong, Tiểu Bạch, Tô Băng Xoáy cùng Lương Tả Ý bốn người này. Trước mặt bọn họ duy nhất nguồn sáng cũng đã biến mất, ánh vào trong tầm mắt chính là đen kịt một màu. Hơn 10 cái vòng xoáy màu đen tại đem Thạch Thiên Nhận ba người toàn bộ nát tan sau. Này hơn 10 cái vòng xoáy màu đen tại bên trong vùng không gian này khắp nơi hoảng đãng lên. Cũng còn tốt Diệp Thần Phong có thể lợi dụng pháp tắc không gian đem các loại vòng xoáy màu đen cho bài xích ra ngoài, mà đứng sau lưng Diệp Thần Phong Tiểu Bạch ba người vẫn không có tỉnh táo lại rồi, đặc biệt là Tô Băng Xoáy cùng Lương Tả Ý, hai người bọn họ không nghĩ tới luân hồi cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ Thạch Thiên Nhận cứ thế mà chết đi. Hơn nữa thân là Vạn Nguyệt các lão tổ niết bàn cảnh cường giả Thạch Thiên Hồng dĩ nhiên bắt bọn họ một chút biện pháp cũng không có. Tại chính thức thoát ly nguy hiểm sau, Tiểu Bạch cũng không cường căng cứng. Trước đó của nàng Kính Hoa Thủy Nguyệt bị phá, thân thể của nàng bị cực kỳ kịch liệt phản phệ, trên mặt nàng vẻ mặt có phần uể oải, hỏi chủ nhân, chúng ta bây giờ yếu làm sao rời đi nơi này. Nghe vậy, Diệp Thần Phong lập tức ở trong lòng nói ra, lão Bạch, lão Hắc. Ta bây giờ nên làm gì? Bóng đen người Giang Vận Thiên nói ra, tiểu tử, muốn rời khỏi chả không đơn giản sao? Ngươi lại từ đầu hấp thu cái 170 khối linh thạch thượng phẩm. Tại đây nơi trong không gian tùy tiện tìm một chỗ xé rách hư không, ngươi là có thể rời đi nơi này rồi. Bất quá, ngươi rời đi nơi này sau, ngươi xuất hiện lần nữa địa phương có thể là khoảng cách Vạn Nguyệt các mấy ngàn dặm bên ngoài, cũng có khả năng là mấy vạn dặm bên ngoài rồi. Thậm chí là nơi càng xa xôi hơn, người xé rách hư không dựa vào chỉ là ngoại lực mà thôi, cho nên người không cách nào khống chế khoảng cách. Muốn rời khỏi nơi này liền cho ta nhanh chóng hấp thu linh thạch thượng phẩm, ta cùng lão Bạch sẽ tiếp tục giúp người đem năng lượng áp xúc tại bên trong đan điền. Diệp Thần Phong khi nghe đến bóng đen người Giang Vận Thiên như thế không chịu trách nhiệm sau, hắn là gương mặt tức giận, hắn ở trong lòng nói ra, lão Hắc, người đây không phải trêu chọc ta chứ. Liền khoảng cách cũng không cách nào khống chế, vạn nhất ta từ nơi này rời đi trực tiếp xuất hiện ở địa phương nguy hiểm làm sao bây giờ. Tiểu tử ngươi vận khí không phải luôn luôn rất tốt sao? Lại nói nếu như không xé rách hư không, như vậy ta cùng lão Bạch chỉ có thể bảo đảm một mình ngươi an toàn rời đi, tiểu tử ngươi hội nguyện ý không? Bóng đen người Giang Vận Thiên hồi đáp, Diệp Thần Phong biết bây giờ không phải là cùng lão Hắc tranh luận lúc. Vẫn là tranh thủ thời gian rời đi nơi này tuyệt vời, hắn đối với Tiểu Bạch các loại ba người nói, các người đứng sau lưng ta không nên đi loạn, ta muốn hấp thu một ít linh thạch sau mới có thể mang theo các ngươi rời đi.
Nói xong, không đợi Tiểu Bạch đám người trả lời, Diệp Thần Phong trên ngón tay chữ vật giới chỉ liền lấp lánh lên, mỗi lấp lánh một lần, Diệp Thần Phong trong tay sẽ xuất hiện một khối linh thạch thượng phẩm. Diệp Thần Phong nhanh chóng hấp thu linh thạch thượng phẩm bên trong năng lượng, sau đó, do Lão Bạch cùng Lão Hắc đem năng lượng dẫn vào đến bên trong đan điền của hắn, có lúc trước một lần kinh nghiệm sau, Diệp Thần Phong năng lực chịu đựng rõ ràng cho thấy tăng cường. Diệp Thần Phong cực kỳ nhanh chóng hấp thu một khối lại một khối linh thạch thượng phẩm bên trong cuồng bạo năng lượng không ngừng áp xúc tại bên trong đan điền của hắn. Loại này đan điền phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ được căng nứt cảm giác không phải người bình thường có thể thừa nhận được, Diệp Thần Phong trong miệng cắn răng thật chặt răng, phải biết trên người hắn cũng bị thương không nhẹ, nếu không phải là hắn nhục thân cường độ được cải tạo, chỉ sợ hắn bây giờ thân thể đã sớm không chịu nổi. Đang hấp thu 170 khối linh thạch thượng phẩm sau, Diệp Thần Phong trên mặt biểu lộ lần thứ hai khôi phục dữ tợn, trong cơ thể hắn lĩnh ngộ pháp tắc không gian vận chuyển, hai tay đột nhiên ở phía trước chính mình dùng sức xé một cái kéo, một vệt ánh sáng sáng lập tức xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Sau đó, đạo này ánh sáng đang từ từ trở nên mãnh liệt lên, tại Diệp Thần Phong xuất hiện trước mặt một lỗ hổng khổng lồ. Tại đây đạo cự đại vết xước xuất hiện trong nháy mắt, liền có nhất cổ lực đẩy đem Diệp Thần Phong cùng Tiểu Bạch bọn bốn người trực tiếp đẩy đi ra. Tại từ cái kia đạo lỗ to lớn bên trong sau khi đi ra, Diệp Thần Phong trong lòng thật có một loại xúc động mà chửi thề. Chỉ vì này đạo lỗ to lớn dĩ nhiên là tại giữa không trung. Bây giờ Diệp Thần Phong bọn bốn người thân ảnh đang nhanh chóng hạ thấp, Diệp Thần Phong vừa vặn muốn sử dụng tới linh khí vũ dực, bất quá, Tiểu Bạch chính là luân hồi cảnh cường giả, người có thể ở trên bầu trời phi hành, người trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Thần Phong bên cạnh, người đem Diệp Thần Phong một cái kéo vào trong lồng ngực. Sau đó, Tiểu Bạch lại thuận tay kéo một cái tô băng xoáy, về phần Lương Tả Ý hạ xuống tốc độ là nhanh nhất, tại Tiểu Bạch ôm Diệp Thần Phong cùng kéo tô băng xoáy thời điểm, Lương Tả Ý đã hạ xuống không còn hình bóng. Tiểu Bạch sắc mặt tái nhợt một mảnh, nàng là miễn cưỡng mang theo Diệp Thần Phong cùng tô băng xoáy ở trên bầu trời phi hành, Tiểu Bạch tại mang theo Diệp Thần Phong cùng tô băng xoáy không ngừng hạ thấp sau, Diệp Thần Phong nhìn thấy chính mình dưới đáy dĩ nhiên là một mảnh đại dương màu xanh lam. Tại trên đại dương còn có một chiếc cực kỳ xa hoa thuyền lớn. Diệp Thần Phong nói ra, Tiểu Bạch, chúng ta trước tiên ở chiếc thuyền kia thượng dừng lại đi. Diệp Thần Phong cảm giác được Lương Tả Ý hẳn là lọt vào chiếc thuyền kia lên, vừa vặn Diệp Thần Phong cũng không kịp kéo một cái Lương Tả Ý rồi, huống hồ này biển rộng mênh mông, Tiểu Bạch cùng hắn đều bị trọng thương, nhất định muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi. Thiếu gia, ta từ cao như vậy địa phương té xuống dĩ nhiên không có chuyện gì. Hơn nữa tại sao ta cảm giác giống như là ngã ở một khối trên bông. Lương Tả Ý đang nhìn đến Tiểu Bạch mang theo Diệp Thần Phong cùng tô băng xoáy rơi xuống trên thuyền sau, hắn lập tức mở miệng nói ra. Mà Diệp Thần Phong là mặt cười khổ, nói ra, Tiểu Lương Tử, ngươi nhanh chóng đứng lên cho ta, ngươi sẽ không phải trực tiếp đè chết một người chứ. Nghe vậy, Lương Tả Ý nhìn xem dưới thân của chính mình, hắn nhìn thấy có một cái hơn 20 tuổi thanh niên bị hắn đặt ở phía dưới. Chẳng trách từ cao như vậy địa phương té xuống, hắn hội một chút chuyện cũng không có, thế là, Lương Tả Ý lập tức đứng lên. Diệp Thần Phong bọn hắn đứng địa phương chính là thuyền lớn tầng thứ 3 bong tàu, làm Lương Tả Ý vừa vặn đứng lúc thức dậy, từ bên trong khoang thuyền lập tức đã tuôn ra mười mấy cái người, cầm đầu một người trung niên nam nhân rõ ràng là luân hồi cảnh tam trọng thiên đỉnh phong cường giả, hắn đang nhìn đến nằm ở trên bong thuyền không nhúc nhích thanh niên sau, hắn lập tức tức giận quát lên, các ngươi là người nào? Là ai phái các ngươi tới? Diệp Thần Phong cảm thụ tên này đàn ông trung niên thực lực, bây giờ trên bong thuyền một tên thanh niên được Lương Tả Ý cho trực tiếp đè chết, hiện tại bọn hắn căn bản là trăm miệng cũng không thể bào chữa rồi, mà trước mặt đàn ông trung niên thực lực lại tại luân hồi cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, chẳng lẽ nói bọn hắn mới ra miệng sói, lại muốn đi vào hang hổ. Chương 1453, ngươi chỉ có một tháng mệnh. Biển rộng mênh mông bên trên. Một chiếc tạo hình cực kỳ xa hoa thuyền lớn tại trên mặt biển vững vàng hành xử. Chiếc thuyền lớn này tổng cộng có tầng 3, hơn nữa thân thuyền là dùng một loại đặc thù tài liệu chế tác mà thành. Chiếc thuyền này chính là thứ thiệt thượng phẩm linh khí, có thể có được to lớn như vậy thượng phẩm linh khí. Trên chiếc thuyền này người bối cảnh khẳng định cực kỳ không bình thường. Ở này chiếc xa hoa trên thuyền lớn có một cái cột cờ, tại trên lá cờ vẽ ra một đóa màu trắng vân. Nếu như địa huyền giới người nhìn thấy cây này cột cờ lời nói. Bọn hắn nhất định có thể một mắt nhận ra này chính là tam phẩm tông môn Vân Tiên Tông tiêu chí.
Ở này chiếc cực kỳ xa hoa thuyền lớn tầng thứ 3 trên bong thuyền, vừa vặn Vân Tiên Tông con trai của tông chủ Tả Phi Bạch, hắn đang tại trên bong thuyền một mình nhìn xem biển rộng, ai biết Lương Tả Ý đột nhiên từ trên không trung rơi xuống. Này Tả Phi Bạch mặc dù có tạo hóa cảnh nhất trọng thiên thực lực, thế nhưng ai sẽ nghĩ tới giữa bầu trời đột nhiên hội mất người kế tiếp tới. Cho nên, Tả Phi Bạch cho dù có tạo hóa cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ thực lực, hắn cũng hơi có chút lăng thần, chính là cái này ngây người công phu, hắn liền cực kỳ bất hạnh được Lương Tả Ý thân thể cho đập chúng. Giờ khắc này, thuyền lớn tầng thứ 3 trên bong thuyền bầu không khí có phần nghiêm nghị. Từ bên trong khoang thuyền tuôn ra mười mấy cái người, cầm đầu tên kia luân hồi cảnh tam trọng thiên đỉnh phong đàn ông trung niên, tên của hắn gọi là Hà Mãn Dương, hắn mặc trên người một bộ trường sam màu trắng, dáng dấp ngược lại là nhìn qua vô cùng nho nhã, nhưng hắn bây giờ sắc mặt lại là băng lạnh tới cực điểm, ánh mắt như ngừng lại Diệp Thần Phong bọn bốn người trên người, e sợ chỉ cần Diệp Thần Phong bọn bốn người hơi động, Hà Mãn Dương liền sẽ không chút do dự đem bọn hắn cho đánh giết. Hà Mãn Dương ở bề ngoài không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trong thân thể của hắn đã tụ tập nhất cổ khí thế. Bất cứ lúc nào chờ đợi bạo phát, mà đứng tại Hà Mãn Dương sau lưng 9 người, thực lực của bọn họ thuần một sắc đều tại tạo hóa cảnh tầng thứ, một tên trong đó tạo hóa cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ lão đầu. Hắn đi tới vừa vặn được Lương Tả Ý ép dưới thân thể Tả Phi Bạch bên cạnh. Hắn cảm ứng một thoáng Tả Phi Bạch khí tức sau, miệng hắn bên trong là sâu đậm nôn thở ra một hơi, nói ra thiếu chủ không có chuyện gì, hắn chỉ là tạm thời ngất đi. Sau đó, tên này tạo hóa cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ lão đầu, ngón tay của hắn điểm trúng Tả Phi Bạch trên người hai nơi huyệt đạo. Khụ khụ khặc, một trận ho sặc sụa âm thanh tại tầng thứ 3 trên bong thuyền vang vọng ra. Tả Phi Bạch từ từ mở mắt ra, này Tả Phi Bạch dáng dấp thật cũng không kém. Vẻn vẹn nhìn hắn trang điểm. Này Tả Phi Bạch liền có một bộ công tử ca phái đoàn rồi. Một bên Diệp Thần Phong tại cảm giác được Hà Mãn Dương có luân hồi cảnh tam trọng thiên đỉnh phong thực lực, hắn lại cảm thấy đến Hà Mãn Dương sau lưng 9 người thuần một sắc đều là tạo hóa cảnh thực lực. Này làm cho Diệp Thần Phong trong lòng nghiêm nghị là càng lúc càng kịch liệt rồi, cũng còn tốt chính là được Lương Tả Ý cho rằng cái đệm Tả Phi Bạch không có chết. Bằng không chuyện này chả thật không có đường sống vẹn toàn rồi. Lương Tả Ý cùng Tô Băng xoáy ánh mắt nhìn đã đến trên thuyền cái kia theo gió đong đưa cột cờ rồi. Bọn hắn đang nhìn đến trên lá cờ một đóa bạch vân đồ án sau, hai người bọn họ không khỏi thay đổi sắc mặt, hai người bọn họ thân là nguyên bản tứ phẩm tông môn Vạn Nguyệt Các đệ tử, bọn hắn đương nhiên là nhận ra Vân Tiên Tông tiêu chí. Lương Tả Ý tại Diệp Thần Phong bên cạnh thấp giọng ấp a ấp úng nói ra, thiếu gia, trên chiếc thuyền này là Vân Tiên Tông người. Hơn nữa vừa vặn bọn hắn xưng hô được ta đập chúng người vì thiếu chủ, như vậy hắn chẳng phải là Vân Tiên Tông con trai của tông chủ. Này Vân Tiên Tông nhưng là thứ thiệt tam phẩm tông môn, thế lực cùng nội tình so với Vạn Nguyệt Các không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần đây. Diệp Thần Phong khi nghe đến Lương Tả Ý lời nói sau. Hắn mở miệng nói ra, tiểu lương tử, cũng coi như ngươi số may. Nếu như ngươi thật sự đập chết Vân Tiên Tông thiếu chủ. Sợ là chúng ta bốn người hôm nay muốn rời khỏi nơi này là hầu như không thể nào. Tại Diệp Thần Phong lúc nói chuyện, từ hôn mê tỉnh lại Tả Phi Bạch, trong đầu hắn loáng thoáng nhớ tới hôn mê chuyện lúc trước, sắc mặt của hắn lập tức trở nên khó coi, hắn êm đẹp tại trên bong thuyền nhìn xem biển rộng, dĩ nhiên hội đen đuổi bị một người cho đập chúng. Cũng may Tả Phi Bạch thân là Vân Tiên Tông thiếu chủ, hắn mặc trên người một cái hạ phẩm linh khí giáp bảo vệ. Lúc này mới sẽ khiến cho hắn một chút chuyện cũng không có. Vừa nãy là tên khốn kiếp kia đập chúng bổn thiếu chủ. Tả Phi Bạch trong miệng khó chịu ồn ào, hắn ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong cùng Tiểu Bạch bọn bốn người. Luân hồi cảnh tam trọng thiên đỉnh phong Hà Mãn Dương, hắn liếc nhìn Tả Phi Bạch, đang xác định Tả Phi Bạch thật sự không có chuyện gì sau đó trong lòng của hắn lửa giận không khỏi ít đi mấy phần. Bất quá, hắn vẫn là chất vấn các ngươi cho rằng không mở miệng liền hết chuyện sao. Nói, rốt cuộc là ai phái các ngươi tới? Nếu như các ngươi không muốn mở miệng, như vậy các ngươi liền cả đời cũng không nên mở miệng. Hà Thúc, mấy tên này vừa nhìn liền không phải là cái gì người tốt, để cho ta tới động thủ xử lý bọn hắn. Tả Phi Bạch trong đầu còn có chút hôn mê đây. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn đối Diệp Thần Phong đám người động thủ. Hà Mãn Dương liếc nhìn Tiểu Bạch, hắn sau đó đối với Tả Phi Bạch, nói ra, Phi Bạch. Lẽ nào ngươi không có cảm giác đến đối phương cũng có luân hồi cảnh cao thủ sao? Nghe vậy,
Tả Phi Bạch này mới cảm giác được Tiểu Bạch cũng đang luân hồi cảnh tầng thứ, mà Diệp Thần Phong biết lại không mở miệng, đối phương thật sự nếu không có kiên nhẫn, hắn vội vàng nói, thật không tiện, lần này là của chúng ta sai, chúng ta là từ trong truyền tống trận được truyền tống đến đây, có thể là truyền tống trận xuất một vài vấn đề, chẳng những không có đem chúng ta truyền đến chúng ta địa phương muốn đi, lại còn đem chúng ta truyền tống đến giữa không trung, cho nên mới xảy ra vừa vặn ý bên ngoài. Diệp Thần Phong tùy tiện tìm một cái lý do, hắn cũng không phải là một cái không giảng đạo lý người, dù sao vừa vặn đích thật là Lương Tả Ý đập chúng Tả Phi Bạch, hắn biểu thị một ít áy náy cũng là hợp tình hợp lý. Tả Phi Bạch trong xương rõ ràng cho thấy mang theo nhất cổ công tử bột khí tức, hắn bĩu môi, nói ra các ngươi cho rằng lời nói thật không tiện liền hết chuyện sao. Ta Tả Phi Bạch cứ như vậy được các ngươi cho trắng nện. Vậy chúng ta Vân Tiên Tông uy nghiêm ở đâu? Vừa vặn đập chúng người của ta nhất định phải chết, còn có mặt khác ba người cũng nhất định muốn tiến vào chúng ta Vân Tiên Tông làm 10 năm tạp dịch. Lương Tả Ý khi nghe đến Tả Phi Bạch lời nói sau, hắn một mặt cầu khẩn nhìn xem Diệp Thần Phong, hắn chỉ lo Diệp Thần Phong thật sự bỏ lại hắn. Diệp Thần Phong lông mày là nhíu lại, trước tiên không nói Lương Tả Ý chết sống, yếu hắn tiến vào Vân Tiên Tông đi làm tạp dịch. Đây căn bản là không thể nào. Dưới cái nhìn của hắn này Tả Phi Bạch hoàn toàn là khinh người quá đáng rồi, nhưng bây giờ Tiểu Bạch cùng hắn đều bị trọng thương, chỉ dựa vào Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy lời nói, một khi song phương nổi lên xung đột, bốn người bọn họ là chắc chắn phải chết. Luân hồi cảnh tam trọng thiên đỉnh phong Hà Mãn Dương, hắn băng gương mặt lạnh lùng, lãnh đạm nói các ngươi nghe rõ ràng Phi Bạch lời nói sao. Chiếu vào Phi Bạch lời nói đi làm, bằng không bốn người các ngươi hiện tại liền sẽ toàn bộ mất mạng. Diệp Thần Phong hai cái lông mày đều phải vặn ở cùng một chỗ, lẽ nào thật sự nếu không quản Lương Tả Ý tính mạng. Khoảng thời gian này Lương Tả Ý biểu hiện vô cùng tốt, này làm cho Diệp Thần Phong không thể ngoan tâm đến bỏ lại Lương Tả Ý. Lần sau Diệp Thần Phong trong xương cũng là cực kỳ ngạo khí người, muốn cho hắn cúi đầu hầu như là không thể nào. Các ngươi cãi lộn làm gì? Chả có hay không cho lão đầu tử ta nghỉ ngơi? Một tên tóc hoa râm đã có tuổi lão đầu từ trong khoang thuyền chậm rãi đi ra, lão đầu này trên người không có một tia khí thế có thể nói, nếu như ngươi muốn cho rằng lão đầu này phi thường phổ thông lời nói, như vậy liền 10 phần sai rồi, lão đầu này cho người một loại cùng thiên nhiên dung hợp cảm giác. Lão đầu này chính là Vân Tiên Tông Thái Thượng Trưởng lão Tả Đức Nguyên, hắn đồng dạng cũng là Tả Phi Bạch ra, một thân thực lực tại Niết Bàn cảnh tam trọng thiên trung kỳ tầng thứ. Lấy Tả Đức Nguyên thực lực, hắn tại bên trong khoang thuyền liền đem chuyện bên ngoài hiểu rõ nhất thanh nhị sở, mà Hà Mãn Dương hòa Tả Phi Bạch bọn người ở tại nhìn thấy Tả Đức Nguyên sau, bọn hắn từng cái vẻ mặt lập tức trở nên cung kính. Tả Đức Nguyên phất phất tay, sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong đám người, hắn nhìn ra được Diệp Thần Phong đám người không giống như là đang nói dối, hắn nói ra, mà thôi, chuyện ngày hôm nay coi như xong, bất quá. Bốn người các ngươi cũng không cần muốn để cho chúng ta chiêu đãi các ngươi rồi, các ngươi lập tức rời thuyền đi thôi. Nguyên bản tại Tả Đức Nguyên vị này Niết Bàn cảnh tam trọng thiên trung kỳ cao thủ sau khi xuất hiện, Lương Tả Ý đám người cơ hồ là rơi vào tuyệt vọng, lần sau lại nghe được Tả Đức Nguyên dĩ nhiên không truy cứu chuyện ngày hôm nay rồi, này làm cho Lương Tả Ý đám người là mừng rỡ, Diệp Thần Phong cũng đúng ông lão này có một chút hảo cảm. Tại đây biển rộng mênh mông thượng, bốn phía liền một mảnh nghỉ ngơi hòn đảo cũng không có, Diệp Thần Phong cùng Tiểu Bạch đều bị thương, bọn hắn cần phải có một chỗ nghỉ, nhưng mà bóng trắng người đột nhiên tại Diệp Thần Phong trong đầu nói ra một câu, Diệp Thần Phong đang nghe xong câu nói này sau, hắn biến đổi sắc mặt sau một lúc, hắn chỉ vào Tả Đức Nguyên nói ra, lão tiền bối, ngươi chỉ có một tháng mệnh. Chương 1454, động thủ hóa giải kịch độc. Vân Tiên Tông thiếu chủ Tả Phi Bạch. Trong lòng của hắn đang khó chịu lão tổ tông cứ như vậy buông tha Diệp Thần Phong đám người, nhưng hắn cũng không dám chống đối lão tổ tông nói. Nhưng Diệp Thần Phong đột nhiên chỉ vào hắn lão tổ tông Tả Đức Nguyên nói ngươi chỉ có một tháng mệnh, này làm cho Tả Phi Bạch trong lòng lửa giận là hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Phải biết Tả Đức Nguyên chính là Vân Tiên Tông Thái Thượng Trưởng lão, cũng là Vân Tiên trong tông thực lực cường hãn nhất một người, nếu như Vân Tiên Tông không có Tả Đức Nguyên lời nói. Như vậy Vân Tiên Tông thực lực e sợ hội giảm nhiều, Tả Phi Bạch làm sao có thể khoan dung Diệp Thần Phong nguyền rủa hắn lão tổ tông. Ở đây 9 tên tạo hóa cảnh cường giả, bọn hắn từng cái cũng là trợn mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong,
hận không thể trực tiếp đem Diệp Thần Phong cho một cái tát đập chết rồi. Vân Tiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão há lại là chỉ là một cái thần niệm cảnh tiểu tử có thể nguyền rủa. Mà luân hồi cảnh Hà Mãn Dương khi nghe đến Diệp Thần Phong lời nói sau, hắn trong con ngươi vẻ mặt hơi đổi, về phần niết bàn cảnh tam trọng thiên trung kỳ Tả Đức Nguyên, tâm tình của hắn cũng nhấc lên một tia gợn sóng, niết bàn cảnh thật khí thế mơ hồ từ trên người hắn tràn ra ngoài. Nguyên bản thở phào nhẹ nhõm Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy, bọn hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong chỉ vào niết bàn cảnh cường giả mũi nói đối phương sống không qua một tháng, này để cho bọn họ một viên trái tim trong nháy mắt thoát lên tới cổ họng, hai người bọn họ không biết Diệp Thần Phong đây cũng là hát cái nào vừa ra. Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy biết Diệp Thần Phong xé rách hư không yêu cầu lấy hấp thu linh thạch làm chuẩn bị, bây giờ căn bản không có cho Diệp Thần Phong làm thời gian chuẩn bị, cho nên, lúc này yếu là đối phương động thủ, bốn người bọn họ tuyệt đối là không trốn khỏi. Lương Tả Ý cảm thụ từ trên người Tả Đức Nguyên tràn ra khí thế cường hãn, hắn trên trán không khỏi là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nói ra, thiếu gia, ngươi đây là... Tiểu Bạch tuy rằng bị nội thương nghiêm trọng, nhưng nàng là nghĩa vô phản cố đi lên một bước, mơ hồ đem Diệp Thần Phong bảo vệ ở phía sau. Tại Tiểu Bạch trong mắt bất luận bất cứ lúc nào, nàng đều phải bảo vệ tốt chủ nhân của nàng Diệp Thần Phong. Tiểu tử, ngươi lại dám nguyền rủa ta Tả Phi Bạch lão tổ tông. Ta xem ngươi mới là sống không quá hôm nay, xem ta Tả Phi Bạch đến tự mình muốn mạng của ngươi. Tả Phi Bạch trên người tạo hóa cảnh nhất trọng thiên thật khí thế tuôn ra. Diệp Thần Phong là một mặt chấn định, nhưng trong lòng của hắn là không bình tĩnh a hát. Hắn không để ý đến Tả Phi Bạch, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Tả Đức Nguyên, tiếp tục nói, ngươi chỉ có một tháng mệnh. Diệp Thần Phong mở miệng lần nữa, đứng ở Tả Đức Nguyên bên cạnh luân hồi cảnh cường giả Hà Mãn Dương, sắc mặt của hắn trở nên càng thêm khó coi, trên mặt hắn lạnh lẽo vẻ mặt cũng đã biến mất. Thay vào đó là một vệt sát ý, chất vấn, rốt cuộc là ai phái các ngươi tới. Diệp Thần Phong lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói, độc tố sâu tận xương tủy, đáng tiếc a hát. Thực sự là đáng tiếc, đường đường niết bàn cảnh tam trọng thiên trung kỳ cao thủ. Dĩ nhiên chỉ còn dư lại ngăn ngắn một tháng mệnh. Vừa vặn bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh nói với Diệp Thần Phong qua. Này Tả Đức Nguyên trong cơ thể chúng kịch độc, hơn nữa loại kịch độc này không phải bình thường giải độc đan có thể hóa giải, căn cứ bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh cảm ứng. Loại độc tố này tại Tả Đức Nguyên trong cơ thể ít nhất có 50 năm rồi, mà Diệp Thần Phong trong cơ thể thần huyết đó là có thể đủ giải bách độc, chỉ cần Diệp Thần Phong nguyện ý là hắn có thể đủ hóa giải Tả Đức Nguyên kịch độc trong cơ thể. Diệp Thần Phong đối Tả Đức Nguyên lão đầu này vẫn còn có chút hảo cảm, lần sau Diệp Thần Phong bọn hắn yêu cầu một chỗ nghỉ. Tại biển rộng mênh mông thượng chỉ có như thế một chiếc thuyền, cho nên Diệp Thần Phong muốn lưu lại dưỡng thương. Biện pháp tốt nhất chính là đem Tả Đức Nguyên độc hóa giải. Tiểu tử, ngươi không nên ở chỗ này thúi lắm. Tả Phi Bạch là phẫn nộ tới cực điểm, mà khi thân ảnh của hắn chỗ sung yếu hướng về Diệp Thần Phong thời điểm, Tả Đức Nguyên tay áo bảo nhẹ nhàng vung lên, Tả Phi Bạch liền phát xuất hiện thân thể của mình không cách nào nhúc nhích, này làm cho Tả Phi Bạch một mặt nghi ngờ hỏi, lão tổ tông, ngài đây là... Tả Đức Nguyên cười ha hả nhìn xem Diệp Thần Phong, hỏi tiểu huynh đệ. Ngươi hiểu y thuật. Lẽ nào ngươi là luyện dược sư sao? Luân hồi cảnh Hà Mãn Dương, hắn đối với Tả Đức Nguyên, nói ra, sư phụ, tiểu tử này có gì đó quái lạ, nói không chắc là có người phái tới. Này Hà Mãn Dương chính là Tả Đức Nguyên một tay nuôi lớn, Hà Mãn Dương một thân thực lực cũng là Tả Đức Nguyên truyền thụ, nguyên bản lấy Hà Mãn Dương thực đủ sức để tại Vân Tiên trong tông trở thành một nêm hạng nội môn trưởng lão rồi. Bất quá! Này Hà Mãn Dương lại một lòng cùng ở Tả Đức Nguyên bên cạnh, Hà Mãn Dương có thể nói là coi Tả Đức Nguyên là làm là của mình tái sinh phụ mẫu rồi. Này Tả Đức Nguyên đích thật là chúng kịch độc, chuyện này tại toàn bộ Vân Tiên Tông ngoại trừ Hà Mãn Dương biết ra, cũng chỉ có Vân Tiên Tông xuất hiện làm tông chủ biết rồi. Tả Đức Nguyên kịch độc trong cơ thể chính là hắn 50 năm trước tiến vào một chỗ trong di tích, nhưng kia nơi di tích trong không khí lại tràn đầy kịch độc. Loại kia kịch độc liền ngay cả niết bàn cảnh cường giả cũng không cách nào chống đỡ. Từ trong di tích đi ra sau, Tả Đức Nguyên liền thân hoạn kịch độc, Tả Đức Nguyên cũng đi qua linh dược cốc, tại linh dược cốc trung phẩm cấp cao nhất cũng chỉ là tứ phẩm luyện dược sư mà thôi, tên kia tứ phẩm luyện dược sư cách mỗi 5 năm đều sẽ giúp Tả Đức Nguyên luyện chế một viên cực kỳ đặc thù giải độc đan, một viên giải độc đan có thể đem Tả Đức Nguyên trong cơ thể độc tố áp chế 5 năm.
Thế nhưng, 50 năm trôi qua rồi, Tả Đức Nguyên hãy tìm không tới hóa giải thể nội độc tố phương pháp xử lý, mà phục dụng nhiều năm như vậy giải độc đan, này làm cho độc tố trong cơ thể của hắn đối giải độc đan sinh ra sức miễn dịch. Bây giờ giải độc đan cũng không cách nào áp chế Tả Đức Nguyên trong cơ thể độc tố rồi. Chính như Diệp Thần Phong chỗ nói, nếu như Tả Đức Nguyên trong cơ thể độc tố lại không hóa giải, này Tả Đức Nguyên xác thực chỉ còn tháng sau mệnh có thể sống rồi. Tả Đức Nguyên đối với Hà Mãn Dương khoát tay áo một cái, nói ra, Đầy Dương, ta chuyện bị trúng độc chỉ có ngươi, Vân Tiên Tông xuất hiện làm tông chủ, còn có liền là linh dược cốc tên kia tứ phẩm luyện dược sư biết rồi, tên kia tứ phẩm luyện dược sư tuyệt đối sẽ không đem ta chuyện bị trúng độc nói cho những người khác, cho nên trước mặt vị tiểu huynh đệ này hẳn là nhìn ra thân thể ta dị thường. Một bên thân thể tạm thời không cách nào nhúc nhích Tả Phi Bạch, hắn khi nghe đến Tả Đức Nguyên lời nói sau, tâm tình của hắn lập tức không ổn định mà đến lên, nói ra, lão tổ tông, ngài đang nói cái gì? Lẽ nào ngài thật sự trúng độc sao? Lẽ nào ngài thật sự chỉ có một tháng mệnh? Cái này không thể nào. Chu vi 9 tên tạo hóa cảnh cường giả, bọn hắn cũng không muốn tin tưởng chuyện này, Tả Đức Nguyên đối với Vân Tiên Tông tới nói ý nghĩa trọng đại, nếu như Tả Đức Nguyên thật sự chỉ còn tháng sau mệnh, như vậy đây đối với Vân Tiên Tông chính là một cái đả kích khổng lồ. Tả Đức Nguyên cũng không muốn giấu giếm nữa rồi, hắn nói ra, Phi Bạch, ta đích xác trúng kịch độc, cũng xác thực chỉ còn tháng sau mệnh, ta đã được trọn vẹn hành hạ hơn 50 năm, hay là vậy cũng là một loại giải thoát đi. Diệp Thần Phong đang nhìn đến bóng trắng người suy đoán một chút cũng không sai sau, trong lòng của hắn là càng thêm yên tâm, hắn nói ra, lão tiền bối, ta có thể hóa giải ngươi trong cơ thể độc tố, chỉ là ngươi thả hay là không thả tâm để cho ta động thủ. Diệp Thần Phong lời này vừa nói ra, đầu tiên luân hồi cảnh cường giả Hà Mãn Dương, trên mặt hắn trong nháy mắt được lửa giận cho lấp đầy, quát lên, tiểu tử, ngươi nói ngươi có thể hóa giải sư phụ ta kịch độc trong cơ thể. Ngươi chẳng lẽ là luyện dược sư không được sao? Liền ngay cả linh dược cốc tứ phẩm luyện dược sư đều nắm sư phụ ta kịch độc trong cơ thể không có cách nào. Diệp Thần Phong bình thản liếc mắt nhìn Hà Mãn Dương, vừa liếc nhìn Tả Đức Nguyên. Hắn muốn xuất thủ hóa giải Tả Đức Nguyên trong cơ thể độc tố, cuối cùng nguyên nhân là vừa vặn Tả Đức Nguyên trực tiếp thả bọn họ đi rồi, không có yếu truy cứu trách nhiệm ý tứ, điểm này để Diệp Thần Phong đối Tả Đức Nguyên có hảo cảm, điểm này mới là Diệp Thần Phong dự định ra tay cứu trị Tả Đức Nguyên nguyên nhân lớn nhất. Nếu như đối phương không cảm kích lời nói, như vậy Diệp Thần Phong cũng sẽ không mặt nóng đi dán vào mông lạnh, dù sao Diệp Thần Phong bọn hắn tuy rằng yêu cầu một cái dưỡng thương địa phương. Thế nhưng lấy thực lực của bọn họ phiêu bạt tại trên mặt biển cũng sẽ không chết. Ta nguyện ý xuất thủ cứu người, chỉ là vị này lão tiền bối tính khí thập phần đối khẩu vị của ta, các người đã không tin ta, như vậy ta cũng không cần tự chuốc nhục nhã rồi. Nói xong, Diệp Thần Phong liền muốn lôi kéo Tiểu Bạch nhảy xuống thuyền. Mà lúc này đây, Tả Đức Nguyên lại lên tiếng, Tiểu huynh đệ, ngươi chậm đã, ta Tả Đức Nguyên nguyện ý cho ngươi động thủ. Hơn nữa mặc kệ ngươi có thể hay không hóa giải ta kịch độc trong cơ thể, ta cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Diệp Thần Phong nghe được Tả Đức Nguyên thập phần lời lẽ khách khí sau, dưới chân hắn bước chân hơi hơi dừng một chút, hắn gật gật đầu, nói ra, được, lão tiền bối, ngươi đã mở miệng, như vậy ta liền động thủ giúp ngươi hóa giải trong cơ thể độc tố, vẫn là lão tiền bối ngươi so sánh thật tinh mắt. Chương 1455, xong, triệt để xong. Sư phụ, ngài phải hay không suy nghĩ một chút nữa? Ngài trong cơ thể độc tố liền tứ phẩm luyện dược sư luyện chế đan dược đều không thể hóa giải, tiểu tử này vừa nhìn liền biết mới hơn 20 tuổi, hắn làm sao có khả năng so với tứ phẩm luyện dược sư còn lợi hại hơn? Luân hồi cảnh tam trọng thiên cường giả đỉnh cao Hà Mãn Dương khuyên can nói. Nguyên bản thân thể không cách nào nhúc nhích Tả Phi Bạch, hắn cũng chậm chậm khôi phục năng lực hoạt động. Trước hắn nhưng cũng không biết mình lão tổ tông thân hoạn kịch độc sự tình, trước mắt trên mặt hắn mơ hồ hiện lên bi thương vẻ, hắn trợn mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, hắn có thể không tin tưởng Diệp Thần Phong có thể mở ra hắn lão tổ tông trên người kịch độc. Vừa đến Diệp Thần Phong mới chỉ là thần niệm cảnh nhị trọng thiên trung kỳ thực lực, bực này thực lực dùng cái gì để Tả Phi Bạch tin phục. Thứ hai liền ngay cả tứ phẩm luyện dược sư đều bắt hắn lão tổ tông kịch độc trong cơ thể không có cách nào. Tứ phẩm luyện dược sư chính là địa huyền giới luyện dược sư bên trong nhân vật hàng đầu rồi, Diệp Thần Phong này mao đầu tiểu tử làm sao có thể sẽ so với tứ phẩm luyện dược sư trả châu bò. Tiểu tử, nếu như ngươi bây giờ lập tức rời đi,
như vậy ta Tả Phi Bạch có thể không truy cứu chuyện vừa rồi, ngươi cho là mình là cái thá gì? Vạn nhất được ngươi lung tung một làm sau đó ta lão tổ tông kịch độc trong cơ thể khuếch tán càng thêm lợi hại làm sao bây giờ? Tả Phi Bạch bàn tay thật chặt nắm thành quyền đầu, hắn là dù như thế nào cũng không tin Diệp Thần Phong. Lão tổ tông, chúng ta sẽ vì ngài đi tìm biện pháp giải độc, ngài không thể tin tưởng một cái mới hơn 20 tuổi tiểu tử A Hát. Lão tổ tông, ngài là chúng ta Vân Tiên Tông Trấn Tông Thạch A Hát. Nếu như ngài có cái gì bất ngờ, như vậy ngài muốn chúng ta Vân Tiên Tông làm sao bây giờ? Ở đây mặt khác 9 tên tạo hóa cảnh cường giả cũng dồn dập mở miệng, mà niết bàn cảnh tam trọng thiên trung kỳ Tả Đức Nguyên. Hắn giả vờ tức giận nói, làm sao? Lẽ nào Vân Tiên Tông không có lão đầu tử ta liền sẽ sụp đổ mất sao? Các ngươi mỗi một cái đều là không biết tiến thủ, lão đầu tử ta một ngày nào đó sẽ đi Diêm Vương Điện Thượng báo cáo, các ngươi muốn để Vân Tiên Tông vĩnh viễn cường thịnh đi xuống. Các ngươi liền cho ta nỗ lực tu luyện. Tả Đức Nguyên tại vi vi dừng lại một chút sau đó tiếp tục uống nói, ta đã quyết định để vị tiểu huynh đệ này giúp ta hóa giải kịch độc trong cơ thể rồi, nếu như các ngươi tự cấp ta giải dòng văn tự. Như vậy lão đầu tử ta không ngại đem các ngươi ném vào trong biển rộng. Tả Đức Nguyên không nhìn được phất phất tay, lại nói, được rồi, các ngươi liền cho ta ở một bên an tĩnh nhìn xem, lão đầu tử ta dù sao chỉ có một tháng mệnh. Để vị tiểu huynh đệ này thử một lần, ta có tổn thất gì? Ngược lại, Tả Đức Nguyên khuôn mặt lộ ra một vệt nụ cười hiền hòa. Hắn đối với Diệp Thần Phong nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi có thể động thủ. Lão đầu tử ta từ trước đến giờ là một cái nói lời giữ lời người. Hà Mãn Dương Hòa Tả Phi Bạch khi nghe đến Tả Đức Nguyên lời nói sau, bọn hắn cuối cùng là ngậm miệng lại. Bởi vì bọn họ biết Tả Đức Nguyên không phải là một cái yêu thích đùa giỡn người. Nếu như bọn hắn lại mở miệng khuyên can lời nói, cái kia nói không chừng thật sự sẽ bị Tả Đức Nguyên trực tiếp ném vào trong biển rộng, cho nên... Hà Mãn Dương Hòa Tả Phi Bạch đám người từng cái chỉ có thể dùng được ánh mắt đến uy hiếp Diệp Thần Phong rồi. Được một tên luân hồi cảnh cường giả cùng 10 tên tạo hóa cảnh cường giả nhìn chằm chằm, Lương Tả ý là có chút tê cả da đầu rồi, Tả Đức Nguyên kịch độc trong cơ thể nhưng là liền tứ phẩm luyện dược sư đều không thể hóa giải, nếu như Diệp Thần Phong hóa giải không được kịch độc, trái lại để kịch độc khuếch tán càng thêm lợi hại rồi. Đến lúc đó mặc dù có Tả Đức Nguyên bảo đảm, chỉ sợ bọn họ 4 cái cũng sẽ bị Hà Mãn Dương đám người xé nát. Lương Tả ý thận trọng nhỏ giọng nói, thiếu gia. Bằng không chúng ta không thể rời bỏ đi. Dù sao Vân Tiên Tông người cũng không truy cứu trách nhiệm của chúng ta rồi, liền tứ phẩm luyện dược sư đều không thể hóa giải kịch độc, e sợ trên đất huyền giới liền không ai có thể hóa giải. Ban đầu ở viễn cổ thần ma trong mộ địa thời điểm, Diệp Thần Phong nhưng là điên cuồng nuốt vào đan dược. Này làm cho ngay lúc đó Lương Tả ý cùng Tô Băng Xoáy nhìn sửng sốt một chút, cuối cùng Diệp Thần Phong trả thuận miệng thừa nhận mình là luyện dược sư, nhưng là Lương Tả ý đám người không chút nào tin tưởng. Bây giờ Lương Tả ý cùng Tô Băng Xoáy càng sẽ không cho là Diệp Thần Phong chính là luyện dược sư rồi, dù sao ở trong mắt bọn họ Diệp Thần Phong đã là luyện khí sư rồi, bọn hắn nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói có ai có thể trở thành vì luyện khí sư, lại trở thành luyện dược sư. Hai cái này lĩnh vực đều là cực kỳ hiếm lạ tồn tại, có thể ở một cái trong lĩnh vực phát sáng tỏa nhiệt, này đều phải tiêu hao cực lớn tinh lực rồi, có mấy người thậm chí là cố gắng cả đời đều không thể tại luyện khí sư, hoặc là luyện dược sư trong lĩnh vực đạt được thành tựu, huống hồ tại Lương Tả ý cùng Tô Băng Xoáy xem ra, Diệp Thần Phong đã tại luyện khí trên có cực sâu trình độ rồi, Diệp Thần Phong mới hơn 20 tuổi, hắn căn bản không nhưng có thể có thời gian dư thừa đi học tập chế thuốc. Diệp Thần Phong đối với Lương Tả ý lời nói là thờ ơ không động lòng, hắn tại từng đôi đằng đằng sát khí dưới con mắt, hắn cực kỳ bình tĩnh đi tới Tả Đức Nguyên trước mặt, Diệp Thần Phong phần này bình tĩnh đến từ chính bóng trắng người Ngô Phong dỗi dành. Tả Đức Nguyên lão đầu này nhìn thấy Diệp Thần Phong có thể như vậy chấn định, trong lòng của hắn không khỏi gật gật đầu, hắn đối Diệp Thần Phong có một chút thưởng thức, mặc kệ Diệp Thần Phong có thể hay không hóa giải hắn kịch độc trong cơ thể. Dưới cái nhìn của hắn Diệp Thần Phong như vậy gặp không sợ hãi, tương lai nhất định là một cái làm đại sự người. Kỳ thực Tả Đức Nguyên trong lòng cũng không cho là Diệp Thần Phong có thể hóa giải hắn kịch độc trong cơ thể, bất quá, hắn chỉ còn tháng sau mệnh, cho tới bây giờ vẫn không có bất kỳ hóa giải trong cơ thể hắn kịch độc phương pháp xử lý. Hắn vừa vặn nhìn thấy Diệp Thần Phong như vậy chắc chắn, cho nên hắn mới dự định để Diệp Thần Phong thử một lần, bất quá, trong lòng của hắn cũng không có quá nhiều chờ mong.
Lão tiền bối, ngươi ngồi xếp bằng xuống đến, đem ngươi thượng cởi áo, kịch độc trong cơ thể của ngươi đã sâu tận xương tủy rồi, chỉ có như vậy mới có thể giúp ngươi hóa giải kịch độc trong cơ thể. Diệp Thần Phong mở miệng nói ra, nghe được còn muốn đem thượng cởi áo, này làm cho Tả Đức Nguyên không khỏi vi vi nhíu nhíu mày, bất quá, hắn trên miệng cũng không nói thêm gì, hắn đem thượng cởi áo sau đó hắn liền ngồi xếp bằng ở bong tàu bên trên. Diệp Thần Phong chữ vật giới chỉ lóe lên, trong tay hắn liền xuất hiện một bộ ngân châm, bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh đã đem hóa giải Tả Đức Nguyên trong cơ thể kịch độc phương pháp nói cho hắn biết, bây giờ Diệp Thần Phong có thể nói là lòng mang chí lớn. Làm Diệp Thần Phong vừa vặn nắm bắt một cái ngân châm, hắn yếu chuẩn bị bắt đầu ghim kim thời điểm, một bên Tả Phi Bạch rốt cục lại không nhịn được mở miệng, hắn tức giận nói tiểu tử, ngươi đang làm gì? Ngươi sẽ không phải chỉ dùng mấy cây rách nát ngân châm, ngươi liền muốn hóa giải ta lão tổ tông kịch độc chứ? Ngươi cho ta lập tức cút đi. Luân hồi cảnh cường giả Hà Mãn Dương, hắn tận lực khống chế trong lòng lửa giận, hỏi, ngươi có phải hay không trả phải cho ta sư phụ dùng những dược vật khác? Diệp Thần Phong trực tiếp lắc lắc đầu, nói ra ta chỉ cần dùng đến bộ này ngân châm. Nghe vậy, Hà Mãn Dương trong lòng lửa giận cũng lại áp chế không nổi rồi, nồng nặc sát khí không ngừng từ trong cơ thể hắn nhô ra, đây quả thực là trò đùa, liền tứ phẩm luyện dược sư đều không thể hóa giải kịch độc, Diệp Thần Phong dĩ nhiên chỉ dùng một bộ ngân châm phụ trợ liền muốn hóa giải. Đây thực sự là hoang đường tới cực điểm, ta cho ngươi 10 giây biến mất. Bằng không ta Hà Mãn Dương nhất định đem ngươi oanh thành một bãi thịt nát. Hà Mãn Dương cái chán là nổi gân xanh. Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy trong lòng là càng ngày càng lo lắng. Đặc biệt là Lương Tả Ý, hắn giờ khắc này như cùng là con kiến trên chảo nóng rồi. Vừa vặn rõ ràng nhưng dùng an toàn rời đi, hắn không hiểu Diệp Thần Phong tại sao phải thể hiện. Mà Tiểu Bạch lại nghĩa vô phản cố nhìn chằm chằm Hà Mãn Dương đám người, chỉ cần Hà Mãn Dương đám người động thủ. Người cũng lập tức sẽ động thủ. Ngồi xếp bằng tại trên bong thuyền Tả Đức Nguyên, hắn nghe được Diệp Thần Phong chỉ dùng một bộ ngân châm sau, lông mày của hắn là nhíu càng gia tăng hơn rồi, trong lòng thầm nghĩ ai, xem ra ta còn là quá sợ chết rồi, như vậy một người trẻ tuổi làm sao có khả năng có năng lực hóa giải ta kịch độc trong cơ thể đâu này. Bất quá, Tả Đức Nguyên ngoài miệng vẫn là nói, tiểu huynh đệ, người động thủ đi. Những người khác đều cho ta đàng hoàng ngốc ở một bên. Hà Mãn Dương hòa Tả Phi Bạch đám người bọn hắn hay là không dám cãi lời Tả Đức Nguyên mệnh lệnh, dù sao Diệp Thần Phong chỉ là dùng ngân châm mà thôi, dưới cái nhìn của bọn họ như vậy hẳn là sẽ không để Tả Đức Nguyên trong cơ thể độc tố khuếch tán càng thêm lợi hại. Diệp Thần Phong tay phải nắm bắt một cái ngân châm, trong cơ thể linh khí trực tiếp đẩy vào ngân châm bên trong, làm cho cả cây ngân châm có nhẹ nhẹ rung động chuyển động, Diệp Thần Phong trực tiếp đem trong tay phải một cái ngân châm đâm vào Tả Đức Nguyên trên lưng một huyệt đạo bên trong. Tiếp lấy, Diệp Thần Phong nắm bắt ngân châm ngón tay cố ý phá vỡ một ít, trong cơ thể hắn thần huyết quyết không ngừng vận chuyển, hắn bây giờ trong cơ thể thần huyết chả không phải phi thường nồng nặc, hắn lợi dụng thần huyết quyết không ngừng đem trong cơ thể mỏng manh thần huyết ngưng tụ, cuối cùng từ hắn cắt ra ngón tay thượng chảy ra một giọt toàn bộ màu vàng thần huyết, một giọt này thần huyết thông qua ngân châm chảy vào Tả Đức Nguyên trong cơ thể. Đương nhiên Diệp Thần Phong làm thị phi thường ẩn núp. Ở đây không có một người nhìn thấy từ Diệp Thần Phong trên ngón tay chảy ra một giọt thần huyết. Tại đem cái thứ nhất ngân châm đánh sau khi xong, Diệp Thần Phong lại liên tục tại Tả Đức Nguyên sau lưng đâm hai cái ngân châm. Đương nhiên Diệp Thần Phong lại ngưng tụ hai giọt toàn bộ màu vàng thần huyết tiến vào Tả Đức Nguyên trong cơ thể. Ba giọt thần huyết khi tiến vào Tả Đức Nguyên trong cơ thể sau, chúng nó nhanh như thẩm thấu tiến vào Tả Đức Nguyên trong xương tủy. Có thần huyết gột rửa sau đó Tả Đức Nguyên trong xương tủy kịch độc đang nhanh chóng tiêu tan, phốc. Một tiếng, Tả Đức Nguyên miệng bên trong đột nhiên phun ra một cái dòng máu màu đen. Nguyên bản Hà Mãn Dương hòa Tả Phi Bạch bọn người cho rằng cho dù Diệp Thần Phong hóa giải không được Tả Đức Nguyên kịch độc trong cơ thể, chỉ dựa vào ngân châm cũng căn bản không gây thương tổn Tả Đức Nguyên. Giờ khắc này, bọn hắn thấy Tả Đức Nguyên miệng phun tiên huyết, sắc mặt của bọn họ trong nháy mắt kịch biến. Hà Mãn Dương trong cơ thể lập tức đem luân hồi cảnh tam trọng thiên đỉnh phong khí thế để được đưa lên. Tả Phi Bạch cùng mặt khác 9 tên tạo hóa cảnh cường giả, bên trong cơ thể của bọn họ khí thế cường hãn cũng dồn dập phóng lên trời. Đứng ở một bên Lương Tả Ý, hắn là gương mặt trắng xanh, môi có phần run cầm cập nói, xong, lúc này là hoàn toàn xong. Này Lương Tả Ý cùng Tả Phi Bạch đám người ý nghĩ như thế,
Diệp Thần Phong chẳng những không có thanh tả đức nguyên kịch độc trong cơ thể hóa giải, trái lại chả để tả đức nguyên kịch độc trong cơ thể càng thêm kịch liệt rồi, bằng không tả đức nguyên làm sao sẽ đột nhiên miệng phun tiên huyết đâu này. Bọn hắn đều cũng không cho là đây là tả đức nguyên tại bài độc. Chương 1456, đến chỗ nào đều như thế kiểu như châu bò. Các ngươi quả nhiên là người có dụng tâm khác phái tới, người đối với ta sư phụ làm cái gì? Hà Mãn Dương giờ khắc này trong lòng lửa giận tiêu thăng đến cực hạn, thân ảnh của hắn bay thẳng đến Diệp Thần Phong lướt tới. Tiểu tử, người đã không có tư cách tiếp tục sống trên thế giới này rồi. Tả Phi Bạch thân ảnh cũng hướng về Diệp Thần Phong nhoáng tới. Tiểu Bạch đang nhìn đến Hà Mãn Dương hòa Tả Phi Bạch động thủ sau đó tuy rằng trong cơ thể nàng bị nội thương nghiêm trọng, nhưng nàng chả là muốn bảo hộ nàng chủ nhân Diệp Thần Phong. Người cách Diệp Thần Phong so sánh gần, thân thể của nàng trong nháy mắt chắn Diệp Thần Phong trước mặt. Xem ra hôm nay chúng ta bốn người đều phải chết ở chỗ này rồi. Lương Tả Ý tuyệt vọng nói ra, Tô Băng Xoáy cũng không hề mở miệng, bất quá, người hầu như cũng đồng ý Lương Tả Ý theo như lời nói. Mà chính lúc thời điểm này, ngồi xếp bằng tại trên bong thuyền Tả Đức Nguyên, hắn đột nhiên từ trên bong thuyền đứng lên, bàn tay hướng về Hà Mãn Dương hòa Tả Phi Bạch vung lên. Niết bàn cảnh tam trọng thiên trung kỳ thật khí thế điên cuồng thấu thể mà ra. Hà Mãn Dương hòa Tả Phi Bạch tại thừa nhận lấy luồng khí thế này sau, thân thể của bọn họ không khỏi hướng về mặt sau bay ngược ra ngoài, ầm, ầm. Hai tiếng, hai người bọn họ thân thể nặng nề đụng vào khoang thuyền bên trên. Ở đây không ai từng nghĩ tới Tả Đức Nguyên lại đột nhiên đứng lên động thủ, không khí của hiện trường yên lặng hai giây sau đó Tả Đức Nguyên quát lên, các ngươi lẽ nào quên ta vừa vặn nói sao? Ai cho phép các ngươi động thủ, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, các ngươi suýt chút nữa để lão đầu tử ta làm một cái người vong ân phụ nghĩa. Lão Tổ Tông, ngài đây là... Thân thể nặng nề đụng vào khoang thuyền thượng Tả Phi Bạch, hắn một mặt tức giận mà hỏi. Ngươi cái thằng nhóc con, ngươi phải không chịu phục, vị này chính là lão đầu tử ân nhân cứu mạng của ta, các ngươi vừa vặn muốn đối ân nhân cứu mạng của ta động thủ, các ngươi không phải tại đánh lão đầu tử ta mặt sao? Tả Đức Nguyên là đỏ mặt tía tai quát lên, tại Tả Đức Nguyên trong khi nói chuyện, Diệp Thần Phong cũng từ trên bong thuyền đứng lên, mà Tả Đức Nguyên nhưng là không nói lời gì muốn hướng về Diệp Thần Phong quỳ xuống đến nói cảm ơn, này Tả Đức Nguyên là một cái tính khí trực sảng người, Diệp Thần Phong cứu tính mạng của hắn, mặc kệ Diệp Thần Phong thực lực làm sao, Diệp Thần Phong đều chịu đựng được hắn này quỳ xuống nói cảm ơn. Diệp Thần Phong thấy Tả Đức Nguyên muốn xuống quỳ nói cảm ơn. Hắn vội vàng đỡ Tả Đức Nguyên cánh tay. Nói ra, lão tiền bối, ngươi không cần như vậy, hôm nay ta Diệp Thần Phong xuất hiện ở đây. Đây chính là ngươi ta trong lúc đó duyên phận, làm người rất không cần phải như vậy lập dị. Tả Đức Nguyên nghe được Diệp Thần Phong lời nói sau, hắn là sang sảng lên tiếng bắt đầu cười lớn, ha ha ha, tiểu huynh đệ. Ngươi nói không sai, vừa vặn là ta lão đầu tử quá mức làm kiêu, tiểu huynh đệ ngươi tính khí ta thích. Phi thường yêu thích a hát. Không nghĩ tới tiểu huynh đệ ngươi thật sự hóa giải trong cơ thể ta kịch độc. Đây chính là trọn vẹn đau khổ ta hơn 50 năm kịch độc a hát. Đây chính là liền tứ phẩm luyện dược sư cũng không cách nào hóa giải kịch độc a hát. Tiểu huynh đệ bản lãnh của ngươi lão đầu tử ta bội phục. Tả Đức Nguyên là càng xem Diệp Thần Phong càng vừa mắt rồi. Mà ở chàng những người còn lại, khi nghe đến Tả Đức Nguyên này liên tiếp lời nói sau. Bọn hắn mỗi một cái đều là mắt choáng váng, chuyện này phát triển tiết tấu quả thực là đến rồi một cái 180 độ đại xoay ngược lại, làm cho ở đây phần lớn người trong lúc nhất thời chỉ hoãn thẫn thờ rồi. Thân thể đụng vào khoang thuyền thượng Hà Mãn Dương, hắn khi nghe đến Tả Đức Nguyên lời nói sau. Hắn trước tiên đi tới Tả Đức Nguyên bên cạnh, hỏi, sư phụ. Ngài trong cơ thể độc tố thật sự toàn bộ hóa giải. Lão đầu tử ta lẽ nào liền tình huống thân thể của mình cũng không biết sao? Nếu vị tiểu huynh đệ này không muốn ta dập đầu, như vậy ngươi vị này làm đồ đệ liền thay thế ta dập đầu đi. Tả Đức Nguyên trực tiếp nói. Hà Mãn Dương lại nói, sư phụ, ngài có thể hay không để cho ta kiểm tra một chút thân thể của ngài tình hình? Nghe vậy, Tả Đức Nguyên lông mày là thật chặt nhíu lại, nhưng hắn cũng biết Hà Mãn Dương chính là cái này tính khí, Hà Mãn Dương cái này cũng là quan tâm hắn. Cho nên, Tả Đức Nguyên trong lòng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nói ra yếu kiểm tra nhanh chóng kiểm tra xong cho ta ngoan ngoãn cho vị tiểu huynh đệ này dập đầu.
Nghe được chính mình sư phụ đồng ý, sau đó Hà Mãn Dương nắm chặt rồi Tả Đức Nguyên cổ tay, hắn cẩn thận cảm ứng Tả Đức Nguyên trong cơ thể tình hình, hắn thật sự tại Tả Đức Nguyên trong cơ thể liền một chút độc tố cũng không cảm giác được. Thời khắc này, Hà Mãn Dương là hối hận vạn phần, nếu như vừa vặn Diệp Thần Phong thật rời đi, như vậy hắn không phải gián tiếp hủy chính mình sư phụ tính mạng sao? Phù phù, một tiếng, dáng dấp cực kỳ nho nhã Hà Mãn Dương, hắn vọt thẳng Diệp Thần Phong quỳ xuống, ầm, ầm, ầm. Ba tiếng, Hà Mãn Dương trực tiếp cho Diệp Thần Phong dập đầu ba cái, nói ra cảm ơn ngươi đã cứu ta sư phụ, cảm ơn ngươi đã cứu ta sư phụ. Tại Hà Mãn Dương sau khi quỳ xuống, ở đây mặt khác 9 tên tạo hóa cảnh cường giả, bọn hắn cũng dồn dập hướng về Diệp Thần Phong quỳ xuống, dù sao Diệp Thần Phong chính là Tả Đức Nguyên ân nhân cứu mạng, bọn hắn những này Vân Tiên Tông đồ tử đồ tôn sao có không dưới quỳ lý do. Vân Tiên Tông thiếu chủ Tả Phi Bạch, hắn nhìn thấy ở đây Vân Tiên Tông nhân đều quỳ xuống, sau đó hắn cũng lập tức quỳ xuống, Tả Phi Bạch mặt ngoài nhìn lên đi mặc dù có chút hoàn khố rồi. Thế nhưng hắn phi thường rõ ràng Tả Đức Nguyên đối với Vân Tiên Tông ý nghĩa, nếu Diệp Thần Phong thật sự cứu Vân Tiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão, như vậy Tả Phi Bạch cái quỷ này chính là tâm cam tình nguyện. Diệp Thần Phong nhìn xem ở đây luân hồi cảnh cường giả cùng tạo hóa cảnh cường giả đều hướng về hắn quỳ xuống, hắn cũng không muốn tính toán nhiều như vậy, đối với Tả Đức Nguyên nói ra, lão tiền bối, để cho bọn họ không cần quỳ rồi, bọn hắn vừa vặn cũng là lo lắng an nguy của ngươi mà thôi. Tả Đức Nguyên nhìn thấy Diệp Thần Phong như thế không tính toán hào sảng tính cách, này làm cho trong lòng của hắn sinh ra một cái ý nghĩ, hắn hướng về ở đây Vân Tiên Tông người phất phất tay, nói ra không nghe vị tiểu huynh đệ này lời nói sao. Các ngươi từng cái trả quỳ làm gì, các ngươi có thể đứng lên. Tả Phi Bạch tại đứng lên sau, hắn vội vội vàng vàng đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, trong lòng đối Diệp Thần Phong hoàn toàn không có địch ý, nói ra huynh đệ. Vừa vặn là ta không đúng, thật không nghĩ tới y thuật của ngươi lợi hại như vậy. Ta lão tổ tông kịch độc trong cơ thể nhưng là liền tứ phẩm luyện dược sư đều tới không cách nào hóa giải, nhưng ngươi chỉ dùng một bộ ngân châm, ta xem này ngân châm cũng không có chỗ đặc biệt gì đó a. Bởi Diệp Thần Phong không có tướng ngân châm thu lại, Tả Phi Bạch là tự mình đem trên mặt đất ngân châm cầm lên quan sát. Tả Đức Nguyên cùng Hà Mãn Dương cũng là đầy hiếu kỳ nhìn xem Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong thủ đoạn thật sự là quá thần kỳ, mà Diệp Thần Phong đối mặt Tả Đức Nguyên đám người hiếu kỳ, hắn cố ý làm ra một bộ cực kỳ hư nhược dáng dấp, nói ra, lão tiền bối, này chính là trong ta gia tộc một loại bí thuật, trong tình huống bình thường là không thể đủ tùy ý thi triển. Nghe vậy, Tả Đức Nguyên vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên, hắn đối bí thuật vẫn hơi hiểu biết, thần kỳ như thế chữa thương bí thuật, bình thường đều sẽ ảnh hưởng tuổi thọ, hỏi hắn, tiểu huynh đệ. Người thi triển bí thuật phải hay không sẽ ảnh hưởng tuổi thọ. Nếu Tả Đức Nguyên yếu hiểu như vậy Diệp Thần Phong cũng không có biện pháp, bất quá, hắn lại không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, hắn chỉ là không mở miệng nói chuyện mà thôi, này làm cho Tả Đức Nguyên là càng thêm khẳng định suy đoán của mình, hắn cũng càng chắc chắn bên trong lòng mình một cái ý nghĩ. Tả Đức Nguyên trực tiếp ôm một cái Diệp Thần Phong vai, nói ra tiểu huynh đệ, ta cảm giác cùng ngươi vô cùng hợp ý. Về sau giữa chúng ta hãy gọi nhau là huynh đệ, về sau ngươi chính là ta Tả Đức Nguyên huynh đệ. Tiếp lấy, Tả Đức Nguyên đối với Hà Mãn Dương đám người, quát lên, các ngươi còn không mau tới bái kiến của ta vị này Diệp huynh đệ. Hà Mãn Dương đối với mình lời của sư phụ vẫn là nói gì nghe nấy, huống hồ Diệp Thần Phong là sư phụ hắn ân nhân cứu mạng, yếu hắn coi Diệp Thần Phong là làm trưởng bối tới đối xử, cái này cũng là có thể tiếp nhận, cho nên, Hà Mãn Dương phi thường cung kính nói. Diệp tiền bối. Ở đây mặt khác 9 tên tạo hóa cảnh cao thủ, bọn hắn phần lớn đều là lão đầu tử rồi, nếu Diệp Thần Phong cùng Tả Đức Nguyên gọi nhau huynh đệ rồi, bọn hắn muốn chỉ chốc lát sau, từng cái đối Diệp Thần Phong hô, lão tổ tông. Tả Đức Nguyên đối với những thứ này người thái độ trả là vô cùng hài lòng, hắn trừng mắt liếc Tả Phi Bạch, quát lên, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Bình thường xưng hô như thế nào của ta? Ngươi liền cho ta xưng hô như thế nào của ta Diệp huynh đệ. Tả Phi Bạch thấy Hà Mãn Dương bọn người cúi đầu, hắn cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ đối Diệp Thần Phong gọi một tiếng, lão tổ tông. Một bên Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy đã sớm là ngây người như phỗng rồi, Lương Tả Ý nhìn xem ở đây luân hồi cảnh cùng tạo hóa cảnh cao thủ đầu tiên là từng cái cho Diệp Thần Phong dập đầu, lần sau niết bàn cảnh Tả Đức Nguyên lại cùng Diệp Thần Phong xưng huynh gọi đệ.
cuối cùng đường đường tam phẩm tông môn Vân Tiên Tông tạo hóa cảnh cường giả dĩ nhiên dồn dập gọi Diệp Thần Phong lão tổ tông. Liền ngay cả Vân Tiên Tông thiếu chủ cũng gọi là Diệp Thần Phong vì lão tổ tông. Này làm cho Lương Tả Ý có loại thế giới này quá điên cuồng cảm giác, Diệp Thần Phong có thể hay không không xấu như vậy bê. Theo Lương Tả Ý thật giống Diệp Thần Phong đến chỗ nào đều như vậy kiểu như châu bò. Lúc này quả thực là kiểu như châu bò tới cực điểm. Chương 1457, giữ người và người không cách nào so sánh được. Vân Tiên Tông Thái Thượng trưởng lão Tả Đức Nguyên, hắn thấy Tả Phi Bạch cũng ngoan ngoãn gọi một tiếng Diệp Thần Phong vì lão tổ tông sau, trên mặt hắn lúc này mới tràn trề lên nụ cười, hắn từ trong lồng ngực lấy ra một khối lệnh bài màu trắng, tại trên lệnh bài thình lình viết Vân Tiên. Hai chữ lớn. Một bên Hà Mãn Dương Hòa Tả Phi Bạch đám người nhìn thấy này tấm lệnh bài sau, trên mặt bọn họ biểu lộ hơi đổi. Này chính là Vân Tiên Tông chí cao vô thượng Vân Tiên lệnh, chỉ có Vân Tiên Tông Thái Thượng trưởng lão mới có thể nắm giữ, mà Tả Đức Nguyên đem khối này Vân Tiên khiến không chút do dự nhét vào Diệp Thần Phong trong tay. Nói ra, Diệp huynh đệ, người ta vừa gặp mà đã như quen, ta cùng Diệp huynh đệ ngươi cũng coi như là anh em kết nghĩa rồi, này tấm lệnh bài Diệp huynh đệ ngươi nhất định phải nhận lấy. Có này tấm lệnh bài, ngươi về sau bất cứ lúc nào cũng có thể đến Vân Tiên Tông ta, có thể nói này tấm lệnh bài nơi tay. Ngươi tại Vân Tiên trong tông hầu như có thể thông suốt rồi. Diệp Thần Phong cũng không biết Vân Tiên khiến đại biểu hàm nghĩa, hắn còn tưởng rằng này tấm lệnh bài chỉ là tương tự với tiến vào Vân Tiên Tông giấy thông hành, cho nên hắn không có bất kỳ chối từ. Hắn trực tiếp đem Vân Tiên khiến thu nhập trong nhẫn chứa đồ, nói ra, nếu lão tiền bối ngươi đều nói như vậy. Như vậy về sau ta gọi lão tiền bối một tiếng lão ca đi. Vậy ta liền không khách khí gọi Diệp huynh đệ ngươi một tiếng lão đệ. Tả Đức Nguyên tâm tình cũng hết sức tốt, mà một bên Hà Mãn Dương Hòa Tả Phi Bạch đám người, bọn hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong tùy tiện liền đem Vân Tiên Tông vô thượng lệnh bài thu nhập trong nhẫn chứa đồ, này để cho bọn họ từng cái mắt trợn tròn, nhưng bọn họ lão tổ tông đều không có giải thích Vân Tiên khiến tại Vân Tiên Tông phân lượng. Cho nên, bọn hắn từng cái cũng đều không tiện mở miệng rồi. Đúng rồi, lão đệ, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, trên người ngươi trả thụ lấy thương đây. Lão ca ta thực sự là quá bị hồ đồ rồi. Tả Đức Nguyên trên ngón tay chữ vật giới chỉ lóe lên, một con bình sứ màu trắng liền xuất hiện tại trong tay hắn. Tả Đức Nguyên từ bình sứ bên trong đổ ra hai viên màu xanh đan dược đến. Cái này hai viên màu xanh đan dược thường hiện ra nhàn nhạt lộng lẫy. Hơn nữa tại bạch sắc bình sứ nút lọ bị mở ra trong nháy mắt, một trận nhàn nhạt đan hương vị liền từ bình sứ bên trong bay ra. Tiểu huynh đệ, này chính là tụ linh phục thương đan, ngươi và bên cạnh ngươi vị cô nương này đều bị trọng thương, dùng một viên tụ linh phục thương đan đối thương thế của các ngươi phi thường có lợi. Tả Đức Nguyên đem hai viên tụ linh phục thương đan đưa cho Diệp Thần Phong. Lúc này, không chỉ có Hà Mãn Dương Hòa Tả Phi Bạch đám người sững sờ rồi. Liền ngay cả Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy cũng đều sững sờ rồi, này tụ linh phục thương đan chính là thứ thiệt tứ phẩm chữa thương đan dược, tại toàn bộ địa huyền giới cấp bậc cao nhất luyện dược sư cũng chỉ có tứ phẩm. Hơn nữa Hà Mãn Dương biết sư phụ hắn trên người chỉ còn dư lại cuối cùng này hai viên tụ linh phục thương đan rồi. Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy không có thụ thương, mà Diệp Thần Phong cùng Tiểu Bạch trong lúc đó, Tiểu Bạch bị thương so sánh trọng, Diệp Thần Phong phi thường không thích vòng vo tam quốc. Hắn sảng khoái nhận hai viên tụ linh phục thương đan, hắn vốn là muốn phải đem cái này hai viên thuốc toàn bộ cho Tiểu Bạch dùng, đáng tiếc là Tiểu Bạch nhất định đều không đồng ý. Cuối cùng, Diệp Thần Phong chỉ có thể cùng Tiểu Bạch một người dùng một viên rồi, Diệp Thần Phong tại đem một viên tụ linh phục thương đan nuốt vào bụng bên trong sau đó từ đan dược này bên trong nhất thời thả ra nhất cổ cực kỳ đặc thù năng lượng, nguồn năng lượng này đang không ngừng đem bên trong đất trời linh khí hướng về trong cơ thể hắn tụ tập. Tại đây chút linh khí nồng nặc bao vây, Diệp Thần Phong thương thế trên người đang nhanh chóng khôi phục. Một cái viên tụ linh phục thương đan, cơ hồ khiến Diệp Thần Phong thương thế bên trong cơ thể hoàn toàn khôi phục rồi, mà Tiểu Bạch nội thương so sánh nghiêm trọng. Người thân thương thế bên trong cơ thể không có hoàn toàn khôi phục. Diệp Thần Phong liếc mắt nhìn bên cạnh Tiểu Bạch, hắn đối với Tả Đức Nguyên, nói ra, lão ca, chúng ta có thể hay không tại trên chiếc thuyền này nghỉ ngơi mấy ngày. Lão đệ, người đây là nói gì vậy? Người đây không phải tại đánh lão ca mặt của ta sao? Bất quá, lão đệ thương thế của ngươi hầu như hoàn toàn khôi phục rồi. Hôm nay là huynh đệ chúng ta hai tướng nhận thức tháng ngày, người nhất định phải cùng lão ca ta thật tốt uống một chén rượu.
Ngược lại, Tả Đức Nguyên vừa nhìn về phía Diệp Thần Phong bên cạnh Tiểu Bạch, nói ra, vị cô nương này thương thế, người cũng không cần quá lo lắng, người đã phục dụng tụ linh phục thương đan rồi, người chỉ muốn hảo hảo tĩnh dưỡng thêm mấy ngày là có thể triệt để khỏi rồi. Tả Đức Nguyên dừng lại một chút sau đó hắn đối với Hà Mãn Dương, nói ra, Đầy Dương, người giúp vị cô nương này sắp xếp nơi ở, vị cô nương này tình huống bây giờ yêu cầu nghỉ ngơi nhiều. Tiểu Bạch đối với Tả Đức Nguyên lời nói là thờ ơ không động lòng, đôi mắt đẹp của nàng không nháy một cái nhìn xem Diệp Thần Phong, người chỉ nghe Diệp Thần Phong mệnh lệnh, mà Diệp Thần Phong thấy Tả Đức Nguyên nhiệt tình như thế, hắn đến cũng không tiện cự tuyệt Tả Đức Nguyên rồi, hắn đối với Tiểu Bạch nói ra, Tiểu Bạch, chính ngươi đi nghỉ trước đi. Ta chỗ này không có chuyện gì. Tiểu Bạch khi nghe đến Diệp Thần Phong lời nói sau, người mới đi theo Hà Mãn Dương rời khỏi thuyền lớn tầng thứ ba bong tàu bên trên. Tại Tiểu Bạch rời khỏi sau đó Tả Đức Nguyên trên ngón tay chữ vật giới chỉ lóe lên, một cái bàn cùng hai cái ghế liền xuất hiện tại bong tàu bên trên, Tả Đức Nguyên đối với Diệp Thần Phong, nói ra, ngồi. Ngồi a hát, hôm nay ta muốn cùng lão đệ ngươi ra sức uống một phen. Ầm, ầm. Hai tiếng, hai cái dung lượng cực kỳ to lớn vỏ rượu liền xuất hiện tại trên bàn, hai cái này vỏ rượu độ cao có tới khoảng 1 mét. Có thể thấy được hai cái này vỏ rượu bên trong dung lượng lớn đến mức nào rồi. Về phần Tả Phi Bạch, Lương Tả Ý, Tô Băng Xoáy cùng ở đây 9 tên tạo hóa cảnh cường giả, bọn hắn tự nhiên là không có tư cách cùng Tả Đức Nguyên ngồi chung một bàn, bọn hắn chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Mà Tả Phi Bạch đang nhìn đến hai cái cự đại vỏ rượu sau đó trên mặt hắn trong nháy mắt được khiếp sợ cho lấp đầy, trong miệng thấp giọng tự nói ai, lão tổ tông cũng thật là vô cùng bạo tay a hát. Đứng ở Tả Phi Bạch bên cạnh Lương Tả Ý, nếu Diệp Thần Phong đều cùng Tả Đức Nguyên lấy gọi nhau huynh đệ rồi, như vậy hắn cũng không lại lo lắng cái gì, hắn ở trong lòng đau khổ nói, không phải là uống chút rượu mà. Vẫn cùng cái gì vô cùng bạo tay dính líu quan hệ. Bất quá, Lương Tả Ý ngoài miệng lại là nói ra, trái ít, lẽ nào rượu này còn có cái gì đặc thù? Tả Phi Bạch nhỏ giọng nói, rượu này nào chỉ là đặc thù a hát. Rượu này tên là cường thân tẩy tủy rượu, chính là dùng 2.000 loại cực kỳ chân quý linh thảo cùng linh dược sản xuất mà thành, trọng yếu nhất là lão tổ tông lấy ra cái này 2 cái bình cường thân tẩy tủy rượu, này vẫn là bảo bối của hắn, cái này 2 cái bình rượu đã chế tạo có 300 năm, lúc trước ta cầu lão tổ tông vô số lần, hắn liền một giọt đều không có cho ta uống qua. Có người nói này cường thân tẩy tủy rượu có thể cường hóa người tu luyện nhục thân cùng xương. Có thể nói này cường thân tẩy tủy rượu chính là nhiều thêm linh thạch cũng không mua được. Trải qua Tả Phi Bạch vừa nói như thế, Lương Tả Ý mới hiểu được Tả Đức Nguyên thật đúng là thật là bạo tay, hắn không khỏi cũng muốn nếm thử cường thân tẩy tủy rượu mùi vị, đáng tiếc hắn chỉ có ở một bên nhìn phần. Tuy rằng Diệp Thần Phong thính giác vô cùng nhạy cảm, nhưng hắn không có hết sức đi nghe Tả Phi Bạch bọn hắn nói chuyện, cho nên, hắn chả cũng không biết cái này 2 cái bình rượu như thế quý giá. Lão ca, chúng ta cũng không cần phiền toái như vậy rồi, chúng ta trực tiếp cầm cái bình uống là được rồi. Diệp Thần Phong trực tiếp đem cái bình mở ra, Tả Đức Nguyên cười nói, lão đệ, tính khí của ngươi liền là đúng khẩu vị của ta, lão ca ta ở nơi này trước tiên mời ngươi. Tả Đức Nguyên cũng đem cái bình mở ra, mang theo cái bình liền uống, Diệp Thần Phong đương nhiên cũng không chịu yếu thế rồi, hắn cũng từng miếng hướng về trong bụng rót cường thân tẩy tủy rượu. Hắn chả thỉnh thoảng sẽ đem một ít cường thân tẩy tủy rượu giải rác ở bong tàu bên trên. Mà Tả Đức Nguyên cũng không có bởi vì Diệp Thần Phong rơi vãi quý giá như vậy rượu mà tức giận, hắn nhưng vẫn là cười ha hả nói, lão đệ, đủ phóng khoáng, chúng ta trở lại. Một bên Tả Phi Bạch nhìn là gương mặt đau lòng, hắn lúc trước liền một giọt cường thân tẩy tủy rượu cũng lấy nếu không tới, chứ nói chi là đem cường thân tẩy tủy rượu tung rơi trên mặt đất rồi. Tại Tả Phi Bạch xem ra coi như là cha của hắn Vân Tiên Tông tông chủ, nếu như thanh cường thân tẩy tủy rượu chiếu xuống trên mặt đất, e sợ Tả Đức Nguyên cũng lập tức hội sừng sộ lên tới. Diệp Thần Phong cùng Tả Đức Nguyên mới nhận thức một ngày cũng chưa tới, Tả Đức Nguyên liền coi trọng như thế Diệp Thần Phong. Vào thời khắc này Tả Phi Bạch trong lòng, giữa người và người vẫn đúng là không có cách nào so sánh. Một bên Lương Tả Ý nhìn thấy Tả Phi Bạch một mặt buồn bực biểu lộ, hắn vỗ vỗ Tả Phi Bạch vai. Hắn khuôn mặt lộ ra ta rõ ràng ngươi cảm thụ biểu lộ, mở miệng nói ra, trái ít, nhà chúng ta thiếu gia chính là như vậy, hắn đi tới chỗ nào gần như có thể trâu bò tới chỗ nào,
Quen thuộc là tốt rồi, quen thuộc là tốt rồi, đáng tiếc chiếu xuống trên bong thuyền cường thân tẩy tủy rượu. Chương 1458, ai thanh ai đánh thành đầu heo ba. Hai đàn cường thân tẩy tủy rượu rất nhanh chỉ thấy đáy. Diệp Thần Phong tại đem cuối cùng một cái cường thân tẩy tủy rượu tràn vào trong miệng sau, hắn không câu nệ tiểu tiết lấy tay lưng dẫm lau miệng, hắn phát hiện loại rượu này vô cùng đặc thù, nếu như đổi lại lúc trước, lập tức uống xong nhiều rượu như vậy, cái bụng nhất định là chống đỡ phải vô cùng no rồi, nhưng hôm nay một cái bình lớn rượu rót vào bụng bên trong, Diệp Thần Phong thậm chí ngay cả một điểm chống đỡ cảm giác cũng không có. Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy bên trong thân thể noãn rung rung phi thường thoải mái. Hơn nữa loại rượu này bên trong mang theo ngọt ngào mùi vị, là một loại mùi rượu thơm pha tạp vào vị ngọt cảm giác, uống vào trong miệng vô cùng sướng miệng, cũng không hề loại kia rượu mạnh sang nhân hòa nóng bỏng. Diệp Thần Phong nguyên bản cùng Lương Tả Ý, Tô Băng Xoáy đồng thời về Vạn Nguyệt Các, hắn là muốn hiểu rõ một cái tứ phẩm lánh đời tông môn Xích Viêm Tông vị trí cụ thể, dù sao hắn đại cứu cùng cậu hai tử nữ Tôn Hiểu Lệ cùng Tôn Hằng Phi đám người. Bọn hắn ban đầu ở cùng Diệp Thần Phong cùng đi địa huyền giới thời điểm thất lạc, nếu biết Tôn Hiểu Lệ đám người là ở Xích Viêm Tông bên trong, như vậy Diệp Thần Phong nhất định phải mau chân đến xem Tôn Hiểu Lệ đám người bây giờ qua thật tốt không tốt. Đem một cái bình lớn 300 năm cường thân tẩy tủy rượu sau khi uống xong, Diệp Thần Phong đột nhiên nghĩ đến này Vân Tiên Tông không phải tam phẩm tông môn ma. Hắn có thể hướng về Tả Đức Nguyên tìm hiểu Xích Viêm Tông vị trí cụ thể, hắn mở miệng nói, lão ca. Người có biết hay không Xích Viêm Tông vị trí cụ thể? Đồng dạng đem một cái bình lớn rượu uống xong Tả Đức Nguyên, hắn nói ra, Xích Viêm Tông. Cái kia tứ phẩm lánh đời tông môn, phải hay không Xích Viêm Tông chọc tới lão đệ ngươi rồi? Diệp Thần Phong lắc lắc đầu, nói ra, lão ca, ta chỉ là có mấy cái bằng hữu bái vào Xích Viêm Tông bên trong, ta nghĩ hiếu đi xem bọn họ một chút qua thật tốt không tốt. Nghe vậy, Tả Đức Nguyên gật gật đầu. Nói ra, nguyên lai là như vậy a hát. Xích Viêm Tông lấy tư cách lánh đời tông môn, nó tông môn vị trí cụ thể luôn luôn phi thường bí ẩn. Ta cũng chưa từng có đi qua Xích Viêm Tông, bất quá, chờ lần này về tới Vân Tiên Tông sau, ta có thể lợi dụng Vân Tiên Tông mạng lưới tin tức giúp lão đệ ngươi tìm hiểu một phen. Thấy Tả Đức Nguyên cũng không biết Xích Viêm Tông vị trí cụ thể, Diệp Thần Phong trong lòng ngược lại là có một chút thất vọng rồi. Hỏi hắn, lão ca, chúng ta này là muốn đi nơi nào? Tả Đức Nguyên hồi đáp, ta muốn đi Lạc Nhật Đảo làm một ít chuyện. Ước chừng tại 2 ngày sau, thuyền của chúng ta là có thể đến Lạc Nhật Đảo rồi. Tả Đức Nguyên nhìn thấy Diệp Thần Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng dấp, hắn lại hỏi, lẽ nào ngươi chưa từng nghe nói Lạc Nhật Đảo? Tả Đức Nguyên thấy Diệp Thần Phong sau khi gật đầu, hắn liền giải thích lên. Này Lạc Nhật Đảo trên đất huyền giới đồng dạng là một cái tam phẩm tông môn, tại Lạc Nhật Đảo thượng có một cái khổng lồ thị trường giao dịch, chỉ cần trong tay ngươi có đầy đủ linh thạch, ở nơi đó ngươi có thể mua được rất nhiều bên ngoài không mua được tu luyện tài liệu. Đương nhiên tại Lạc Nhật Đảo thượng cũng là cấm tranh đấu cùng chém giết. Rất nhiều lúc giống như ta vậy niết bàn cảnh cường giả cũng đều sẽ tới Lạc Nhật Đảo đi một chút. Tả Đức Nguyên vẫn đục con ngươi vi vi sáng ngời, tiếp tục nói, đúng rồi. Lão đệ, ta nghĩ tới một chuyện, tại Lạc Nhật Đảo thượng có một cái tên là Tinh Khiết Nhục Thân Võ Đài thi đấu, đây là Lạc Nhật Đảo tổ chức, tại võ đài thi đấu bên trong mỗi thắng được một hồi, người xuất sắc đem đạt được một bút phần thưởng phong phú. Nếu như có thể liên tục thắng được 30 trận lời nói, người xuất sắc không chỉ có thể thu được 30 trận phong phú khen thưởng, đồng thời vẫn có thể đối Lạc Nhật Đảo đưa ra một vấn đề. Lạc Nhật Đảo mạng lưới tin tức trên đất huyền giới là số 1 số 2, bọn hắn nhất định là biết Xích Viêm Tông vị trí cụ thể. Nếu như lão đệ ngươi không kịp đợi ta trở về Vân Tiên Tông lại giúp ngươi điều tra, như vậy ngươi trước tiên có thể đi Lạc Nhật Đảo thử vận may. Diệp Thần Phong đang nghe xong Tả Đức Nguyên giải thích sau đó trong lòng của hắn không khỏi nghĩ nói, Lạc Nhật Đảo. Tinh Khiết Nhục Thân Võ Đài thi đấu. Diệp Thần Phong nghi vấn mang, Tinh Khiết Nhục Thân Võ Đài thi đấu là cái gì thi đấu? Tả Đức Nguyên kiên nhẫn giải thích, lão đệ, người vậy thì có chỗ không biết rồi, Tinh Khiết Nhục Thân Võ Đài thi đấu liền là không thể đủ linh khí đối chiến, một khi thi đấu người đứng lên lôi đài, tại Lạc Nhật Đảo trên võ đài liền sẽ sinh ra một loại hạn chế, loại này hạn chế hội đem thi đấu người trong gân mạch linh khí dòng sông tạm thời áp chế lại. Thi đấu người chỉ có thể dùng được nhục thân cường hãn trình độ cùng nhạy bén trình độ đến đối chiến.
Này chính là Lạc Nhật Đảo thượng thập phần có đặc sắc một hạng thi đấu, dù sao hai ngày sau liền muốn đến Lạc Nhật Đảo rồi, đến lúc đó ta có thể mang lão đệ ngươi tại Lạc Nhật Đảo thượng thật tốt dạo chơi. Tại biết rồi tinh khiết nhục thân võ đài thi đấu ý tứ sau đó Diệp Thần Phong trong lòng ngược lại là có một ít hứng thú, hắn thực lực hôm nay tuy chỉ có thần niệm cảnh nhị trọng thiên trung kỳ, nhưng là cơ thể hắn cường độ nhưng là đủ để so với tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong cao thủ, này tinh khiết nhục thân võ đài thi đấu quả thực là vì hắn chế tạo riêng ma. Huống hồ hiện nay Diệp Thần Phong tại Vân Tiên Tông trên thuyền, Diệp Thần Phong cũng không tiện để Tả Đức Nguyên quay đầu không nên đi Lạc Nhật Đảo, cho nên, Diệp Thần Phong hiện tại cũng chỉ có thể đủ đi trước Lạc Nhật Đảo thượng nhìn kỹ hãng nói rồi. Tại Diệp Thần Phong còn muốn cùng Tả Đức Nguyên hàn huyên đôi câu thời điểm, Diệp Thần Phong đột nhiên cảm giác trong đầu một trận hỗn loạn, cái cảm giác này giống như là uống rượu say bình thường phải biết 300 năm cường thân tẩy tủy rượu, rượu của nó sức lực lại sẽ kém đi nơi nào. Chỉ là này cường thân tẩy tủy rượu rượu mới tương đối trễ phát huy ra mà thôi. Tả Đức Nguyên nhìn thấy Diệp Thần Phong thân thể lung la lung lay bộ dáng, trên mặt hắn cũng có chút ửng hồng rồi, xem ra rượu này sức lực liền Tả Đức Nguyên cường giả như vậy cũng không cách nào 100% chống đỡ. Hắn cười nói, lão đệ, không cần lo lắng, chỉ là rượu này rượu mời lên đây, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một đêm, đợi ngày mai lên ngươi khả năng sẽ có một kinh hỉ. Diệp Thần Phong xem người vẫn là vô cùng chuẩn, hắn cảm giác được xuất Tả Đức Nguyên là một cái tính tình người trong, hắn cũng biết Tả Đức Nguyên sẽ không hại hắn, bằng không đường đường niết bàn cảnh cường giả đối phó thần niệm cảnh Diệp Thần Phong, còn muốn tại uống rượu thượng dở trò sao. Diệp Thần Phong cũng liền tùy ý nằm ở trên bàn. Lập tức tiến vào thập phần thâm trầm trạng thái ngủ say, Diệp Thần Phong trên người tuy rằng ăn mặc quần áo, nhưng là của hắn hai bàn tay lại lộ tại trong không khí. Tả Đức Nguyên nhìn thấy Diệp Thần Phong hai bàn tay trên da bắt đầu nổi lên một tầng bạch sắc quang ngất, hắn liền biết này chính là 300 năm cường thân tẩy tủy rượu tại tạo nên tác dụng. Bất quá, rất nhanh, Tả Đức Nguyên trên mặt vẻ mặt liền phát sinh ra biến hóa, hắn trong con ngươi tràn đầy không dám tin vẻ mặt. Bởi cường thân tẩy tủy rượu tại tăng mạnh Diệp Thần Phong thân thể cùng xương cốt rồi, cho nên, trong quá trình này, Tả Đức Nguyên có thể rõ ràng cảm giác được Diệp Thần Phong nguyên bản nhục thân cường độ. Ở đây cũng chỉ có Tả Đức Nguyên cái này niết bàn cảnh cường giả, hắn mới có thể miễn cưỡng cảm giác được Diệp Thần Phong bây giờ nhục thân cường độ, nếu như không phải tại cường thân tẩy tủy rượu tăng mạnh Diệp Thần Phong thân thể cùng xương cốt trong quá trình này, e sợ bình thường liền Tả Đức Nguyên cũng cảm giác không ra Diệp Thần Phong nhục thân cường độ. Nhục thân cường độ là một cái cực kỳ đặc thù tồn tại, trong tình huống bình thường cũng không phải dựa vào cảm giác là có thể cảm giác đi ra ngoài. Cách đó không xa Tả Phi Bạch, hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong ngủ rồi sau đó hắn đi tới Tả Đức Nguyên trước mặt, nói ra, lão tổ tông, hắn cũng muốn đi tham gia Lạc Nhật Đảo tinh khiết nhục thân võ đài thi đấu. Hắn cái gì hắn, cái này cũng là ngươi lão tổ tông. Tả Đức Nguyên trợn mắt trừng trừng quát lên. Tả Phi Bạch chỉ có thể lập tức đổi giọng rồi, nói ra, đúng, 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 hắn cũng là của ta lão tổ tông. Ngược lại, Tả Phi Bạch lại thận trọng nói ra, lão tổ tông, nếu ngài vị huynh đệ này cũng muốn đi tham gia võ đài thi đấu, ta sớm liền định đi tham gia võ đài so tài, như vậy nếu như ta tại trên võ đài gặp ngài vị huynh đệ này, ta cũng không dùng hạ thủ lưu tình chứ. Lão tổ tông ngài một mực đã nói tỉ thí muốn công bằng. Tả Đức Nguyên biết Tả Phi Bạch là không phục chính mình yếu xưng hô Diệp Thần Phong vì lão tổ tông, bất quá, Tả Đức Nguyên đã cảm giác được, cho dù không uống cường thân tẩy tủy rượu, Diệp Thần Phong nhục thân cường độ cũng đã có tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong tầng thứ, vẻn vẹn là so đấu nhục thân lời nói, như vậy Tả Phi Bạch căn bản sẽ không là Diệp Thần Phong đối thủ. Cho nên, Tả Đức Nguyên thuận miệng nói ra, đúng, tỉ thí xác thực muốn công bằng, lại nói ta đây vị lão đệ. Căn bản không yêu cầu ngươi con thỏ nhỏ chết bầm này hạ thủ lưu tình, ngươi vẫn là thật tốt vì tự mình cân nhắc đi. Nghe vậy, Tả Phi Bạch là gương mặt hưng phấn, hắn nhìn xem đang ngủ say Diệp Thần Phong, trong lòng của hắn thầm nghĩ, hắc hắc, lúc này đến Lạc Nhật Đảo đi nhưng là thú vị, yên tâm đi, ngươi cứu ta lão tổ tông, ta nhất định sẽ cho ngươi lưu chút mặt mũi, nhiều nhất đem ngươi đánh thành một cái đầu heo ba mà thôi. Nhưng cuối cùng là ai sẽ thành ai đánh thành đầu heo ba? Chương 1459, Thiên Chân Vô Tà Bạch Tiểu Nhu. Ngày thứ hai, là một vầng mặt trời dần dần từ biển rộng mặt đông nhất bay lên thời điểm. Tam phẩm tông môn Vân Tiên Tông thuyền lớn vững vàng chạy ở trên mặt biển,
chiếc thuyền lớn này là dùng linh thạch khởi động, chỉ cần có đầy đủ linh thạch, không cần có người chuyên biệt đi phụ trách khống chế nó. Ngày hôm qua tại Diệp Thần Phong uống một cái bình lớn cường thân tẩy tủy rượu ngủ đi qua đó, Vân Tiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão Tả Đức Nguyên, hắn để Tả Phi Bạch giúp Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy cũng an bài ở căn phòng. Giờ khắc này, thuyền lớn tầng thứ ba bên trong một gian cực kỳ xa hoa bên trong gian phòng. Sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào gian phòng trên ván gỗ, bởi gian phòng cửa sổ mở ra một cái khe nhỏ, kèm theo noãn rung rung ánh mặt trời, một trận hải phong cũng thổi vào phòng bên trong, này trong gió biển tràn đầy biển rộng độc hữu mùi vị. Nằm ở trong phòng Diệp Thần Phong, hắn tại ngửi được hải phong mùi vị sau, hắn từ đang ngủ mê man từ từ tỉnh táo lại, nhưng hắn cũng không có cảm giác hỗn loạn, bình thường uống rượu say người. Ngày thứ hai não trong khẳng định là căng đau không ngớt, Diệp Thần Phong lại là ngược lại, hắn không những không có cảm giác đến một tia không khỏe, trái lại hắn có loại thần thanh khí sảng cảm giác. Diệp Thần Phong vẫn không có mở mắt ra, hắn ở trong lòng thầm nghĩ, ngày hôm qua ta làm sao sẽ uống say đâu này. Lấy Diệp Thần Phong thể chất cùng thực lực, coi như là uống cái mấy ngàn chén rượu cũng sẽ không say, này ngược lại là khiến hắn cảm giác vô cùng kỳ quái. Chính lúc Diệp Thần Phong trong lòng tràn đầy nghi ngờ đồng thời, hắn lại cảm thấy đến trong ngực của mình thật giống có đồ vật gì. Hắn trực tiếp mở mắt ra, đập vào mi mắt một màn để hắn không khỏi vi vi há to miệng. Chỉ thấy Tiểu Bạch thân thể thật chặt cuốn rúc vào Diệp Thần Phong trong lồng ngực, hai người bọn họ thân thể là chặt chẽ dán lại với nhau, lần này Diệp Thần Phong nhưng không bình tĩnh rồi, nếu như Tiểu Bạch hay là từ trước Tiểu Bạch lời nói. Như vậy Diệp Thần Phong cũng không ngại để tên tiểu tử này nằm ở trong ngực của hắn. Vấn đề là bây giờ Tiểu Bạch hòa thoát thoát là một mỹ nữ rồi. Hơn nữa cho dù lấy Diệp Thần Phong soi mói nhãn quang tới đối xử Tiểu Bạch, này Tiểu Bạch bây giờ dáng dấp cũng tuyệt đối tại 90 điểm bên trên, lần sau Tiểu Bạch trên người hoàn toàn là nên chỗ nên lồi thì lồi, chỗ nên lõm thì lõm. Tiểu tử, trong lòng ngươi không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Bây giờ ngươi vị trí không phải là thế tục giới rồi. Tại ta cùng lão Bạch niên đại đó, nhân loại cùng yêu thú kết hợp làm bình thường, lại nói yêu thú một khi hóa hình rồi. Các nàng cùng nhân loại không có bất kỳ khác biệt gì rồi, hơn nữa huyết mạch của các nàng vô cùng mạnh mẽ, nếu như ngươi và Tiểu Bạch kết hợp lời nói, như vậy sanh ra hài tử đem càng thêm cường hãn. Lại nói này Tiểu Bạch hầu như 100% chính là cửu U Băng Sư Sư Vương một mạch rồi. Này sư vương một mạch tại viễn cổ thời đại cũng là một cái cực kỳ chủng tộc cao quý. Tại viễn cổ thời đại có không biết bao nhiêu cường giả muốn cưới sư vương nhất mạch nữ tử làm vợ đây. Bóng đen người Giang Vận Thiên thanh âm nhứ nhứ thao thao tại Diệp Thần Phong trong đầu vang lên, mà Diệp Thần Phong là gương mặt thẹn thùng, hắn cảm giác này lão hắc tư tưởng thật sự là thật xấu xa rồi, hắn nhưng đối với Tiểu Bạch không có bất kỳ ý nghĩ, chí ít hiện nay là như vậy. Tại bóng đen người Giang Vận Thiên tiếng nói vừa vặn hạ xuống xong, bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh lại mở miệng, tiểu tử, người nhất định phải thanh Tiểu Bạch danh tự này cho sửa lại. Xem ra bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh đối với Lão Bạch cùng Tiểu Bạch hai cái này xưng hô vẫn là canh cánh trong lòng. Diệp Thần Phong chả có chút nghĩ không ra Vân Tiên Tông người làm sao đem hắn cùng Tiểu Bạch sắp xếp ở trong một gian phòng. Kỳ thực Diệp Thần Phong ngược lại là trách lầm Vân Tiên Tông người. Ngày hôm qua Tiểu Bạch bảo vệ Diệp Thần Phong tình cảnh, Vân Tiên Tông người nhưng là đều nhìn ở trong mắt rồi, bọn hắn đều nhận thức Diệp Thần Phong cùng Tiểu Bạch trong lúc đó nhất định là có quan hệ. Về phần Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy hai người này, bọn hắn cũng không biết thân phận của Tiểu Bạch. Tại Diệp Thần Phong suy nghĩ thời khắc, nằm ở trong lồng ngực của hắn Tiểu Bạch. Mí mắt đang run rẩy hai lần sau đó Tiểu Bạch từ từ mở hai mắt ra, trải qua một viên tụ linh phục thương đan điều dưỡng. Lại tăng thêm lại nghỉ ngơi lên một đêm, Tiểu Bạch khí sắc đã khôi phục như lúc ban đầu. Tiểu Bạch cái kia trong suốt như nước suối mắt to chính chớp chớp nhìn xem Diệp Thần Phong, người mi tâm một đóa hoa sen đồ án lúc ẩn lúc hiện, tại tỉnh lại sau đó Tiểu Bạch không hề rời đi Diệp Thần Phong trong ngực, trái lại thân thể lại đi Diệp Thần Phong trong lồng ngực chen lấn chen, nói ra chủ nhân, Tiểu Bạch vì mau chóng nhìn thấy chủ nhân, trước đó một mực tại khắc khổ tu luyện. Về sau ta có thể một mực cùng chủ nhân ngươi ở cùng một chỗ. Diệp Thần Phong nhìn xem Tiểu Bạch không pha bất kỳ tạp chất gì ánh mắt, lại nhìn thấy Tiểu Bạch kiểm thượng ngây thơ nụ cười, Tiểu Bạch thật giống còn chưa ý thức được nàng và Diệp Thần Phong trong lúc đó như thế nương tựa có phần không thích hợp. Lúc này, bóng đen người Giang Vận Thiên lại mở miệng, tiểu tử,
người tiểu bạch tư tưởng chả đơn thuần làm, giống như là một cái không hiểu chuyện tiểu nha đầu đây. Nghe được bóng đen người Giang Vận Thiên lời nói sau, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, hắn ôn nhu sờ sờ tiểu bạch mái tóc dài màu đen, trong lòng của hắn dự định tạm thời đem tiểu bạch cho rằng muội muội đối đãi, nói ra tiểu bạch, ta cho ngươi một lần nữa lấy cái danh tự thế nào. Tiểu bạch đối Diệp Thần Phong người chủ nhân này cơ hồ là nói gì nghe nấy, người khuôn mặt lộ ra một vệt vui sướng, nói ra tốt, tốt. Diệp Thần Phong trầm tư một lát sau, hắn nói ra có, về sau ngươi tự kêu là Bạch Tiểu Nhu đi. Bạch Tiểu Nhu, Bạch Tiểu Nhu. Tiểu bạch tại trong miệng lầm bầm hai câu sau đó thân thể của nàng lại đi Diệp Thần Phong trong lồng ngực chen lấn chen, nói ra chủ nhân, ta làm yêu thích danh tự này đây. Về sau ta gọi làm Bạch Tiểu Nhu rồi. Diệp Thần Phong nghe tiểu bạch, cũng chính là Bạch Tiểu Nhu xưng hô chủ nhân của mình luôn cảm giác là lạ. Hắn nói ra Tiểu Nhu, ngươi về sau không cần gọi ta là chủ nhân rồi, danh xưng này tổng nghe được ta làm không thoải mái. Bạch Tiểu Nhu cắn môi một cái, nói ra, chủ nhân, vậy sau này Tiểu Nhu gọi ngươi Diệp đại ca có được hay không? Danh xưng này Diệp Thần Phong vẫn là có thể tiếp nhận, hắn gật gật đầu, nói ra, được. Về sau ngươi liền gọi ta như vậy đi. Tiếp lấy, Diệp Thần Phong lại nói, Tiểu Nhu, ngươi có thể hay không trước tiên từ ngực ta bên trong lên. Bạch Tiểu Nhu vểnh môi, nói ra, Diệp đại ca, Tiểu Nhu yêu thích nằm ở trong ngực của ngươi đây. Lúc trước Diệp đại ca không phải một mực ôm ta sao? Diệp Thần Phong là gương mặt bó tay rồi, lúc trước có thể cùng hiện tại so sánh sao? Lúc trước Bạch Tiểu Nhu nhưng không có hóa thành hình người đây. Bất quá, Diệp Thần Phong nhìn thấy Bạch Tiểu Nhu như vậy thiên chân vô tà, hắn thật cũng không tốt nói thêm cái gì, hắn mở miệng hỏi, Tiểu Nhu, người có phải hay không cửu U Băng Sư Sư Vương nhất mạch thành viên? Người khi đó làm sao sẽ bị giam tại Hàn Băng Tông Hàn Băng trong thánh địa? Người nhà của ngươi đâu này? Nghe vậy, Bạch Tiểu Nhu trên mặt là một mảnh mê man, nói ra, Diệp đại ca, ta rất nhiều chuyện đều không nhớ được. Ta chỉ nhớ rõ năm đó là Hàn Băng Tông Tông chủ đem ta trấn áp tại Hàn Băng trong thánh địa, về phần gia nhân của ta, ta cũng không biết bọn hắn ở nơi nào. Nói xong, Bạch Tiểu Nhu trên mặt liền nổi lên một vệt bi thương đến. Diệp Thần Phong nhìn thấy Bạch Tiểu Nhu bi thương dáng dấp, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Tiểu Nhu sau lưng, nói ra Tiểu Nhu, về sau ta chính là nhà của ngươi người. Bạch Tiểu Nhu gật gật đầu, nói ra, Diệp đại ca. Về sau Tiểu Nhu liền vĩnh viễn cùng với ngươi. Thiếu gia, ngươi còn thức không? Cửa phòng đột nhiên bị gõ, sát theo đó, môn ngoài truyền tới Lương Tả Ý thanh âm. Diệp Thần Phong chính dễ dàng để Bạch Tiểu Nhu từ trong ngực của mình đi ra, hắn nói ra, ngươi ở ngoài cửa đợi một hồi, ta lập tức đi lên. Tiếp lấy, Diệp Thần Phong rồi hướng Bạch Tiểu Nhu, nói ra, Tiểu Nhu, không nên vu vạ ngực ta bên trong, chúng ta muốn đứng lên. Nghe được Diệp Thần Phong lời nói sau, Bạch Tiểu Nhu lúc này mới bất đắc dĩ rời khỏi Diệp Thần Phong trong ngực. Bùm bùm. Mà khi Diệp Thần Phong vừa vặn đứng lúc thức dậy, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới xương tủy đột nhiên phát ra một trận âm thanh lanh lảnh. Diệp Thần Phong đột nhiên cảm giác được cơ thể hắn sức mạnh trở nên gấp hơn cường hãn, hắn tiện tay hướng về phía không khí oanh đánh một quyền. Một quyền này, Diệp Thần Phong cũng không hề sử dụng linh khí, nhưng đấm ra một quyền. Bốn phía không khí trong nháy mắt được Diệp Thần Phong bắn cho tán loạn rồi, hơn nữa một trận thanh âm chói tai đồng thời ở trong không khí vang lên. Lúc này mới một buổi tối thời gian, cơ thể ta cường độ dĩ nhiên đủ để so với tạo hóa cảnh tam trọng thiên đỉnh phong cao thủ. Đúng rồi, chẳng lẽ là ngày hôm qua uống cái kia vò rượu? Diệp Thần Phong ở trong lòng không khỏi nghi vấn đạo, ngăn ngắn một buổi tối, nhục thân cường độ liền từ tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong. Tăng lên tới tạo hóa cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, này làm cho Diệp Thần Phong cũng thực kinh ngạc một cái, dù sao hắn ngày hôm qua không có cảm giác đến bất kỳ thống khổ, cơ thể hắn cường độ cứ như vậy lại tăng lên một cái đại tầng thứ. Chương 1460, một quyền đánh vào biển rộng. Tại đơn giản rửa mặt một phen sau, Diệp Thần Phong liền cùng Bạch Tiểu Nhu cùng đi gian phòng, Lương Tả Ý nhìn thấy ôm Diệp Thần Phong cánh tay Bạch Tiểu Nhu. Lương Tả Ý trong lòng đúng là không đất dung thân, hắn thật không hiểu nổi Bạch Tiểu Nhu như vậy luân hồi cảnh cao thủ, làm sao sẽ cam tâm làm thần niệm cảnh thực lực Diệp Thần Phong nữ nhân này. Tại Lương Tả Ý trong mắt ngày hôm qua Diệp Thần Phong đều cùng Bạch Tiểu Nhu ở tại trong một cái phòng rồi,
cho nên, hắn 100% khẳng định Bạch Tiểu Nhu chính là Diệp Thần Phong nữ nhân. Bạch Tiểu Nhu yêu thích kề cận chính mình, Diệp Thần Phong cũng thật sự không có biện pháp, dứt khoát hắn liền do Bạch Tiểu Nhu rồi, bất quá, Diệp Thần Phong cũng không có ý định hướng về Lương Tả Ý giải thích cái gì, có một số việc càng giải thích càng phiền toái, huống hồ Lương Tả Ý cũng còn chưa có tư cách đến để Diệp Thần Phong giải thích đây. Đang nhìn đến Diệp Thần Phong cùng Bạch Tiểu Nhu sau khi đi ra khỏi phòng, Lương Tả Ý cười nói, thiếu gia, Vân Tiên Tông người đã chuẩn bị kỹ càng sớm một chút rồi, ta là tới mời thiếu gia cùng thiếu phu nhân đi dùng cơm. Ôm Diệp Thần Phong cánh tay Bạch Tiểu Nhu, người tuy rằng thiên chân vô tà, nhưng nàng vẫn là rõ ràng thiếu phu nhân ý tứ, người nhìn một cái bên cạnh Diệp Thần Phong, người đối danh xưng này không có chút nào phản cảm, hơn nữa trong lòng lại vẫn toát ra từng tia một mừng rỡ. Trải qua vừa nãy trong phòng một phen trò chuyện sau đó Bạch Tiểu Nhu tại Diệp Thần Phong trước mặt cũng so sánh rất lạc quan rồi, người nũng nịu nói ra, Diệp đại ca, chúng ta đi ăn điểm tâm đi. Lương Tả Ý mang theo Diệp Thần Phong cùng Bạch Tiểu Nhu hướng về thuyền lớn tầng thứ 3 trên bong thuyền đi đến, tại đây tầng thứ 3 trên bong thuyền để đó 5 cái bàn, luân hồi cảnh cường giả Hà Mãn Dương, Vân Tiên Tông thiếu chủ Tả Phi Bạch, cùng với 9 tên Vân Tiên Tông tạo hóa cảnh cường giả đều tại dùng cơm. Này 5 trên bàn lớn, có một cái bàn là trống ra, cái bàn này thượng sớm một chút là chuyên môn vì Diệp Thần Phong chuẩn bị, mà Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy đã ăn xong điểm tâm. Bọn hắn không quen cùng những cường giả này sống chung một chỗ, cho nên, Tô Băng Xoáy ăn xong sớm muộn sau liền trở về phòng của mình rồi, Lương Tả Ý phải đi mời Diệp Thần Phong, bằng không hắn cũng đã sớm trở về phòng. Lương Tả Ý tại đem Diệp Thần Phong cùng Bạch Tiểu Nhu mang tới ăn điểm tâm địa phương sau, hắn hướng về Diệp Thần Phong thăm hỏi một tiếng sau, hắn liền cũng trở về phòng của mình đi nghỉ ngơi rồi. Luân hồi cảnh cường giả Hà Mãn Dương, hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong sau. Hắn lập tức từ trên ghế đứng lên, một mực cung kính hô, Diệp tiền bối. Sớm, nếu Diệp Thần Phong đã là Hà Mãn Dương sư phụ Tả Đức Nguyên huynh đệ, Hà Mãn Dương lại coi Tả Đức Nguyên là làm là của mình tái sinh phụ mẫu, nào như vậy đầy dương đương nhiên yếu coi Diệp Thần Phong là làm một trưởng bối tới đối xử rồi. Tại Hà Mãn Dương đứng lên thăm hỏi sau đó ở đây 9 tên tạo hóa cảnh cường giả. Bọn hắn cũng đồng loạt đứng lên. Cơ hồ là chăm miệng một lời đối với Diệp Thần Phong, nói ra, lão tổ tông, sớm. Nguyên bản chính đang hưởng thụ sớm một chút Vân Tiên Tông thiếu chủ Tả Phi Bạch, hắn đang nhìn đến Hà Mãn Dương hòa 9 tên tạo hóa cảnh cường giả đều hướng về Diệp Thần Phong thăm hỏi, hắn cũng không thể không đứng lên, dù sao Hà Mãn Dương thân là Tả Đức Nguyên đồ đệ, tại Vân Tiên Tông bối phận nhưng còn cao hơn hắn hơn nhiều, hắn cũng chỉ có thể đủ âm thanh cực thấp gọi một tiếng, lão tổ tông. Diệp Thần Phong từ trước đến giờ là một cái tùy ngộ nhị an người. Nếu hắn và Tả Đức Nguyên đều gọi nhau huynh đệ rồi, như vậy những người này xưng hô hắn một tiếng lão tổ tông. Hắn cũng xác thực nhận được lên, hắn khoát tay áo một cái, nói ra, được rồi, chính các ngươi ăn điểm tâm đi. Các ngươi không cần phải để ý đến ta. Hà Mãn Dương đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, nói ra, Diệp tiền bối, bàn này sớm một chút là sư phụ cố ý muốn ta vì ngài chuẩn bị. Sư phụ mỗi sáng sớm đều sẽ tu luyện một quãng thời gian, hắn hiện tại chắc còn ở tu luyện, sư phụ đã phân phó rồi, để ngài không cần chờ hắn. Nghe vậy, Diệp Thần Phong liền lôi kéo Bạch Tiểu Nhu ngồi xuống, một bàn này sớm một chút làm phi thường tinh xảo, hơn nữa những này sớm một chút vô cùng đặc thù, những này sớm một chút nội bộ có nhàn nhạt linh khí, mỗi ngày dùng ăn loại này sớm một chút lời nói, đối người tu luyện là có cực kỳ trợ giúp cực lớn. Tại Diệp Thần Phong cùng Bạch Tiểu Nhu đã ăn xong sớm một chút sau đó ở đây những người còn lại cũng đều đã ăn xong, Vân Tiên Tông thiếu chủ Tả Phi Bạch, trong lòng của hắn vẫn là không cách nào tiếp thu muốn hô Diệp Thần Phong vì lão tổ tông, hắn nguyên bản ý định đợi được Lạc Nhật Đảo tinh khiết nhục thân võ đài thi đấu thời điểm, hắn lại động thủ xả giận, nhưng bây giờ hắn là đã đợi không kịp. Tả Phi Bạch biết rõ tuy nhiên 300 năm cường thân tẩy tủy rượu có thể tăng lên thân thể cùng xương cốt cường độ. Thế nhưng Diệp Thần Phong thực lực chỉ có thần niệm cảnh nhị trọng thiên trung kỳ, trong tình huống bình thường thực lực của người tu luyện cùng nhục thân cường độ là giống nhau, không có quá nhiều người nguyện ý đi hết sức tu luyện nhục thân cường độ, lần sau tu luyện nhục thân cường độ phi thường thống khổ mà lại tốn thời gian. Cho nên, theo Tả Phi Bạch, bây giờ uống một đại đàn cường thân tẩy tủy rượu Diệp Thần Phong, bây giờ nhục thân cường độ tối nhiều tăng lên tới thần niệm cảnh tam trọng thiên trung kỳ đến tứ trọng thiên trung kỳ trong lúc đó.
mà Tả Phi Bạch thực lực nhưng là có tạo hóa cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ. Hơn nữa Tả Phi Bạch đặc biệt tu luyện qua cơ thể của mình, cơ thể hắn cường độ có tạo hóa cảnh nhị trọng thiên trung kỳ đây. Tả Phi Bạch đi tới Diệp Thần Phong trước mặt sau, trong miệng hắn chật vật lại gọi một tiếng lão tổ tông. Sau, hắn mới lên tiếng, nghe nói ngài muốn tới Lạc Nhật Đảo Thượng đi tham gia tinh khiết nhục thân võ đài thi đấu. Có muốn hay không ta trước tiên đến cho ngươi dự hâm lại? Cho ngươi trải nghiệm tinh khiết nhục thân võ đài thi đấu cảm giác. Ôm Diệp Thần Phong cánh tay Bạch Tiểu Nhu, người một mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tả Phi Bạch, người chỉ có đối với Diệp Thần Phong thời điểm, người mới sẽ lộ ra thiên chân vô tả bản tính tới, tại mặt đối với những người khác thời điểm, người cơ hồ là băng gương mặt lạnh lùng. Một bên Hà Mãn Dương thấy Tả Phi Bạch hồ nháo lên, hắn lập tức mở miệng ngăn lại, quát lên, Phi Bạch, có ngươi như thế nói với Diệp Tiền Bối lời nói đấy sao? Nhanh chóng cho Diệp Tiền Bối xin lỗi. Tại Hà Mãn Dương nhãn bên trong Diệp Thần Phong đang uống cường thân tẩy tủy say rượu, nhục thân cường độ cũng tối nhiều tăng lên đến thần niệm cảnh tam trọng thiên trung kỳ đến tứ trọng thiên trung kỳ trong lúc đó, mà Tả Phi Bạch nhục thân cường độ có thể có tạo hóa cảnh nhị trọng thiên trung kỳ. Nếu như Diệp Thần Phong cùng Tả Phi Bạch tỉ thí nhục thân cường độ, tại Hà Mãn Dương xem ra Diệp Thần Phong chỉ có bị ngược đãi phần. Tả Phi Bạch trong lòng không sảng khoái lắm, hiện tại Tả Đức Nguyên vị lão tổ tông này lại không ở. Hắn đối Hà Mãn Dương vẫn không có quá nhiều e ngại, chỉ cần hắn đem Diệp Thần Phong đánh tơi bời hoa lá, hắn tin tưởng Diệp Thần Phong khẳng định cũng không mặt tiếp tục khiến hắn gọi lão tổ tông. Lão tổ tông, lẽ nào ngươi là không dám so với ta thử nhục thân cường độ sao? Lẽ nào lão tổ tông là một cái yêu cầu nữ nhân người bảo vệ sao? Tả Phi Bạch liếc nhìn Diệp Thần Phong, sau đó lại nhìn một cái Bạch Tiểu Nhu, hắn rõ ràng cho thấy tại dùng phép khích tướng. Trống trơn tỉ thí nhục thân cường độ lời nói, Diệp Thần Phong cũng sẽ không có bất kỳ lo lắng, hắn cũng không ngại cùng Tả Phi Bạch vui đùa một chút, tiết kiệm này Tả Phi Bạch lại léo nha léo nhéo được rồi. Diệp Thần Phong để Bạch Tiểu Nhu an tĩnh đứng qua một bên sau đó hắn nhìn xem Tả Phi Bạch, nói ra, Phi Bạch, người thật sự yếu so với ta thử nhục thân cường độ. Tả Phi Bạch nghe được Diệp Thần Phong trực tiếp gọi hắn là Phi Bạch. Rồi, này làm cho hắn là càng thêm khó chịu. Trong lòng thầm nghĩ, hảo tiểu tử, sau đó xem ta không đem ngươi đánh răng rơi đầy đất. Tả Phi Bạch cười nói, kính xin lão tổ tông ngài thành toàn. Diệp Thần Phong gật gật đầu, nói ra, được rồi, ta liền cùng ngươi so sánh với so sánh. Nghe được Diệp Thần Phong đồng ý, sau đó Tả Phi Bạch lập tức đối với Hà Mãn Dương, nói ra, Hà Thúc, ngươi lập tức thanh hai chúng ta linh khí dòng sông tạm thời niêm phong lại. Chúng ta muốn tỉ thí nhục thân cường độ rồi. Hà Mãn Dương là gương mặt khó xử, hắn biết Diệp Thần Phong là phải thua không thể nghi ngờ, Diệp Thần Phong nhưng là không sao cả nói ra, nhanh chóng động thủ đi. Thấy Diệp Thần Phong nói như vậy, Hà Mãn Dương cũng không tiện lại nói thêm gì nữa rồi, hắn đem Tả Phi Bạch cùng Diệp Thần Phong trong cơ thể linh khí dòng sông tạm thời nhốt lại, hiện tại Tả Phi Bạch cùng Diệp Thần Phong đều chỉ có thể đủ dựa vào sức mạnh của thân thể chiến đấu. Tả Phi Bạch bẻ bẻ cổ, cười hắc hắc nói, không cần nói ta khi dễ ngươi, ta trước hết để cho ngươi một quyền. Tả Phi Bạch cực kỳ ra vẻ chỉ vào Diệp Thần Phong, dưới cái nhìn của hắn Diệp Thần Phong quả đấm hẳn là không đến nơi đến chốn, hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong sẽ nhanh như thế đáp ứng hắn và tỉ thí nhục thân cường độ. Diệp Thần Phong nhìn xem Tả Phi Bạch khóe miệng nụ cười, hắn lắc lắc đầu, nói ra, đã như vậy ngươi hẳn không có cơ hội động thủ rồi. Tại tất cả mọi người chả chưa kịp phản ứng thời điểm, Diệp Thần Phong đột nhiên vung ra hữu quyền của mình, một quyền này phảng phất thanh không khí đều đánh nát bình thường khí thế dường như mãnh hổ hạ sơn. Tả Phi Bạch đang nhìn đến Diệp Thần Phong ra quyền sau đó hắn phi thường ra vẻ đứng đấy không nhúc nhích, ngẩng đầu ưỡn ngực, trong miệng nói ra, đến a. Để ngươi biết cái gì gọi là chênh lệch. Một tiếng, làm Diệp Thần Phong một quyền trực tiếp đánh vào Tả Phi Bạch trên ngực lúc. Tả Phi Bạch nụ cười trên mặt đột nhiên sơ cứng rồi, ngực truyền đến một nguồn sức mạnh, này nguồn sức mạnh dường như muốn xuyên thủng thân thể của hắn, hai con mắt của hắn đột nhiên trừng lớn lên, hai chân bỗng nhiên cách mặt đất, Tả Phi Bạch thân thể nhanh chóng hướng về phía sau bay ngược ra ngoài. Phù phù, một tiếng, Tả Phi Bạch trực tiếp được Diệp Thần Phong một quyền bắn cho vào trong biển rộng, yếu hắn tại Diệp Thần Phong trước mặt ra vẻ. Kết quả giả dạng làm ngu vãi cả L đi nha. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 73.